Trường 955 đấu miễn là thần thông một phủ, vân du ông lại là ngoại cảnh ba lâu, bản thân lại có truyền thừa xa xăm, bí pháp tuyệt diệu, chỉ trong thoáng chốc, gã hoàn toàn đè nặng đấu miễn mà đánh. Chỉ có một phủ thôi, đấu chiến kim thân của ngươi có thể liên tục bao lâu? A, à, hình như vân du ông cũng đánh ra lửa giận, đánh ra nổi hận tiềm tàng chưa phát dưới đáy lòng, gã vừa vung nắm đấm vừa giống giận. Ngươi cho rằng lão tử không hiểu ngươi sao? Có thiên phú ghê gớm lắm à? Có gia thế ghê gớm lắm sao lão tử chủ tính linh không điện lâu như vậy, ngươi nói muốn thu thì thu. Còn tiện nhân trung cầm kia, ngươi bỏ như giày rách. Lão tử mất đi tuổi thọ 80 năm mới có thể đè đầu được ngươi. Ngươi thì trả giá cái gì? Vốn định lấy được truyền thừa rồi mới quay lại giải quyết ngươi. Ngươi lại khăng khăng muốn lập tức chịu chết. Lão tử tác thành nguyện vọng của ngươi trước. Xem lần này ngươi có chết hay không? Chết cho ta. Chết cho ta. Quyền đánh, chân đá, đầu gối thụi, thế công liên miên không dứt sau khi Vân Du ông đánh tan đao thế của đấu miễn thì vẫn luôn khống thế cục diện. Chịu đả kích luân phiên, đấu miễn bị đấm cho bay tới bay lui trên không trung. Cả một đao thế hoàn chỉnh mà hắn cũng không thực hiện được, nhưng hắn vẫn luôn nắm chặt lấy thiên giã đao của mình. Vân Du ông nói nhiều như vậy mà hắn cũng không nhớ ra Vân Du ông là ai. Trong quá trình khống chế linh không điện, hắn có gặp một ít trở ngại, nhưng cũng nhẹ nhàng nghiền nát được, không có đối thủ để lại ấn tượng sâu sắc cho hắn. Trong quá trình bị áp chế, hắn đứt quãng mà nói chuyện, Trung Cầm chỉ là một thủ hạ của ta, không có quan hệ khác. Ngươi, là ai? Chuyện buồn cười nhất trên đời này cũng chỉ thế này mà thôi. Người mà ngươi coi là sinh tử đại địch, căn bản không biết ngươi là ai. Ra thế hiển hách nghiền nát qua thì ngươi như một hạt bụi. Hắn chỉ tùy ý mà đặt một quân cờ xuống, thì đã dễ dàng phá hủy toàn bộ nỗ lực của ngươi. Căn bản không ai biết được chủ tính, ẩn nhẫn, kế hoạch của ngươi. Nhưng vân dù ông lại đột nhiên tỉnh táo lại từ cơn phẫn nộ mất khống chế. Ta xá thọ 80 năm, Vừa đẩy đến ngoại cảnh ba lâu để có thực lực tranh giành, chẳng lẽ chỉ vì chút cơn giận nhất thời hay sao?" Gã thầm hỏi bản thân trong lòng. Gã bỗng tung một một chân, đá đấu miễn ngã xuống mặt đất, tay bấm ra sơn tự ấn, áp lực vô hình trong cõi xa xăm đột nhiên hóa thành thực chất, một ngọn núi hư ảo như lơ lửng ở giữa không trung, sau đó giáng xuống đè ép đấu miễn không thể nhúc nhích. Chờ kim thân của ngươi biến mất, lại đến giết ngươi. Không thể không nói, đấu chiến kim thân của đấu miễn thật sự rất mạnh mẽ. Gặp công kích liên miên như thế mà hắn vẫn không bị thương lấy một sợi tóc, cũng chưa phun một ngụm máu, vẫn long tinh hổ mãnh muốn xuất đao. Nhưng tất nhiên, thần thông này không thể kéo dài. Vân Du ông lựa chọn trấn áp hắn, chờ thần thông biến mất rồi quay đầu lại giết hắn, quả thật chính là một lựa chọn lý trí. Hiện tại chuyện quan trọng nhất đương nhiên là Vân Đỉnh Tiên Cung. Vân Du ông trấn áp đấu miễn xong thì lập tức quay ngược lại bay trở về trước đỉnh, duỗi tay đi bắt lấy lệnh bài Vân Vân chân thật duy nhất trong cảnh tượng quá khứ kia. Đạo Đồng Bạch Y trong cảnh tượng quá khứ hoàn toàn bất giác với những chuyện phát sinh trước mắt hắn ta vẫn mang vẻ mặt rụt rè mà đưa lệnh bài vân vân ra giao cho một tu sĩ hắc y đội mũ rũ lụa trong cảnh tượng quá khứ vân du ông duỗi tay đoạt lấy cái lệnh bài vân vân kia trong cảnh tượng quá khứ tên tu sĩ hắc y vẫn tiếp nhận lệnh bài vân vân chỉ là cái lệnh bài trong quá khứ kia đã hư ảo không còn khác biệt với tàn ảnh tồn tại trong thời gian quá khứ của nó nữa tầm mắt của vân du ông lơ đãng mà đảo qua tu sĩ hắc y cũng không có cảm nhận gì nhưng lúc này gã lại quay đầu nhìn đạo đồng bạch y đưa lệnh bài kia không biết tại sao mà ký ức trở nên rõ ràng gã sợ hãi giật bắn người trước đó không biết tại sao lại không phát hiện nhưng lúc này nhìn kỹ mới chợt phát giác dáng vẻ của đạo đồng bạch y kia quá quen mắt rõ ràng chính là bộ dạng của gã lúc còn là một hài đồng là trùng hợp vân du ông trấn áp bất an trong lòng nắm chặt lấy lệnh bài vân văn mặc kệ thế nào thì gã cũng lấy được bí lệnh ra vào vân đỉnh tiên cung có cơ hội kế thừa toàn bộ vân đỉnh tiên cung một cảm giác thỏa mãn dâng lên trong lòng gã. Gã đã đợi giờ khắc này lâu lắm rồi. Chỉ Vân Sơn không phải chỉ có ba mạch, mà Linh Không Điện là yếu nhất. Gã vốn chủ tính mọi cách để âm thầm khống chế Linh Không Điện, sẽ chiếm cứ tiên cơ ở Chỉ Vân Sơn, nhưng trước khi thành công lại bị đấu miễn chặn ngang một chân. Trong một lần tình cờ, đấu miễn biết được bí ẩn nào đó của Linh Không Điện, hắn quyết đoán ra tay thu phục Linh Không Điện. Thành quốc đều nhìn như không thấy, không phải vì sợ đấu miễn, mà là sợ đấu thị và sở quốc đứng sau lưng đấu miễn. Đương nhiên gã càng không dám đấu tranh, chỉ đành tìm cách khác mà thôi. Đúng là gã không đến 30 tuổi, vì thế mới có tư cách tiến vào chỉ vân sơn. Sở dĩ bề ngoài già cả, như thế là vì phải trả cái giá đắt để xá thọ 80 năm, đẩy mình đến ngoại cảnh ba lâu, như thế mới có được khả năng chiến thắng đấu miễn. Gã hao phí cái giá lớn như vậy, đương nhiên là có mưu đồ to lớn. Mà thành quả thắng lợi cũng thật sự ngọt lành gã vừa nắm chặt lệnh bài vân văn vừa dùng ánh mắt tàn nhẫn nhìn về phía đấu miễn ngươi còn có thể kiên trì thần thông bao lâu hai mươi hơi thở ba mươi hơi thở đường đường là con cháu dòng chính của đấu thị chết ở đây thật khiến người ta tiếc hận nhưng đấu miễn lại không nhìn gã mà đưa mắt ngóng nhìn không trung hắn bị sơn tự ấn chấn áp chặt chẽ nhưng trước sau chưa từng buông lỏng thiên giã đao trên tay nửa phần giả thần giả quỷ vân du ông ngoài miệng khinh thường nhưng không biết tại sao trong lòng lại phủ kín một tầng bóng tối, vì thế gã cũng ngừng đầu theo. Ngay lúc này, gã bỗng phát hiện, mây bay bên ngoài đỉnh núi như đã khôi phục hành động. Điều này có thể chứng minh thời gian trên chỉ vân sơn bắt đầu cân bằng. Chuyện này đại diện cho cái gì? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vân du ông bỗng cúi đầu, lệnh bài vân vân mà gã nắm chặt trong tay đang từng chút từng chút, thong thả mà kiên quyết, tan đi như nước chảy. Rốt cuộc gã đã nghĩ ra bất an của mình đến từ nơi nào hai tên tiện nhân của lăng tiêu các kia luôn không theo vào đình nghênh khách. Gã chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn cho bọn chúng, lại chưa kịp dùng tới. Gã vẫn luôn cho rằng, thực lực của hai người kia quá yếu, không thể đánh vỡ vây khốn của gã. Nhưng hiển nhiên gã đã sai rồi. Hai tên tiện nhân kia hoàn toàn không động tâm với vân đỉnh tiên cung, mà trực tiếp đi hái quả thần thông. Nhưng cho dù quả thần thông bị hái đi, thì thời gian của chỉ vân sơn cũng chưa đến lúc kết thúc. Gã đã có được lệnh bài vân văn, vì sao lại mất đi hiệu lực. Chẳng lẽ, Vân Đỉnh Tiên Cung, đã có chủ nhân? Không. Vân Du ông đau đớn gào lên. Gã liều mạng muốn nắm chặt lệnh bài vân vân kia, muốn nắm chặt toàn bộ hy vọng của mình. Nhưng lệnh bài lại cực kỳ cố chấp mà sói mòn, cuối cùng tiêu tán không còn tung tích. Ha ha. Đấu miễn bị chấn áp dưới sơn tự ấn mà vẫn làm càn cười to, mưu cầu không có kết quả, sắp thành lại bại. Lão già, mùi vị này như thế nào? Đã chết đến nơi mà còn nói nhiều như vậy. Vân Du ông cắn răng đánh về hướng đấu miễn, nhưng bỗng nhiên, trời đất quay cuồng, cảnh tượng tan vỡ. Lại nói trên đỉnh chỉ Vân Sơn, bậc thang mây giáng xuống từ vòm trời khiến khương vọng, và Diệp Thanh Vũ chấn động không hiểu ra sao. Mà cùng lúc đó, bọn họ cũng chú ý thấy mây bay ngoài đỉnh núi đã khôi phục bình thường, tốc độ chảy khác biệt của thời gian đã bị hủy diệt. Vì thế bọn họ đã rõ, thời gian trên chỉ Vân Sơn đã kết thúc. Nhưng mà, thang mây trước mắt lại đại diện cho cái gì? Nó sẽ dẫn đến nơi nào? là phải rời đi chỉ Vân Sơn từ nơi này sao? Khương Vọng hỏi. Diệp Thanh Vũ đáp trả bằng một ánh mắt mở mịt. Ta cũng không biết. Nàng hơi xấu hổ mà nói. Đi lên nhìn thử xem. Khương Vọng đề nghị. Diệp Thanh Vũ khống chế thất sắc kỳ vân xa đi về phía trước, muốn trực tiếp xông lên trời cao. Nhưng một sức mạnh nhu hòa đã tuôn trào tới, đẩy thất sắc kỳ vân xa và Diệp Thanh Vũ trở về núi đỉnh. Chỉ để lại Khương Vọng. Khương Vọng mang vẻ mặt mờ mịt dừng lại trên thang mây, hơn nữa cả người đang bay nhanh lên trên mà thang mây dưới chân hắn đang tiêu tan từng bậc từng bậc một đừng xuống dưới nhìn lên đi diệp thanh vũ bỗng nhiên nhớ tới cái gì nàng đứng trên thất sắc kỳ vân xa mà hô to tâm niệm khương vọng khẽ động vì thế hắn không kháng cự lại ngay vào thời khắc tiếp theo hắn lọt vào cái lỗ trống thật lớn trên vòm trời kia trước khi lọt vào lỗ trống vòm trời khương vọng như mơ hồ nhìn thấy một lão nhân đầu bạc đang liều mạng bay nhanh lên đỉnh núi nhưng chỉ chợt hiện một niệm thì thế giới trước mắt đã thay đổi. Đây là một phế tích, một phế tích cực kỳ khổng lồ. Dùng từ khổng lồ này để hình dung phế tích có vẻ không thỏa đáng, nhưng đó thật là cảm nhận chân thật nhất trong lòng khương vọng. Trụ hành lang thông thiên gãy ở đằng trước, mảnh ngói lưu ly hoàn toàn mất đi vẻ sáng bóng. Vách nát từng siêu, trước mắt là cảnh tượng điêu tán của một chốn phồn hoa. Ngay cả làn gió nhẹ ngẫu nhiên thổi tới, cũng không khuấy động được sự tĩnh mịch nặng nề này. Câu chuyện xưa cũ của nơi đây đã bị vùi lấp trong lớp cho bụi. Nơi đây không thể phi hành, có một loại quy tắc cổ xưa thấm đẫm trong lịch sử. Cứ như sự vinh dự xa xăm vẫn cố thủ nghiêm ngặt giữa chốn điêu tàn buồn chán này. Phía trước là một cây đèn bị tàn phá, Khương Vọng đi vòng qua nó, dẫm lên một khối gạch chỉ còn non nửa. Lạch cạch, gạch bị dễ dàng dẫm nát, giống như một đống cát dã ra. Khương Vọng nhanh chóng dịch chuyển, cẩn thận bước chân đi về phía trước, có vài viên gạch còn lành lặn, có vài viên đã sớm mục nát, chỉ cần chạm nhẹ một cái thì đã tiêu tán. Dưới gạch, là nền đất như ngọc trên đó loáng thoáng có ám văn phức tạp làm khương vọng không có ý tưởng muốn trực tiếp tiếp xúc vân đỉnh tiên cung đối mặt với những thứ trước mắt này điều đầu tiên mà khương vọng nghĩ đến chính là vân đỉnh tiên cung mà đấu miễn từng nhắc tới tuy rằng những thứ hắn chứng kiến trước mắt đã là phế tích nhưng vẫn có thể thoáng tưởng tượng ra sự vĩ đại ngày xưa của nó từ tàn tích hiện tại có lẽ cũng chỉ có tiên cung mới có thể gia tăng khả năng miêu tả chỉ là, nếu nơi mà điểm cuối thang mây dẫn đến chính là Vân Đỉnh Tiên Cung, vậy không thể giải thích vì sao nó lại đột nhiên xuất hiện. Tháo xuống quả thần thông hiển nhiên không phải nguyên nhân, nếu là thế thì việc gì đấu miễn và Vân Du Ông phải đánh sống đánh chết ở đỉnh nghênh khách. Ít nhất hẳn phải có cái gọi là bí lệnh ra vào kia mới có thể tiến vào Vân Đỉnh Tiên Cung, đúng không? Nhưng điều hắn chứng kiến trước mắt, trừ Vân Đỉnh Tiên Cung ra thì không còn khả năng nào khác. Vậy nguyên nhân nó xuất hiện là cái gì? Hắn đã thỏa mãn điều kiện gì? trong thời gian ngắn khương vọng không nghĩ ra được hắn đành ngừng cân nhắc chỉ thận trọng vừa quan sát vừa đi vào bên trong nơi hắn đang đứng có vẻ là một đại điện đã sụp đổ đến không ra hình dáng nhưng vẫn mơ hồ cảm nhận được hình dáng của ngày xưa từ trước đến nay phế tích để lại cho khương vọng ấn tượng sâu nhất là khô vinh viện nơi đó có không khí quỷ dị có tàn lưu một thứ khủng bố không rõ là cái gì mà nơi trước mắt lúc còn hoàn chỉnh nhất định rộng lớn hơn xa khô vinh viện nhưng trong lúc hắn đi về phía trước lại chỉ cảm nhận được tĩnh mịch một sự tĩnh mịch mà thứ khủng bố gì cũng không tồn tại nổi. Nhìn từ đống vách đổ cột siêu này, nơi nơi đều là dấu vết tranh đấu, tiết diện sắc bén, dấu vết gồ ghề lồi lõm. Nhưng lại không nhìn thấy thi cốt, cũng không tìm ra vết máu. Cứ như tất cả mọi thứ ở nơi này đã bị thời gian làm mai một. Đi lại trong đống phế tích này, Khương Vọng hoàn toàn có thể tưởng tượng ra, nếu nơi này có thể phục hồi lại như cũ thì hắn đứng ở đây, còn không nổi bật hơn một con kiến là bao. Truy cập halayzi.com hoặc linh ở phần mô tả để mời em ly cà phê nhé. Hắn từng đi qua Đông Hoa Cát, từng kiến thức Tề Vương Cung cường quốc thiên hạ, nhưng quy mô của Tề Vương Cung còn kém xa nơi này. Rốt cục cung điện vĩ đại như vậy đã bị sức mạnh gì phá hủy? Rốt cuộc vân đỉnh Tiên Cung ngày xưa bị hủy diệt bởi thứ gì? Vì sao ta có thể đi vào nơi này, mà Diệp Thanh Vũ có được truyền thừa Chỉ Vân Sơn lại không thể? Đấu Miễn đã thu phục Linh Không Điện, và Vân Du Ông độc hành kia có thể đi vào đây không? Trong lòng Khương Vọng có vô số nghi ngờ, nhưng không thể dò hỏi ai cả. Không biết vì sao Khương Yểm vẫn luôn trầm mặc. Hắn chắc chắn Khương Yểm biết cái gì đó, nhưng Khương Yểm không nói, hắn cũng không thể cưỡng ép. Hắn chỉ có thể dựa vào chính mình để tìm kiếm đáp án. Rất nhiều lúc trong quá khứ, hắn luôn cô độc đi về phía trước, hắn đã quen với cảm giác này. Hắn thả bước chân xuống thật nhẹ nhàng, luôn có cảm giác đạp hơi mạnh một chút thì nơi này sẽ sụp đổ thêm lần nữa. Tiên cung bị tàn phá vẫn cao lớn như cũ người đi bên trong vẫn không thể liếc mắt một cái nhìn đến điểm cuối ngã rẽ đằng trước kia hẳn là cổng vòm trước mắt là một bức tường một bức tường đã trải qua vô số năm tháng nhưng phần lớn vẫn được giữ gìn nguyên vẹn như cũ trên bức tường có điêu văn hoa mỹ giống như miêu tả một đám tiên nữ dáng người tuyệt đẹp đang khiêu vũ những điêu văn này cũng khó được mà còn khá rõ ràng cứ như chúng được một sức mạnh nào đó bảo hộ chống đỡ được tổn thương có thể làm cả vân đỉnh tiên cung này tiêu vong nhưng hai chữ bằng máu viết đè lên đó đã phá hủy tất cả mỹ cảm hai chữ bằng máu này trông thật phiêu giật tiêu sái người viết nhất định là một nhân vật phong lưu phóng khoáng nhưng chúng lại mang cho người ta cảm giác dư tợn và khủng bố có một cảm giác sợ hãi tuyệt vọng thể hiện ra từ hai chữ bằng máu này hai chữ đó là đạo tặc phía dưới hai chữ này là một dấu tay máu bị kéo lê xuống giống như người viết năm đó ở đây mới viết được chúng thì đã bị thứ khủng bố nào đó trực tiếp kéo đi đạo tặc Khương vọng lặp đi lặp lại hai chữ này, kẻ trộm đại đạo, kẻ trộm đạo môn, là một người hay là một thế lực, một loại quái vật hay một loại bí thuật. Trong Vân đỉnh tiên cung đã sụp đổ này, hai chữ đạo tặc trước mặt là con đường duy nhất hắn phát hiện từ ban đầu tới giờ, nhưng hắn vẫn không thể suy luận ra bất cứ đáp án nào. Thậm chí hiện tại hắn còn hoàn toàn không biết gì về chính Vân đỉnh tiên cung, cả nguyên nhân tại sao hắn vào được cũng không biết. Điều duy nhất hắn biết là chắc hẳn chỉ Vân Sơn chính là sơn môn của Vân Đỉnh Tiên Cung, mà Lăng Tiêu Các của Vân Quốc, Thanh Vân Đỉnh của Ông Quốc, Linh Không Điện của Thành Quốc, cùng với Vân Du Ông, độc hành kia đều có liên hệ sâu xa gì đó với chỉ Vân Sơn. Khương Vọng bóp ấn quyết, tù thân tỏa liên thỏ ra từ trong hư, không, nhẹ nhàng chạm vào hai chữ bằng máu này. Hắn vốn muốn thông qua tù thân tỏa liên để cảm nhận hai chữ kia, đạt được càng nhiều tin tức. Ở nơi thần bí, như thế này thì đương nhiên hắn không có khả năng trực tiếp dùng tay để tìm hiểu. Nhưng mà, khi tù thân tỏa liên đen nhánh vừa chạm vào chữ bằng máu kia, một chuyện kỳ quái đã xảy ra. Hai chữ bằng máu đó đang biến mất từng nét từng nét một, mà toàn bộ tù thân tỏa liên bị hủy diệt từng khúc. Cứ như tù thân tỏa liên này chỉ là một hình vẽ giả dối được họa lên, bị người ta trực tiếp dùng rẻ lau hủy diệt đi. Khương vọng sẽ không quên, trung cầm đã biến mất như vậy ngay trước mặt bọn họ trong đình nghênh khách, ở ngọn núi phía nam của Chỉ Vân Sơn kia. Mỗi một sợi tù thân tỏa liên đều có giới hạn chiều dài. Khương Vọng đã tận lực kéo dài tới cực hạn của sựỉnh xích, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn nó càng lúc càng ngắn lại. Khi hai chữ bằng máu trên bức tường hoàn toàn biến mất thì tù thân tỏa liên của Khương Vọng cũng đã tan biến. Vất vả lắm hắn mới tăng lên được hai sợi tù thân tỏa liên, mà chỉ vì đụng vào hai chữ này một chút thì đã lập tức biến mất một sợi, có thể nói là tổn thất khá lớn. Mà sau khi hai chữ đạo tặc này biến mất, Khương Vọng mơ hồ cảm nhận được có thứ gì đó đang nhẹ nhàng buộc ở đạo tâm. Hắn nhìn không rõ, nghĩ cũng không ra. Cùng lúc đó, bức tường trước mắt bỗng nhiên vặn vẹo. Tất cả mọi thứ hắn chứng kiến, hắn cảm nhận đều đang xảy ra biến hóa kỳ diệu. Khương vọng như bỗng nhảy ra khỏi vân đỉnh tiên cung, sau đó quan sát nơi này từ một góc độ hoàn toàn bất đồng. Giống như đặt mình trong vũ trụ hư không, đặt mình giữa một chốn không biết. Toàn bộ phế tích của vân đỉnh tiên cung đang không ngừng thu nhỏ lại, bản thân khương vọng lại như không ngừng mở rộng. Trong nháy mắt, hắn như cảm ứng được rất nhiều quan điểm rơi dụng vào vũ trụ mênh mông. Trong lòng hắn dâng lên một loại cảm ngộ, những thứ này đều là mảnh nhỏ của vân đỉnh tiên cung vân đỉnh tiên cung là một quần thể cung điện khổng lồ hiện nay tất cả đã trở thành phế tích khương vọng căn bản không thăm dò được quá xa trong đó tù thân tỏa liên đụng vào hai chữ đạo tặc này thăm dò đã kết thúc giờ phút này toàn bộ phế tích cung điện đang thu nhỏ vô hạn lại trước mặt hắn mà hắn thì bành trướng trong hư không mênh mông đó là một loại bành trướng bị ý thức ảnh hưởng cũng không hoàn toàn rõ ràng hiện tại phế tích của vân đỉnh tiên cung đang lơ lửng trước người hắn biến thành kích thước chỉ bằng một bàn tay. Đứng ở góc nhìn này mà quan sát phế tích vân đỉnh tiên cung, vẫn có thể nhìn thấy đủ loại chi tiết trong đó, nhưng đều hết sức nhỏ bé. Đối với những chuyện xảy ra trước mắt, Khương Vọng mở mịt vô tri, nhưng phế tích của vân đỉnh tiên cung lại như có linh tính, nó đánh thẳng về hướng của Khương Vọng. Nó đâm vào ngũ phủ hải. Lúc này trong ngũ phủ hải, trên mặt biển vô tận, thiên địa cô đảo thật lớn đang lù lù bất động, đạo mạch đằng long ngừng lại trên thiên địa cô đảo mà một vầng xích dương trên trời cao chính là nội phủ đầu tiên ẩn dưỡng thần thông tam muội chân hòa. Sau khi vân đỉnh tiên cung đã trở thành phế tích này đâm vào, nó lập tức che kín cả bầu trời, toàn bộ ngũ phủ hải đều bị bao phủ dưới bóng tối. Nhưng nó bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại đến kích thước chừng một phần năm của thiên địa cô đảo. Trên không ngũ phủ hải đã có mây trôi hình thành. Mây và sương mù vốn không khác biệt, nhưng khương vọng sớm đã dọn sạch mông muội. Những áng mây trôi này hoàn toàn khác với sương mù mông muội thậm chí cũng không liên quan đến khương vọng nó đến từ chính vân đỉnh tiên cung mây trôi tụ lại nâng vân đỉnh tiên cung lên giữa không trung ngũ phù hải chấn động một lúc sau đó chậm rãi bình ổn rồi dừng hình ảnh kể từ đây ngũ phù hải của khương vọng đã thay đổi ở dưới cùng là biển rộng vô biên trên mặt biển là thiên địa cô đảo rộng lớn lại sinh cơ bừng bừng thông thiên cung cổ xưa hùng vĩ hiện hóa thành đạo mạch đằng long ngừng lại trên cô đảo đó mà trên bầu trời phía trên cô đảo đã xuất hiện tầng mây một mảnh phế tích cung điện đang lơ lửng trên tầng mây kia lại đi lên phía trên tầng mây nọ đó là nội phủ đầu tiên mang theo hình dạng xích dương kỳ cảnh này không giống với bất cứ người tu hành nào đến tận thời khắc này đương nhiên khương vọng đã rõ không biết vì nguyên nhân gì mà hắn có được vân đỉnh tiên cung hoặc có thể nói là bị vân đỉnh tiên cung cưỡng ép vào ở nói theo một ý nghĩa nào đó có lẽ hắn đã đạt được truyền thừa của vân đỉnh tiên cung nhưng hắn hoàn toàn không biết mình được truyền thừa cái gì Vân đỉnh tiên cung cũng đã tiến vào ngũ phủ hải của hắn, lơ lửng ở dưới nội phủ đầu tiên, nhưng hắn vẫn hoàn toàn không biết gì về vân đỉnh tiên cung cả. Có lẽ vân đỉnh tiên cung đã từng cực kỳ huy hoàng, cực kỳ vĩ đại, nhưng sự thật chính là, hiện tại khương vọng chỉ có được một phế tích tĩnh mịch không người. Thần công, bí thuật, pháp khí, bảo bối, bí truyền cổ đại, gì gì đó, tất cả đều không có. Hắn còn đang hoang mang không thể hiểu được thì cảnh di quang chuyển. Thời gian trên chỉ vân sơn sắp kết thúc, hoặc có thể nói là sức mạnh duy trì đủ loại biến hóa trên chỉ vân sơn đã không còn cách nào duy trì vân du ông và đấu miễn bị đồng thời đẩy ra khỏi cảnh tượng quá khứ của chỉ vân sơn họ ngã xuống bên ngoài đỉnh nghênh khách tiểu đình nằm ở sơn nam chỉ vân sơn lại hồi phục dáng vẻ rách nát ban đầu mà lúc này kim quang trên người đấu miễn đã ảm đạm đi hiển nhiên hắn không thể tiếp tục duy trì đấu chiến kim thân vân du ông cực kỳ thù hận hắn nhưng sau khi ngã ra khỏi đỉnh nghênh khách gã lại không chọn cách lập tức nhân cơ hội giết chết hắn ngược lại cất bước bay nhanh về hướng đỉnh núi. Bởi vì ngay vào lúc ngã gia đình nghênh khách, gã đã cảm ứng được sự biến hóa trên đỉnh Chỉ Vân Sơn, biết thang mây đã hiện, Vân đỉnh Tiên Cung đã mở. Gã đã đánh cuộc 80 năm thọ mệnh vào nơi này, nếu không thể đi vào Vân đỉnh Tiên Cung, đoạt được truyền thừa, vậy chính là sự thất bại rõ đầu rõ đuôi, sống không bằng chết. Gã gần như bùng nổ tốc độ nhanh nhất cả cuộc đời này, như mũi tên rời cung sông thẳng lên đỉnh núi, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn thang mây tan biến nhìn thiếu niên với khuôn mặt thanh tú kia bước vào lỗ trống thật lớn trên vòm trời. Thậm chí gã bay nhanh lao lên, vọt tới phía trước lỗ trống, cái lỗ khổng lồ đại diện cho con đường bước vào vân đỉnh tiên cung, kia lại vô tình mà khép lại với gã. Quá tàn nhẫn. Trời cao quá mức bất công, vận mệnh quá mức tàn nhẫn. Gã vứt bỏ khả năng thần thông, bước vào ngoại lâu trước, gã vứt bỏ 80 năm thọ mệnh, trả giá tất cả của mình. Gã đánh bại đấu miễn của đấu thị đại sở ở đỉnh nghênh khách, thắng được bí lệnh ra vào vân đỉnh tiên cung cuối cùng vân đỉnh tiên cung lại bị một tiểu tử không biết từ đâu tới đây chiếm hữu bọn chúng không làm cái gì cả bọn chúng khiếp đảm co rúm chỉ mong nhân cơ hội lấy đi quả thần thông mà thôi nhưng hiện tại không chỉ quả thần thông là của bọn chúng ngay cả vân đỉnh tiên cung cũng thuộc về bọn chúng thiên lý ở đâu vân dù ông càng nghĩ càng hận gã lập tức quay người nhìn thẳng vào diệp thanh vũ còn đứng trên đỉnh chỉ vân sơn lăng tiêu các đại tiểu thư gã cười dữ tợn diệp lăng tiêu sẽ trả giá cái gì vì ngươi ví dụ như bảo vật tăng thọ cho dù là ở chỉ vân sơn ba tỏa thánh lâu của gã vẫn đang chiếu rọi sáng ngời diệp thanh vũ đứng trên thất sắc kỳ vân xa yên lặng tăng mạnh phòng ngự của thất sắc kỳ vân xa lạnh nhạt đáp lại vì ta đương nhiên người bằng lòng làm mọi thứ cũng cho ngươi được bất cứ cái gì ngươi muốn nhưng vấn đề duy nhất là ngươi dám tìm người không phương thức giao dịch cũng không chỉ có một kiểu vân dù ông đáp xuống chưa chắc ta cần tìm ông ta tay gã ấn pháp ấn thế như băng sơn một sơn tự ấn đã trực tiếp đánh vào màn hào quang màu xanh biển kia. Đè cả hào quang màu xanh và thất sắc kỳ vân xa bên trong hào quang đó, xuống mặt đất. Diệp Thanh vụ ấn quyết để dẫn động xích kỳ. Lửa cháy hừng hực dâng lên, toàn bộ đỉnh chỉ vân sơn bỗng trở thành biển lửa, nàng bức lui vân du ông. Cờ xí màu xanh lục lại động, chỉ một thoáng đã phi diệp như đao, dày đặc mà hung mãnh, gần như bùng nổ chém văng sơn tự ấn như ẩn như hiện kia. Mà hai mặc võ sĩ bốn cánh đứng ở hai bên đã nhận được lệnh của nàng cầm hắc đao trong tay bay vọt tới, cùng đánh về hướng Vân Du ông. Hàng loạt động tác này nước chảy mây trôi, hoàn toàn không tạm dừng. Đối mặt với Vân Du ông cảnh giới cao hơn vượt bậc mà Diệp Thanh Vũ vẫn thể hiện ra ý chí chiến đấu tương đương kinh người. So với lúc trước khi còn ở trong trận hung thú triều thành Tam Sơn kia, quả thực là xưa đâu bằng nay. Xem ra tuy chưa từng giết người, nhưng đủ loại thí luyện mà Diệp Lăng Tiêu an bài cho nàng cũng cực kỳ hữu hiệu. Dù sao cũng là chân nhân đương thời, sau khi thành tựu chân nhân, ông ta cũng dùng hết sức lực để bồi dưỡng nữ nhi của mình. Dưới tình huống như vậy, Diệp Thanh Vũ muốn không mạnh cũng khó. Lúc này Vân Du ông cho mày. Biểu hiện của Diệp Thanh Vũ làm gã bất ngờ, nhưng cũng chỉ là bất ngờ mà thôi. Đúng là mặc võ sĩ bốn cánh chân quý, cũng rất mạnh, nhưng Trung Quy chỉ có chiến lực nội phủ, căn bản không ngăn được gã. Điều làm gã thật sự đau đầu là chiếc thất sắc kỳ vân xa, tạm thời không nhìn ra sơ hở, và cả bóng người lúc này đang vọt lên từ sườn núi. Đấu miễn gã cảm thấy mình khó giữ được vẹn toàn, vì tranh đoạt vân đỉnh tiên cung nên gã không lập tức giết chết đấu miễn. Hiện tại không đoạt được vân đỉnh tiên cung, quay đầu tính vất vát tổn thất với lăng tiêu cát, thì phải đối mặt với biến số đấu miễn này. Cứ như số mệnh sắp xếp đã bị định trước như vậy, gã làm cái gì cũng không thuận lợi. Vân đỉnh tiên cung đã bị tiểu tử họ độc cô kia nhanh chân giành được. Vân du ông áp đảo tạp niệm, lập tức hô lớn, đấu miễn, cùng ta bắt lấy Diệp Thanh Vũ, uy hiếp tiểu tử kia, chúng ta còn có cơ hội cướp đoạt vân đỉnh. Tiên cung, chúng ta chia đều tất cả thu hoạch." Gã liên tục thúc giục, cứ như mình và Đấu Miễn là đồng minh kiên cố không phá vỡ nổi, mà không phải thủ địch sinh tử gì, "Mau một chút, chờ tiểu tử kia kế thừa được Vân đỉnh Tiên cung rồi đi ra, hắn mượn dùng sức mạnh Tiên cung thì tất cả chúng ta sẽ bị càn quét." Chuyện được đọc bởi kênh Halley's Audio. Đối với Vân Du ông mà nói, từ trước đến giờ mục đích của gã vẫn là Vân đỉnh Tiên cung. Trừ cái đó ra thì cái gì cũng có thể bỏ sang một bên bao gồm cả sự đố kỵ của gã, bao gồm cả sự oán hận của gã. Vân đỉnh tiên cung là chấp nghiệm sâu nhất của gã. Vân dù ông không tiếc từ bỏ oán hận, hứa hẹn chia đều lợi ích cùng với đấu miễn, dù thế nào cũng phải đạt được mục đích. Nhưng đối với đấu miễn mà nói thì tình hình lại khác. Lúc ở đỉnh nghênh khách, vốn dĩ đấu miễu đã có thể đột phá sơn tự ấn, nhưng hắn ta lại cố ý không làm thế mà giấu một đòn sát thủ, chỉ chờ vân Du ông ra tay giết hắn ta thì sẽ lập tức phản kích vì thế mà hắn ta không ngại nhìn đấu chiến kim thân bị đánh tan, mục đích để giả vờ yếu thế trước kẻ địch. nhưng mà vân du ông lại lựa chọn buông hắn ta ra rồi đi cướp lệnh bài văn vân, trong tay bạch y đạo đồng trước. giữa việc tiếp tục chờ đợi thời cơ hay trực tiếp bạo phát tranh chấp, vào lúc đó thì hắn ta đã đưa ra quyết định, sở dĩ hắn ta từ bỏ lệnh bài văn vân là vì hắn ta đã thua trên phương diện giao chiến chính diện với vân du ông rồi. ngoại trừ giấu đòn sát thủ rồi tập kích ra, thì hắn ta đã không còn cơ hội để chờ mình. Đấu miễn vốn dĩ đã phải chấp nhận kết quả vân du ông chiếm lấy vân đỉnh tiên cung. Nhưng không nghĩ đến bất ngờ lại liên tiếp xảy ra, cuối cùng là lăng tiêu các không vào đỉnh nghênh khách nhưng lại nhanh chân đến trước. Hắn ta nhân cơ hội chọc tức vân du ông, vốn muốn thừa dịp kẻ này hoảng loạn mà thực hiện phản sát. Nhưng trước khi thực hiện được thì đỉnh nghênh khách đã bài trừ bọn họ ra trước. Biến hóa liên tục kéo đến, sau khi ra khỏi đỉnh nghênh khách, vân du ông lựa chọn sông lên đỉnh núi. Cho đến hiện tại, đấu miễn lại phải đưa ra lựa chọn một lần nữa dựa vào thực lựa của hắn ta dù có gia nhập vào phe nào thì cũng đều sẽ thay đổi tình hình cuộc chiến đấu miễn cầm thiên giã đao thở dài nói ý kiến hay chẳng qua hắn ta chuyển đề tài nếu như tên tiểu tử kia không bị uy hiếp thì sao đổi lại là ngươi thì ngươi sẽ từ bỏ vân đỉnh tiên cung vì một nữ nhân sao đương nhiên là không vân dù ông vừa chiến đấu với mặc võ sĩ bốn cánh vừa nói nhưng hắn không dám phớt lờ uy hiếp đâu bởi vì hắn là người do lăng tiêu các người tới một khi diệp thanh vũ xảy ra chuyện gì ở đây thì diệp lăng tiêu nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn người nói rất đúng đấu miễn ngừng cười đáng tiếc ta cũng sợ diệp lăng tiêu không buông tha cho ta hắn ta quay đầu lại nói với diệp thanh vũ diệp cô nương làm giao dịch không chờ sau khi người của ngươi đi ra mặc kệ vân đỉnh tiên cung có truyền thừa gì thì cũng chia ba phần cho ta làm không ta có thể bảo đảm sự an toàn cho ngươi giúp ngươi giết lão già đáng ghét này đối với diệp thanh vũ mà nói thì giao dịch này cực kỳ có lời có thể giúp nàng lập tức thoát khỏi tình thế nguy cấp. Hơn nữa, có lẽ là do Vân dù ông đã đắc tội hắn ta quá nhiều, cho nên đấu miễn biểu hiện khá có thành ý, thậm chí không chờ nàng nói gì đã chủ động lùi một bước, 2 phần 10, ta chỉ cần 2 phần 10 là được. Đồng thời về sau đấu thị đại sở chính là bạn của Lăng Tiêu Các, linh không điện cũng sẽ để cho các người cùng trông coi. Nhưng Diệp Thanh Vũ chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, dù rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất kiên quyết. Độc cô huynh là bạn của ta, không phải thuộc hạ của ta vân đỉnh tiên cung là của huynh ấy ta không thể nào của người phúc ta làm chủ thay huynh ấy được nếu như hắn là bạn của ngươi vậy thì hắn sẽ không từ chối giao dịch này đấu miễn nhìn nàng rồi từ từ nói đã là bạn bè thì làm sao có thể nhìn ngươi chết được có lẽ huynh ấy sẽ không từ chối nhưng đó là chuyện của huynh ấy cũng chỉ có thể do chính huynh ấy quyết định diệp thanh vũ vận chuyển thần thông chỗ mi tâm bắt đầu xuất hiện văn vân nhìn qua thì thấy những hình văn vân này có vẻ đơn giản nhưng thực chất lại thoát ẩn thoát hiện, cực kỳ cao quý. Vân vân phát ra ánh sáng mờ mờ ảo ảo khiến cho vẻ ngoài xinh đẹp tuyệt trần, của nàng lại thêm phần thần thánh, tựa như thần nữ dáng thế. Nàng nói, huynh ấy quyết định như nào là việc của huynh ấy, ta tự có quyết định của mình. Đấu miễn nở nụ cười mỉa mai, không thương lượng được sao. Diệp Thanh Vũ không nói lời nào, nhưng đáp án đã rất rõ ràng. Diệp cô nương, xem ra ngươi không cho ta lựa chọn rồi. Đấu miễn nghiêng tay cầm đao, không chút do dự trực tiếp chém một nhát về phía thất sắc kỳ vân xa. Hắn ta đường đường là huyết mạch dòng chính của đấu thị, đã đến chỉ vân sơn một chuyến rồi, không thể tay trắng ra về được. Hắn ta tự cho là bản thân đã rất kiềm chế khi chỉ yêu cần muốn lấy hai phần trong tổng số những thứ thu hoạch được từ vân đỉnh tiên cung. Hơn nữa thiện ý của đấu thị đại sở chính là một thứ vô giá. Thế nhưng vẫn bị từ chối. Lăng tiêu các ở vân thành kia lại ngạo mạn như vậy sao? Vốn dĩ hắn ta đang thong dong lựa chọn, cuối cùng chọn lợi nhuận ít nhưng an toàn, vậy mà lại bị Diệp Thanh Vũ từ chối, lại khiến cho hắn ta mất đi quyền lựa chọn. Nếu như hắn ta thật sự không thu hoạch được gì, thì chỉ có thể đồng ý với lời đề nghị của Vân Du ông. Bởi vậy có thể thấy được Diệp Thanh Vũ này là một nữ nhân ngu ngốc đến mức nào. Đúng là một cái bị thịt. Thiên giã đao rạch ngang bầu trời, lưỡi đao khoách đại như đao mổ bò đánh loạn ở giữa không trung, dễ như trở bàn tay đã phá vỡ vái lồng màu xanh đậm kia, rồi chém về phía thất sắc kỳ xa trên người Diệp Thanh Vũ thức thứ ba của đấu chiến thất thức chính là bí năng bại chuyên để giết bị thịt nhưng cùng lúc đó trong không trung cũng vang lên tiếng nổ liên tiếp có vô số mặc võ sĩ bốn cánh bay xuống vân du ông người luôn thơ ơ với những quyết định của đấu miễn nhưng lúc này cũng không còn khắc chế thực lực nữa trực tiếp toàn lực ra tay khiến cho hai tên mặc võ sĩ bốn cánh có giá trị không nhỏ bị đánh nát rồi cùng nhào về phía diệp thanh vũ mi tâm diệp thanh vũ hiện lên vân vân hẳn là đã vận dụng thần thông vân chuyện rồi nàng duỗi ngón tay phải ra Lưu Vân ở phía chân trời lập tức biến thành tuấn mã, thành sư tử uy phong, thành hổ dữ, thành sói đói. Số vân thú xông lên nhiều đến mức đếm không xuể, dường như khiến Vân Du ông bị nhấn chìm chỉ trong nháy mắt. Triện giả, ấn giã. Ở cổ đại, có người sẽ dùng vân triện nhất từ để thay cho bùa chú đạo ra. Nhưng thần thông vân triện chân chính là lấy mây làm ấn, định đoạt bầu trời. Nói một cách đơn giản, trong một trường hợp cụ thể, nó có khả năng rút ngắn hoặc xóa đi bấm quyết thời gian, bởi vì bản thân thần thông vân triện đã thay thế cho ấn quyết ấn quyết tật giải của trọng huyền thắng có thể đạt được hiệu quả như ngụy thuấn phát trong thời gian nhất định nhưng về bản chất thì đây là quá trình bấm quyết gia tốc mà không gian để ứng dụng thần thông vân triện lớn hơn hiệu quả của thần thông vân triện cũng càng tinh diệu hơn bản chất của vân triện là lệnh ấn mà biểu hiện của vân triện lại là thay thế tu phù lục đạo ra đến trình độ cao thâm thì triệu thần hàng quỷ chấn ma chữ yêu là bản lĩnh cao cấp nhất sau khi thần thông vân triện thuần thục thì sẽ không đáng kể sở dĩ có người ở cổ đại dùng vân triện nhất từ để thay cho bùa chú đạo gia là vì khi tu luyện thần thông vân triện đến giai đoạn cao siêu thì thậm chí còn có thể thay thế cho bùa chú mấy trăm năm qua đi thần thông vân triện lại xuất hiện lần nữa diệp thành vũ dùng tay phải điều khiển vân thú vây đánh vân du ông sau đó dùng tay trái để dẫn dắt cờ màu xanh thất sắc kỳ vân xa đột nhiên tăng tốc nỗ lực thoát khỏi đao của đấu miễn sau đó cờ màu vàng cũng động ngay ở đỉnh chỉ vân sơn này, bốn người đá cao lớn loạn trọng đứng lên, tiếng xe gió vang vọng, dũng cảm không sợ chết đánh về phía đấu miễn. Cái trò thi thuật này đúng là khiến người ta hoa cả mắt, vân triện thay thế hết thảy ấn quyết. Thế đao của đấu miễn vẫn không thay đổi, như cá bơi dưới nước mà ung dung vùng vẫy. Chỉ hơi lướt qua một chút mà thân xác tan rã, bốn người đá cao lớn sụp đổ chỉ trong nháy mắt. Đúng lúc này, ở giữa không trung truyền đến giọng nói căm ghét đến phát điên của vân du ông. Thần thông này quả là, vô tận quang vũ lấy gã làm trung tâm mà nổ tung, trong nháy mắt quét sạch những vân thú đang vây công gã. Gã đứng trong quang ảnh lừng lẫy với vẻ mặt dữ tợn. Vậy mà ngươi lại ăn được vân triện. Vân dù ông ghen ghét như muốn phát điên. Nếu gã mà biết quả thần thông này còn có thể dưỡng ra thần thông vân triện, thì sao mà gã phải cố gắng sớm vượt qua ngoại lâu? Làm sao lại phải tiêu hao cấm pháp, từ bỏ 80 năm tuổi thọ? Gã mà biết thì đã bất chấp tất cả, tìm cơ hội để đoạt được quả thần thông này là đủ rồi cái kia chính là thần thông vân triện, là thần thông cường đại tiếng tăm lừng lẫy. Hiển nhiên vân dù ông không biết, điều kiện tiên quyết để có được thần thông vân triện, chính là trên tay không dính nhân quả báo ứng sinh tử, chưa từng hại chết người. So với Diệp Lăng Tiêu, thì hiểu biết của gã về chỉ Vân Sơn vẫn còn kém rất nhiều. Nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng đến sự căm ghét của gã. Vân Du ông cảm giác rằng nội tâm của mình đã có chút vạn vẹo, không cam lòng, bất mãn, không phục. Vì sao chuyện tốt đều không đến lượt mình vì sao thứ tốt đều luôn thuộc về người khác. Cái tên đấu miễn kia có xuất thân hiển hách, thiếu niên thiên tài, chưa tới 20 tuổi đã đạt được thần thông nội phủ, lấy được đấu chiến kim thân. Lật tay mà tới, lại cướp mất linh không điện mà gã mơ ước từ lâu. Còn Diệp Thanh Vũ này, dung mạo vô cùng xinh đẹp, ra thế lại phi phàm, là công chúa duy nhất trên thực tế của Vân Quốc, cha nàng là chân nhân uy danh hiển hách đương thời. Muốn, tiền tài có tiền tài, muốn thế lực có thế lực, nữ nhân này mới vào chỉ vân sơn một chuyến rõ ràng chẳng làm gì cả không biết một cái gì vậy mà lại ăn được thần thông vân triện mà gã cố gắng như vậy từ nhỏ đã nỗ lực như vậy từng bước từng bước đi về phía trước mới giành được chút tín nhiệm trở thành vân du ông chuyến hành trình đến chỉ vân sơn lần này gã gần như là đã bày mưu tính kế bằng mọi giá gần như là đánh cược tất cả gã cảm thấy mình đang đánh cược với vận mệnh là một dũng sĩ đọ sức với gió vật lộn với sóng là đấu sĩ chống lại sự bất công của thế đạo tuy nhiên đến hiện tại dù đã đặt cược tất cả nhưng vẫn là không thu hoạch được gì gã thanh trừ sạch sẽ vân thú xong thì trực tiếp đánh về phía diệp thanh vũ hận không thể xé nát nội phủ của nàng rồi lấy hạt giống thần thông ra đương nhiên đây là chuyện bất khả thi tu sĩ nội phủ cảnh một khi chết rồi thì hạt giống thần thông cũng sẽ tan vỡ bên này vân du ông mang hận mà đến bên kia đấu miễn cũng sách đao đến gần thiên giã đao trực tiếp chọn thất sắc kỳ vân xa Diệp Thanh Vũ mới lấy được thần thông, tuy rằng có thất sắc kỳ vân gia trợ giúp, nhưng cũng khó mà ứng phó được với hai đối thủ mạnh mẽ như vậy. Nhưng mà vào giờ phút này, đấu miễn và vân du ông đều đồng loạt quay đầu lại. Bỗng nhiên có một bóng người đang bay xuống từ bầu trời trên đỉnh Trì Vân Sơn. Đó là một người có dung mạo thanh tú cùng với dáng người rắn giỏi. Hắn để cho thân thể rơi xuống một cách tùy ý, ở trong tiếng gió gào thét thoát ra một loại tự tin bình tĩnh. Có vẻ như hắn đã quan sát hết cuộc đấu xảy ra ở Trì Vân Sơn sau đó dùng ánh mắt kiên định nhìn về phía Diệp Thanh Vũ, giống như đang nói. Không cần sợ. Sự xuất hiện của hắn giống như nhảy đến từ một thời không khác, không có một dấu hiệu nào mà đã xuất hiện rồi. Là cái tên độc cô vô địch kia. Vân Du ông nắm quyết thành ấn, còn đấu miễn thì quay đao sông lên. Gần như hai người thay đổi phương hướng cùng một lúc, đồng lời lao về phía khương vọng. Giết một Diệp Thanh Vũ thì có thể có được cái gì, đánh vỡ thất sắc kỳ vân xa thì có thể thu hoạch được cái gì. Giết chết cái tên độc cô vô địch này mới gọi là thu hoạch hạt giống thần thông sẽ tan vỡ nhưng vân đỉnh tiên cung sẽ không chết theo hắn đối với khương vọng mà nói khi nhảy ra cái chỗ trống kia và mang theo vân đỉnh tiên cung trở về núi trì sơn thì hắn mới chính thức hiểu hắn đã thu hoạch được cái gì lúc này hắn mới chính thức nhận ra hắn thực sự đã trở thành chủ nhân của vân đỉnh tiên cung bởi vì ở thời đại cận cổ trì vân sơn chính là sơn môn của vân đỉnh tiên cung khi mà hắn mang theo vân đỉnh tiên cung cùng giáng lâm thì đã hiểu rõ tất cả mọi thứ ở nơi đây nắm giữ chỉ vân sơn vân du ông và đấu miễn bên kia một người là tam cảnh ngoại lâu một người là nhất phủ thần thông nếu như ở bên ngoài thì thật sự cả hai đều không phải đối thủ dễ đối phó nếu vào lúc đỉnh điểm trận đấu nhưng vào lúc này chỗ đây là chỉ vân sơn mà hắn lại là chủ nhân của chỉ vân sơn vậy nên thật sự chỉ cần khương vọng chỉ mới giơ tay lên mà vân thú khắp núi đều đã gào thét âm vang động trời trước đó Vân Du Ông và Đấu Miễn đã sớm né tránh những vân thú hung hãn trên chỉ Vân Sơn, mà lúc nãy Diệp Thanh Vũ cũng chỉ điều khiển thất sắc kỳ vân xa để đánh đấm linh tinh mà thôi, nên bọn họ chưa từng được thể nghiệm sự lợi hại chân chính. Chúng nó không phải một vật sống thực thụ, bởi vì vật còn sống khó có thể chịu đựng ở chỉ Vân Sơn, trong một thời gian dài như vậy. Chúng nó chính là chỉ Vân Sơn, là một loại sức mạnh hiển hóa. Chúng chỉ trông coi các vị trí cố định, cũng không rời khỏi phạm vi, không biết đuổi cùng đánh tận vì thế nên mới có đủ cơ hội để cho những người tiến vào chỉ vân sơn ung um dung chót lọt chủ khi nào ngọn núi này nhận được lệnh của chủ nhân thì chúng nó sẽ lập tức phô bày răng năng để lộ một mặt hung hãn nhất mạnh mẽ nhất vân du ông và đấu miễn đều là loại người thân kinh bách chiến khi cảm nhận được sự ăn ý của vân thú khắp núi thì ý niệm đầu tiên xuất hiện trong đầu bọn họ không phải là khiếp sợ mà là sát ý bọn họ muốn tốc chiến tốc thắng thừa dịp nhưng vân thú hung hãn kia vẫn còn chưa tới thì bọn họ sẽ giết chết độc cô vô địch trước bên tay trái vân du ông nắm sơn tự ấn tay phải nắm phong tự ấn xa xa hô ứng tam tòa thánh lâu trên người lập tức lấp lánh ánh sao mới chớp mắt đã bạo phát toàn lực còn đấu miễn thì xoay ngang đao ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng thiên giã đao chém ra một đường cong khuếch đại đao thế bỗng nhiên cao vút đấu chiến lục thức thần tính diệt khương vọng bình tĩnh nhìn bọn họ rồi lật bàn tay một cái và nhẹ nhàng ấn xuống ầm uhm. vân du ông và đấu miễn đều bị áp đảo trên mặt đất hai người ngã chồng vó dường như bị một nguồn sức mạnh vô hình nào đó gắt cao đè ở trên đỉnh núi. Toàn bộ cơ thể đều kề sát trên mặt đất, không thể động đậy được. Tinh quang thánh lâu gì gì đó chỉ thoáng chốc đã tắt ngấm. Sơn tự ấn, phong, tự ấn gì đó, tất cả đều đã tán loạn. Đấu chiến lục thức gì đó còn không có cơ hội để triển khai nữa là. Khương vọng trực tiếp điều động sức mạnh của toàn bộ chỉ vân Sơn, tiến hành áp chết một cách trần trụi. Quả nhiên vẫn chậm một bước, chậm một bước. Đấu miễn cười khổ một tiếng, hắn ta đang cười chính mình tự cao tự đại, nhưng lại liên tục thất bại ở Chỉ Vân Sơn. Trong một lần thăm dò ngoài ý muốn, thì hắn ta đã phát hiện ra bí ẩn đằng sau Vân Đỉnh Tiên Cung, vậy nên đã lợi dụng sức mạnh của đấu thị, sau nhiều lần chắc trở thì cũng đoán ra được bốn thế lực liên quan với Chỉ Vân Sơn. Cuối cùng hắn ta đã chọn Linh Không Điện, sau đó đã tập trung toàn lực vào nó rồi thu phục. Tất cả là vì chuyến đi đến Chỉ Vân Sơn lần này, vì truyền thừa quý giá thời cận cổ, nhưng kết quả lại là gà bay trứng vỡ có điều hắn ta vẫn không hiểu. Theo như tin tức mà hắn ta thu thập được, nếu muốn tiến vào vân đỉnh tiên cung thì nhất định phải tìm được mấu chốt cửa vào cung. Ví dụ như đỉnh nghênh khách Sơn Nam, lệnh bài văn vân trong tay bạch y đạo đồng. Ví dụ như đầm nước trong Sơn Bắc, nghe nói trong đó có cất dấu ngọc giác, do một vị đệ tử thân truyền của vân đỉnh tiên cung cổ đại để lại. Nhưng hắn ta đã phí rất nhiều công sức mới tìm được những thông tin này, nên không thể nào sai được. Vì thế nên hắn ta mới quyết đấu sinh tử với vân du ông ở đỉnh nghênh khách vì thế nên hắn ta mới không cảm thấy cơ hội ngay ở trước mắt nhưng hai người lăng tiêu các vẫn sẽ chọn được quả thần thông nhưng nếu như chỉ lấy được quả thần thông thì cũng thôi đi vấn đề lớn nhất là rõ ràng còn chưa lấy được chìa khóa vậy vân đỉnh tiên cung xuất hiện như thế nào mà cái tên độc cô vô địch này lại làm thế nào mà có thể tiến vào vân đỉnh tiên cung khác với đấu miễn vẫn đang suy tư về vấn đề làm sao để tìm cơ hội thì vân du ông người cũng bị sức mạnh của chỉ vân sơn đè trên lưng lại đang bị nỗi thất bại to lớn và sự căm giận xâm chiến đầy đầu gã dãy giụa gần như là dùng hết toàn bộ sức lực để vạn vẹo cái cổ khiến cho người khác cũng có thể nghe được tiếng gã vạn cổ mà gã chịu đựng áp lực lớn như vậy gần như tự vặn gãy cổ của mình chỉ là vì nhìn chằm chằm khương vọng thật là cố chấp vân du ông đỏ mắt lên chăm chú nhìn khương vọng tròng trọc tại sao tại sao ngươi lại có được vân đỉnh tiên cung ngươi đã làm gì ngươi đã trả giá bằng cái gì nếu như không trải qua sự lựa chọn của vân du ông thì có lẽ sẽ rất khó để hiểu được sự cố chấp của gã rất khó để hiểu được sự không cam lòng cùng sự căm ghét của gã. Vân Du ông như một con bạc thua đỏ cả mắt, một người đã đặt cược toàn bộ dòng dõi của mình, đặt cược ruộng đất nhà cửa thê tử con cái, thì hiển nhiên không thể nào chấp nhận được sự thất bại, đúng hơn không có chỗ cho sự thất bại. Còn đối với Khương Vọng mà nói, hắn không cần mà cũng lười đi tìm hiểu tâm tình của Vân Du ông. Đối với hắn mà nói, Vân Du ông và Đấu Miễn là hai người hoàn toàn xa lạ, cũng coi như xác định rõ lập trường là đối thủ và kẻ thù điều hắn cần làm chỉ là đánh bại bọn họ, phá tan bọn họ từ thân thể cho đến ý chí. Vì thế thậm chí Khương Vọng còn không liếc mắt nhìn hai người này lấy một cái, chỉ bay xuống đỉnh Chỉ Vân Sơn rồi nhẹ nhàng nở một nụ cười với Diệp Thanh Vũ, người đã vận dụng thần thông rất tốt. Thành thật mà nói, vừa nhìn thấy cuộc đấu giữa Diệp Thanh Vũ và hai người đấu miễn, Vân Du ông thì hắn đã cảm thấy cực kỳ kinh diễm. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Ly Cà Phê nhé ở trong lòng của hắn, ký ức về năng lực chiến đấu của Diệp Thanh Vũ, vẫn dừng lại ở lần kinh sợ tại Ngọc Hành Phong. Xác thực không nghĩ tới, hiện tại năng lực chiến đấu của Diệp Thanh Vũ đã lão luyện như thế. Tuy rằng ít phải đối diện với sinh tử nên thiếu một chút quả quyết và tàn nhẫn, nhưng lại nắm giữ được chiếu thức và thời cơ vận dụng. Chờ sau này hoàn toàn quen với thần thông vân triện rồi, coi như nàng cũng có thể một mình chống đỡ với cao thủ một phương. Cảm ơn. Diệp Thanh Vũ mỉm cười duyên dáng, hỏi dí dỏm trả lời, người lật tay cũng rất khí thế. Nàng đang trêu việc khương vọng vừa lật tay đã khơi gợi được vân thú khắp núi, lật tay đã áp đảo được đấu miễn và vân du ông, đúng là rất có phong độ của cường giả. Khương vọng nghe vậy thì mặt già đỏ bừng. Hắn dùng quyền lực chủ nhân của vân đỉnh tiên cung, để khống chế sức mạnh của ngọn chỉ vân sơn này, rồi điều động sức mạnh sơn môn, chỉ cần dùng suy nghĩ là có thể làm được, đúng là không cần lật tay. Sở dĩ hắn làm như vậy chỉ là vì để tăng cường khí thế mà thôi nói trắng ra nó không chỉ là để áp đảo ý chí của hai người mà còn để thể hiện sự thần thánh trước mặt họ đối với một người có tính cách trầm ổn như hắn thì đúng là hiếm khi thấy được hắn muốn khoe khoang như vậy đơn giản là tính trời sinh ở trong xương của thiếu niên thỉnh thoảng lại bộc lộ ra mà thôi kiểu như khi có món đồ chơi mới thì sẽ muốn khoe khoang một chút trung quy lại ra mặt của hắn vẫn chưa đủ dày vừa bị diệp thanh vũ trêu chọc một tí như thế mà đã bắt đầu ngại ngùng làm sao bằng vân triện phiêu giật pháp thuật tinh xảo của ngươi bọn họ ở chỗ này nói cười hi hi ha ha, bên kia vân du ông đã tật hỏa công tâm. Đôi nam nữ chó má, loại người như các ngươi mà cũng có thể chiếm hết chỗ tốt. Lúc này văn vân trên chán Diệp Thanh Vũ đã biến mất, thần thông vân triện có sự hạn chế về việc kéo dài thời gian, điểm này tương tự như đấu chiến kim thân của đấu miễn. Khi nghe thấy mấy lời không hay của vân du ông, nàng không khỏi nhăn đôi mi thanh tú lại đại biểu cho sự chán ghét. Bởi vì là nữ nhi của Diệp Lăng Tiêu, cho nên trước giờ nàng đều được tiếp xúc với những nhân vật bất phàm. Dưới góc nhìn của nàng, trong mỗi người tu hành đều có sự anh dũng tiến lên, cho dù có thất bại thì cũng không nên thất lễ như thế. Khương vọng thì xoay người lại, nhìn Vân Du ông như nhìn một con súc vật rồi nói, bọn ta là loại người thế nào? Vân Du ông căm tức nhìn hắn, nhìn đến mức như muốn rách cả mí mắt, ngươi tự hỏi bản thân mình xem, dựa vào cái gì mà ngươi có được Vân Đỉnh Tiên Cung? Ngươi đã trả giá điều gì với Chỉ Vân Sơn? Ngươi đã làm gì vì Vân Đỉnh Tiên Cung? Vì ngày hôm nay, ngươi đã nỗ lực như thế nào? nói chút chuyện tình yêu nam nữ, tán gẫu một chút là có thể ung dung nắm giữ tất cả những thứ này. Tất nhiên gã không sợ chết, hoặc có thể nói là, bởi vì sự thất bại của chuyến đi lần này nên gã đã không thể đạt được thần lâm, lại bị mất 80 năm tuổi thọ, vốn đã không thể sống lâu được nữa. Ngươi dựa vào cái gì? Gã cất tiếng hét thê lương, trời xanh bất công biết bao, trời xanh bạc bẽo với ta nhường nào. Thực ra Khương Vọng không định nghe gã nói xong, ngươi này vốn cực đoan thất thường, không có gì cần phải câu thông cái gì hết, vốn hắn đã muốn rút kiếm ra từ lâu, nhưng đúng lúc này ngũ phủ hải trong cơ thể lại xuất hiện thay đổi. Cụ thế là, sự thay đổi đến từ đống đổ nát trong tầng mây trên chính vân đỉnh tiên cung. Tâm thần hơi động là thần hồn đã lạc vào trong đống đổ nát của vân đỉnh tiên cung, dừng lại trước bức tường duy nhất vẫn được xem như hoàn hảo khi giáng lâm. Hắn cảm ứng được sự thay đổi đến từ nơi đó. Bên trên bức tường xuất hiện một đạo họa ảnh, chính là một vị bạch y đạo đồng. Đầu tiên Khương Vọng tiến vào cảnh tượng từng thấy ở đỉnh nghênh khách hắn lập tức nhận ra vị này là bạch y đạo đồng, chính là vị đồng tử đã cầm vật chân thực duy nhất là lệnh bài văn vân. Chỉ thấy người kia cúi đầu thi lễ với khương vọng, tiên chủ, tiểu đồng mạo muội Đúng là người này đã tác động lên bức tường để hiển hóa thân ảnh, nên mới để cho khương vọng động niệm đến đây. Là người may mắn còn sống sót trong vân đỉnh tiên cung, là tàn hồn cổ đại, hay là người ký hồn sau này. Khương vọng duy trì cảnh giác, nhàn nhạt hỏi, ngươi là người phương nào? Tiên chủ không cần lo lắng, bạch y đạo đồng tôn kính nói vân đỉnh tiên cung đã nhận ngài làm chủ tất cả mọi thứ ở trong tiên cung để do tiên chủ định đoạt bao gồm cả khối ký thần bia này ngài chỉ dùng suy nghĩ cũng có thể khiến tiểu đồng vỡ nát ngay lập tức hóa ra đây không phải là bức tường mà là một khối ký thần bia ký thần lúc nãy khương vọng không phát hiện hiện ra giờ phút này tinh tế cảm giác một chút mới cảm thấy chất liệu của nó quả nhiên giống với khối ký thần ngọc ở trong sâm hải nguyên giới khối ký thần ngọc ở trong sâm hải nguyên giới xuất thân từ thâu thiên phủ của tô khởi vân đó là chân vật mà sư tôn của nàng ta đã chuyển lại cho nàng ta chỉ là một khối nho nhỏ nhưng cực kỳ quý giá lúc đó nó còn có thể khiến cho quan diễn hiển hóa thân hình sau này đến ký gửi thần niệm của tiểu ngữ để cho tô khởi vân có cơ hội hồi sinh tiểu ngư mà khối trước mặt này lại là một khối khổng lồ cũng bởi vì sự to lớn của nó nên khương vọng mới không nghĩ đến phương diện ký thần ngọc kia Ai nói đống đổ nát vân đỉnh tiên cung không đáng một đồng. Chỉ cần bán một khối ký thần bia nhỏ này thôi cũng là giá trị phi phàm. Khương Vọng còn đang đắm chìm trong sự kinh ngạc, thì cái tên bạch y đạo đồng kia lại nói, và lại cũng không cần người động niệm, bởi vì tiểu đồng đã chết từ lâu rồi. Người đang nói chuyện, với ngài chỉ là một tàn ảnh được lưu lại từ dĩ vãng xa xôi mà thôi, chẳng mấy chốc sẽ tan đi. Người kia lại hỏi, xin hỏi tiên chủ, hiện tại là năm nào? Đây cũng không phải bí mật gì, Khương Vọng trực tiếp trả lời, năm nay là năm 3918 đạo lịch. Đạo lịch lại bắt đầu một lần nữa. Bạch Y đạo đồng tự lẩm bẩm, cuối cùng, thời đại của chúng ta cũng kết thúc rồi sao? Không đợi Khương Vọng đặt câu hỏi, người kia lại vội vàng nói, không còn thời gian nữa. Tiên chủ, tiểu đồng cầu xin ngài một chuyện. Đương nhiên Khương Vọng sẽ không trực tiếp đồng ý, chỉ hỏi, chuyện gì? Tiểu đồng chính là đồng tử đón khách của Vân Đỉnh Tiên Cung, bởi vì quá nhỏ yếu nên không bị chú ý sau đó mới có thể thoát thân từ trận tai họa lớn kia. Lúc này, người bị đè trên trì, Vân Sơn kia chính là người chuyển thế của tiểu đồng. Bao năm qua đi, hắn vẫn luôn truy tìm Vân Đỉnh Tiên Cung ở trong luân hồi. Ban đầu là để tìm về vinh quang cho Vân Đỉnh Tiên Cung, sau đó vì nhiều lần chuyển thế, ký ức ngày càng ít đi, giờ đã không nhớ rõ những cái này, chỉ là chấp niệm của hắn vẫn còn đó, một đời lại một đời đi tìm Vân Đỉnh Tiên Cung. Từ đó tích tụ không biết bao nhiêu sự không cam lòng khiến cho hắn hoàn toàn không có cách nào đối diện với sự thất bại mà bản thân hắn lại không biết cái này vô số năm tháng qua đi hắn đều bị chìm trong bóng mờ của vân đỉnh tiên cung chưa từng chân chính sống cuộc đời của mình bạch y đạo đồng nói tiếp tiểu đồng không cầu ngài tha thứ cho sự mạo phạm của hắn chỉ xin ngài để cho hắn chết trong sự tin phục không được để hắn mang theo sự không cam lòng đi tới kiếp sau nữa trong lòng khương vọng cũng có chút cảm thông tàn ảnh mà bạch y đạo đồng lưu lại ở quá khứ cũng không hề biết mình đã chuyển thế luân hồi bao nhiêu kiếp sự phấn đấu liên tục suốt bao nhiêu năm tháng nhưng cuối cùng lại là mơ mộng hão huyền thật sự nói lên sự tàn khốc của vận mệnh chỉ là bây giờ người là cá thị ta là giao thớt để cho vân Du ông chết thì đúng là dễ dàng nhưng để cho gã chết trong sự tin phục thì lại rất khó bạch y đạo đồng cũng không cho hắn thời gian để suy xét lúc này bóng người trên ký thân bia đã nhạt dần rồi biến mất cuối cùng chỉ để câu tràn đầy hối tiếc thời cơ khôi phục vân đỉnh tiên cung ở trên người hắn loại người như đấu miễn có lẽ sẽ không sợ chết nhưng chắc chắn là không muốn chết ra thế hắn ta hiển hách tiền đồ rộng lớn có tương lai vô cùng bao la kiến nghị của khương vọng không phải là điều gì nhục nhã với hắn ta vốn dĩ sự sống chết của hắn ta rất có giá trị chết không phải cam đảm nhất thời chết đi là tổn thất to lớn của đấu gia thậm chí trong chiến tranh các quốc bên chiến bại đưa tiền chuộc quý tộc bên mình bị bắt làm tù binh về cũng là việc khá thường gặp thiên giã đao hơi cong lên đấu miễn nhìn khương vọng trực tiếp ra giá, 100 vạn viên đạo nguyên thạch, mua mạng này của ta. Cái giá này đã vô cùng công bằng, đương nhiên ta đây có giá hơn, nhưng trong thời gian ngắn ta có thể kiếm được bấy nhiêu đó. 100 vạn viên đạo nguyên thạch, đương nhiên là khoản giá không nhỏ. Theo giá của khai mạch đan bậc giáp trên thị trường, có thể mua được đến 100 viên. Đấu miễn thật biết báo giá, tiền tệ của tu hành giới, 100 viên đạo nguyên thạch bằng với một viên vạn nguyên thạch, 100 viên vạn nguyên thạch bằng với một viên nguyên thạch nhưng hắn ta không có báo 10.000 viên nguyên thạch, mà dùng đạo nguyên thạch, tiền tệ cơ bản nhất tu hành giới để tính, dùng số lượng cực lớn là 100 vạn đánh vào tâm lý của Khương Vọng. Hơn nữa giá này quá hợp lý, vừa đúng lúc khiến đấu miễn bị thiệt một khoảng lớn, nhưng lại không đến mức không thể gượng dậy nổi. Nếu Khương Vọng không định đắc tội đấu miễn quá sâu, thì cái giá này đã rất hợp lý. Có một điểm rất rõ ràng là, Khương Vọng định thả người, biểu hiện bản thân đã không muốn quá đắc tội đấu thị. Hắn đã quyết định thả đấu miễn mà lại còn khiến đấu miễn ôm đại hận, vậy thì quá ngu ngốc khương vọng chưa từng thấy nhiều đạo nguyên thạch như vậy đương nhiên không thể nào không chấn động nhưng hắn chỉ lắc đầu ta không muốn đạo nguyên thạch sắc mặt đấu miễn hơi khó xem ta đã rất có thành ý ngươi có thể hỏi diệp cô nương xem giá hợp lý hay không nếu ngươi muốn bi truyền của đấu thị ta vậy thực sự không cần mở miệng đấu miễn đi sai một nước cờ nhưng không đến nỗi chút khí phách này cũng không còn diệp thanh vũ gật nhẹ đầu tỏ ý đấu miễn ra giá đúng là có lòng thành loại người như đấu miễn đương nhiên không thiển cận đến mức đang mua mạng mà còn mặc cả chút tiền có thể tiết kiệm đó căn bản ca so không bằng với sự nguy hiểm nhà hắn ta đang phải chịu giá hắn ta báo ra chính là giá thị trường diệp thanh vũ tỏ thái độ là vì sợ khương vọng không hiểu tình hình thị trường ý muốn bảo nếu hắn không muốn giết người muốn kiếm một khoản thì cái giá này đã gần như là cực hạn ta rất tôn trọng sự vinh vang của đấu thị cũng tin tưởng khí phách của ngươi cho nên ta chắc chắn sẽ không nói muốn bí truyền của đấu thị các ngươi Khương Vọng dùng ngữ khí êm dịu đáp lại một câu trước, rồi mới nói, ta chỉ là không cảm thấy quá hứng thú với đạo nguyên thạch. Lời nói ra miệng, tự hắn cũng cảm thấy câu nói này hơi khoa trương, nhanh chóng vào chuyện chính, ta muốn linh không điện. Người biết để thu phục linh không điện, ta đầu tư bao nhiêu không? Kinh doanh lên một thế lực như vậy có giá trị đến mức nào, người biết rõ chứ? Đấu miễn cầm đao, cười khẩy, nếu ta thật sự cho người linh không điện, người dám thả ta đi sao? Ý của hắn ta rất rõ ràng, việc nhường linh không điện đối với hắn mà nói là tổn thất thương căn động cốt. Nếu thật sự làm vậy, hắn ta không thể nào không hận Khương Vọng, Khương Vọng cũng không thể yên tâm thả hắn ta đi. Đấu công tử đừng tức giận, ta đang rất chân thành đàm phán giao dịch này với ngươi, không phải công phu sư tử ngoạ. Ta rất rõ giá trị linh không điện, người không rõ là ngươi. Khương Vọng giải thích, ta có thể nói thật cho ngươi biết, sau lần này, Trì Vân Sơn sẽ đóng cửa mãi mãi, hội 33 năm sẽ không còn nữa. Bởi vì Vân Đỉnh Tiên Cung đã thuộc về ta, đúng không nào? vẻ mặt của hắn rất chân thành cho nên đấu miễn cũng bớt tức giận bằng lòng xem xét lời của hắn khương vọng lại hỏi cho nên giá trị lớn nhất của linh không điện đã không còn đấu công tử có đồng ý hay không đấu miễn chỉ đành gật đầu lời khương vọng nói là sự thật là tự hắn ta chưa nhận thức được ngay từ đầu lúc trước hắn ta nắm giữ linh không điện do nhìn chúng giá trị lớn nhất là một loại tư cách truyền thừa của thời đại cận cổ nhưng nó đã mất sau chuyến đi chỉ vân sơn này khương vọng nói tiếp tất nhiên đấu công tử có thể đã đầu tư vào rất nhiều nhưng giá trị hiện tại của nó không còn nhiều đến vậy việc này không liên quan đến ta có muốn linh không điện hay không là tự đấu công tử ngươi cược sai tự tạo tổn thất đúng không đấu miễn không thể phủ nhận nhưng không đành lòng cho dù là vậy linh không điện cũng chuyện được đọc bởi kênh haley audio một ngày khương vọng đưa ra một ngón tay chặn lời hắn ta ta có thể cho đấu công tử thời gian một ngày di rời vốn đầu tư của ngươi cố giúp ngươi giảm bớt tổn thất Đương nhiên, người cũng không nên động sản nghiệp vốn có của Linh Không Điện. Tính thế này, cũng không vượt giá người đã ra quá nhiều, cảm thấy thế nào? Đương nhiên, giá trị của Linh Không Điện không chỉ 100 vạn viên đạo nguyên thạch, dù nó đã suy yếu đến thế này. Nhưng loại sản nghiệp cố định như Linh Không Điện không dễ so với tiền tài lưu động, như 100 vạn viên đạo nguyên thạch, hơn nữa Linh Không Điện nằm ở Thành Quốc, việc làm ăn của đấu miễn vốn sẽ phải trả một ít chi phí. Nếu có thời gian bán phá giá một ngày, cũng có thể thu hồi lại không ít tiền đã đầu tư lúc trước tính ra thì thật sự chẳng thiếu nhiều, dù sao linh không điện vốn là thế lực hắn ta đoạt. Đối với loại người có gia thế như hắn ta, thì có lẽ tổn thất lớn nhất nằm ở chỗ tinh lực đã tiêu tốn, tâm tư và thời gian. Sau khi từng tuyến phòng ngự trong lòng bị sụp đổ, đấu miễn trần trừ một lát, xem như ta bằng lòng cho ngươi linh không điện, thì ngươi cũng không dễ tiếp nhận. Dù sao đây cũng là một tông môn có lịch sử lâu đời. Khương Vọng trả lời rất tự tin, ngươi có thể thu phục linh không điện, không có đạo lý ta không thể phía sau ta là đấu thị đấu miễn vừa ôn hòa vừa tự hào nói phía sau hắn có lăng tiêu cát diệp thanh vũ vẫn luôn đứng ngoài quan sát bọn họ đàm phán lên tiếng đấu miễn hơi ngạc nhiên nhìn diệp thanh vũ hắn ta luôn không quá rõ quan hệ giữa độc cô vô địch và diệp thanh vũ hai người quen thuộc nhưng không đủ thân thiết nhưng lời này vừa ra dường như đáp án đã rất rõ ràng thực lực độc cô vô địch thì không cần phải bàn thật sự giết chết vân du ông dù vân du ông không ở trạng thái mạnh nhất có thực lực như vậy ở độ tuổi này, Thiên Phú đã xem như là cao nhất. Diệp Lăng Tiêu đã chiêu vị thiếu niên thiên tài thế này ở rể sao? Trong lòng nghĩ đến tình hình của Tây Cảnh, trên mặt thì nói, Diệp cô nương đều đã nói thế, vậy chắc là không có vấn đề gì, là ta đã nghĩ nhiều. Hơn nữa, Khương Vọng cười mỉm tiếp lời, bậc gia thế và nhân vật như đấu huynh đã quyết định giao dịch, thì lẽ nào sẽ không hợp tác với ta sao? Có sự ủng hộ của ngươi, lo gì linh không điện không chịu phục. Đấu Miễn im lặng một hồi, cứ vậy đi. Kết quả như vậy khiến mọi người ai cũng vui vẻ. Dạng con cháu hạch tâm xuất thân từ gia tộc danh môn đỉnh cấp như đấu miễn, không phải không thể giết, nhưng nếu giết rồi thì sẽ có không ít rắc rối chờ ở phía sau. Cho dù là Diệp Lăng Tiêu, có lẽ cũng không muốn làm kẻ địch của đấu thị. Chúng ta tiến hành cam kết giao dịch như thế nào? Khương Vọng hỏi. Việc này chính là bên phía đấu miễn phải cảm kết. Đào thế chấp ở chỗ ngươi, sau khi giao dịch xong thì trả lại cho ta. Đấu miễn là người có tính cách quyết đoán, trực tiếp đảo ngược thiên giã đưa cho khương vọng giọng cảnh cáo đừng có ý định cầm nó đi cây đao này còn quan trọng hơn tính mạng của ta yên tâm khương vọng nhận lấy thiên giã bỏ thẳng vào trong hộp chữ vật dương kiếm trong tay lên ta đã có binh khí của cả đời này lời này đấu miễn cực kỳ khí thế biểu lộ tình cảm dành cho cây đao yêu quý của hắn ta nhưng lòng khương vọng cũng không biết sao chợt nghĩ đến vừa nãy nếu giết đấu miễn vậy thì cây đao này đương nhiên thuộc về mình đấu miễn đã nói đao còn quan trọng hơn mạng Vậy ta có nên lại thu hắn ta tiền chuộc đao không? Khương Vọng lắc đầu, vứt bỏ những toan tính ở trong lòng. Nếu là trước kia, những suy nghĩ thấy tiền sáng mắt kiểu này sẽ không bao giờ xuất hiện. Đều do trọng huyền béo với hứa chán cao. Hắn hung hăng, nghĩ ở trong lòng. Truyền âm của Diệp Thanh vũ vang trong tai. Huynh thật sự muốn gây dựng thế lực ở thành quốc. Mấy trăm năm trước, Linh Không Điện đã bị trang thừa càn đánh tan nát, truyền thừa chẳng còn lại mấy cái. Hơn nữa, một nơi như thành quốc cũng không phải là lựa chọn tốt. Đương nhiên không. Khương Vọng dùng cách thức tương đồng trả lời, gây dựng thế lực ở thành quốc. Nếu phát triển không tốt, thì luôn bị triều đình thành quốc ngấp nghé. Còn nếu quá phát triển, triều đình thành quốc sẽ kiêng kỵ. Thế nào cũng không tốt. Ta cũng không phải đấu miễn, có thể kéo đại kỳ của sở quốc. Diệp Thanh Vũ gật đầu, không nói thêm nữa. Khương Vọng hiểu rõ, nàng đã nghĩ đến vân đỉnh tiên cung. Nhưng rất giữ chừng mực, không dò hỏi bí mật. Chẳng qua hắn thật cũng không tính giấu giếm gì với Diệp Thanh Vũ gì, chỉ là đấu miễn đang ở đây, nếu không cẩn thận bại lộ gì đó thì không hay cho lắm. Cho nên lướt qua chủ đề này, trực tiếp lên tiếng, chúng ta ra ngoài trước đi, chỉ Vân Sơn chống đỡ không được bao lâu nữa. Tháng 12, gió sương gào thét, bầu không khí của dãy núi Kỳ Sương đang căng thẳng. Trên núi, dã thú đã bắt đầu ngủ đông từ sớm, còn đám yêu thú có linh tính, hoạt bát hơn cũng đều ngoan ngoãn giấu mình trong ổ. Bởi vì vào lúc này, hai bên dãy núi Kỳ Sương đều có quân đội đến đóng quân. Trên cơ bản, kỳ xương đường biên giới của hai nước Ung Quốc và Trang Quốc, hai nước giàn quân rằng có ở đây, rất có tư thái mưa to gió lớn sắp đến. Đương nhiên, số lượng quân đội hai bên điều động cũng không nhiều, duy trì tình thế khắc chế lẫn nhau. Người có kiến thức đều nhìn ra được, hiện nay hai nước đều có ý nghĩ không khiến tình hình tiến rộng thêm một bước. Diệp Lăng Tiêu ủi oải nằm ngửa trên một đám mây trôi, làm ngơ không khí căng thẳng đang lan tràn ở trong dãy núi Kỳ Sương. Đương nhiên, với tu vi của ông ta, sẽ không lo lắng loại biên cương chạm chán quy mô nhỏ này. Thậm chí binh sĩ hai nước ung, Trang muốn phát hiện ông ta cũng là chuyện không thể nào. Diệp Lăng Tiêu xuất hiện ở đây, đương nhiên là để nghênh đón con gái bảo bối của ông ta. Tầng mây cuồn cuộn, nặn ra một gương mặt có hình dáng kỳ lạ, chính là dị thú A Sửu. Ngay cả trận chạm chán quy mô này, cũng đáng để người chạy đến một chuyến sao. Nó gật gù đắc ý, một mình Thanh Vũ cũng có thể đánh bại tất cả bọn họ. Chỉ chút ít người này đương nhiên không quan trọng diệp lăng tiêu nhìn khung trời bao la ngữ khí tùy ý nói nhưng bọn họ giàn quân ở đây hết sức căng thẳng rất có thể phát hiện trì vân sơn phát hiện thanh vũ rời khỏi trì vân sơn và vân đỉnh tiên cung của nó vân đỉnh tiên cung mà không biết thì còn tốt nếu biết được khó dám chắc sẽ không có người nảy sinh ý nghĩ khác người nói xem ta không tự mình đến nhìn thì sao yên tâm cho được lỗ mũi a sử thở ra bong bóng khả năng xảy ra việc này quá thấp diệp lăng tiêu ngắt lời nó ngươi chưa từng làm phụ thân chỉ cần có chút khả năng thì ta cũng không thể yên tâm. thật ra ta nghĩ, a à, xử liếc mắt coi thường, thanh vũ còn chưa có ra đây, ngươi đừng khẳng định sớm rằng nàng đã có được vân đỉnh tiên cung như vậy, lỡ như không được, vậy thì ngươi phải xấu hổ đến mức nào? bản các chủ bày mưu tính kế, quyết thắng ngàn dặm, cớ nào lại để cho cái thứ xấu xí như ngươi chất vấn? diệp lăng tiêu cười khẩy, toàn bộ chỉ vân sơn, tối đa cũng chỉ hai chiếc chìa khóa mở ra tiên cung, đều không dễ dàng có được mà thất sắc kỳ vân xa của ta bản thân đã là chìa khóa cấp độ cao nhất có thể khiến thanh vũ tiết kiệm phần lớn thời gian đây là điểm thắng thứ nhất thảo luận thì thảo luận đừng có miệt thị ngoại hình của ta a à, sửu rất không thích diệp lăng tiêu để ngoài tai lời tiên tri bốn chữ của vân đỉnh tiên cung là vô tâm chi duyên ta phí công phu rất lớn mới biết được manh mối này không tin mấy tông môn vô dụng kia cũng sẽ biết được trước đó thanh vũ hoàn toàn không biết vân đỉnh tiên cung vốn là nhắm đến thần thông quả việc này có thể nói là ứng với lời tiên tri chỉ điểm này đã thắng chắc đây là điểm thắng thứ hai thứ ba ông ta giơ ba ngón tay tràn đầy tự tin thanh vũ nhìn rất đẹp y như ta a à, sửu chán đến trên người phát ngứa run lông dài nhìn rất đẹp tính là lý do gì chứ diệp lăng tiêu nhìn nó thương cảm thở dài ngươi không hiểu a à, sửu tức giận ngươi dựa vào đâu mà cứ nói ta không được đẹp ngươi đã gặp đạp vân thú khác rồi sao nói không chừng như ta đã là đẹp rồi đó. Cũng bởi vì hiện thế đã không thấy được đạp vân thú khác. Diệp Lăng Tiêu chậm chậm nói, cho nên không có đạp vân thú nào khó coi hơn ngươi, ngươi nói đúng không? Vậy ngươi chính là khó coi nhất, đúng không? Không đúng. A à, Sử lắc đầu. Không đúng chỗ nào. A à, Sử muốn bạc lại, nhưng lại không phân tích rõ được, nhất thời nổi giận, dù sao cũng là không đúng. Chặt. Diệp Lăng Tiêu chặt lưỡi một cái, rồi bỗng nhiên đứng dậy. Thu sự đánh đá lại, chuyển thành đầy mặt chính khí, tràn đầy tiên phong đạo cốt. Mặc dù A Sử còn rất tức giận, nhưng cũng hậm hực ẩn vào trong mây. Một loại sức mạnh chập chờn thấp thoáng tràn ra, Trì Vân Sơn lại mở ra lần nữa. Ba người xuất hiện ở giữa không trung, nhìn thấy Diệp Lăng Tiêu phong thái chắc tuyệt đều sững sờ. Mà Diệp Lăng Tiêu chú ý đến hơi thở nội phụ của Diệp Thanh Vũ, nụ cười rực rỡ đến mức ngừng không được, ngay cả ánh mắt nhìn Khương Vọng cũng dịu dàng hơn nhiều. Cha, sao cha lại đến đây? Diệp Thanh Vũ lập tức hỏi. Khương Vọng và Đấu Miễn đều tự mình chào hỏi một tiếng. Chẳng qua là một người gọi Diệp Các Chủ, còn người gọi là Diệp Chân Nhân. Diệp Lăng Tiêu cũng không tính toán bọn họ ở trong Chỉ Vân Sơn là tình huống gì, gật đầu đáp lại, chỉ cười với con gái nhà mình, cha đây không phải là đến đón con hay sao? Diệp Thanh Vũ thở dài một hơi, con lớn như vậy rồi, chút đường về Lăng Tiêu Các còn có thể lạc được hay sao? Lúc trước đi thí luyện ở bên ngoài, cha cũng không có như vậy. Không phải hai nước bên kia núi vì chút việc săn bắn, mà quân đội biên cảnh đang đối đầu nhau sao ta lo bọn họ làm phiền đến con cho nên mới đến đón huống chi trong chỉ vân sơn thời gian bất định ta đã nhiều ngày chưa được gặp con nụ cười của diệp lăng tiêu mang nét tuấn lãng cười một hồi thì ngừng hơi không hiểu con gái ngoan vân đỉnh tiên cung của con đâu cha diệp thanh vũ lại cười còn rực rỡ hơn ai cũng có duyên phận của riêng mình may mà có khương vọng giúp đỡ con đã cầm được vân triện rồi ở sau lưng nàng khương vọng hơi ngượng ngùng chắp tay nói nhỏ Diệp các chủ, ta may mắn có được sự thừa nhận của Vân Đỉnh Tiên Cung. Chuyến đi chỉ Vân Sơn này, tuy Diệp Lăng Tiêu không nói, nhưng tất nhiên đã sắp xếp suốt cuộc hành trình. Không thì sai bọn họ có thể dễ dàng gặp được Vân Đỉnh Tiên Cung như vậy. Cho dù ngay khi đó Khương Vọng chưa phản ứng kịp, nhưng sau khi chỉ Vân Sơn kết thúc cũng có thể nghĩ rõ ràng. Chuyến này vốn là hắn chỉ giúp Diệp Thanh Vũ, nhưng cuối cùng lại bất ngờ kế thừa Vân Đỉnh Tiên Cung, đi theo sự sắp xếp của Diệp Lăng Tiêu suốt cuộc hành trình, có thể nói lù lù vác cái lù chạy đấu miễn đứng yên lặng một bên. Thừa cơ hội này quan sát Diệp Lăng Tiêu, tuy mấy người này nói chuyện không rõ ràng, nhưng hắn ta đoán mò đã biết đầu đuôi ngọn ngành. Hắn ta rất hiếu kỳ, chỗ tốt mình chủ tính cho con gái bị người khác nhặt được, đương thế chân nhân làm việc tùy tiện này sẽ là phản ứng ra sao? Nếu như nổi trận lôi đình, tiền trục của mình có thể giảm bớt hay không? Ừm, nhớ phải đòi thiên giã đao về. Bên này, trong lòng đấu miễn nghĩ đến thật đẹp. Bên kia, Diệp Lăng Tiêu lại chỉ hợp hai tay lại, vỗ tay nói, ra là vậy ta cố tình sắp xếp cuối cùng lại thành có ý bỗng nhiên ông ta tỉnh ngộ nhưng cũng không có tức giận nói không nên lời tiêu sái thì ra đây mới là vô tâm chi duyên ba người ở đó đều không ai hiểu vô tâm chi duyên mà diệp lăng tiêu nói là cái gì diệp lăng tiêu cũng đã tốn rất nhiều công sức mới biết được lời tiên tri vô tâm chi duyên của vân đỉnh tiên cung vì vậy nên mới luôn có ý dẫn dắt diệp thanh vũ theo hướng thích hợp đó như việc ông ta đã bắt đầu bồi dưỡng diệp thanh vũ tiến gần hơn tới phương hướng của thần thông vân truyện từ sớm. Tuy quả thần thông 33 năm mới có một miếng, nhưng không phải ai cũng ăn được vân triện. Lời tiên tri vô tâm tri duyên đó, có lẽ đấu miễn, vân dù ông bọn họ không hề biết đến. Thậm chí, việc đấu miễn chiếm được điện linh không hay du vân ông có trăm mưu ngàn kế vốn đều là, hướng đến vân đỉnh tiên cung, có thể nói là vô cùng có tâm ý. Mặc dù bản thân Diệp Thanh Vũ không có tâm ý, nhưng lại hiểu được sự có ý của Diệp Lăng Tiêu trong suốt toàn bộ quá trình. Chỉ có mình Khương Vọng là trước đó căn bản không biết Vân Đỉnh Tiên Cung là gì, vốn dĩ cũng chỉ định giúp Diệp Thanh Vũ lấy được quả Thần Thông. Có thể coi như là vô tâm chân chính, hoàn toàn phù hợp với lời tiên tri bốn chữ kia. Ngươi căng thẳng như vậy làm gì? Chẳng lẽ Diệp Lăng Tiêu ta còn sẽ cướp đồ của ngươi hay sao? Diệp Lăng Tiêu nhìn Khương Vọng, nếu như phúc duyên của ngươi đã tới, vậy thì cố gắng nhận nó đi. Có điều với ngươi mà nói, nó cũng chưa hẳn là phúc. Đương nhiên cái này chưa hẳn là phúc, có thể là người khác không rõ. Nhưng Diệp Lăng Tiêu lại có thể nghĩ rõ ràng Sở dĩ vân đỉnh tiên cung Tìm một nhân duyên vô tâm hoàn toàn là vì nhân quả của bản thân nó quá nặng Vậy nên mới yêu cầu bên ngoài vô căn cứ Đồng tử ngânh khách nhiều lần chuyển thế kia vốn đã có dây dưa rất sâu Với vân đỉnh tiên cung, vốn vĩnh viễn không thể kế thừa vân đỉnh tiên cung Chỉ là bản thân hắn ta không biết mà thôi Sự cố gắng của hắn ta mãi mãi là uống phí Diệp Lăng Tiêu tự tin có thể gánh phần nhân quả kia thay cho nữ nhi của mình vậy nên mới vạch kế hoạch vân đỉnh tiên cung cho diệp thanh vũ khi chủ nhân của vân đỉnh tiên cung trở thành khương vọng nhân quả của vân đỉnh tiên cung sẽ bắt hắn tự mình gánh vác vì vậy diệp lăng tiêu mới nói chưa hẳn là phúc chưa hẳn là phúc khương vọng lập tức nhạy bén hỏi nó có tai họa ngầm gì sao diệp lăng tiêu cười tiêu sái khi nào thời cơ tới sẽ tự biết phúc họa còn ông ta ngược lại lại thoải mái từng bày mưu tính kế từng xếp đặt cuối cùng khi nữ nhi bảo bối không có được vân đỉnh tiên cung ông ta cũng chỉ cười một cái cho qua cha diệp thanh vũ sẵn giọng người đừng đánh đố chuyện quan trọng như vậy nữa diệp lăng tiêu chỉ lắc đầu không thể nói không thể nói diệp thanh vũ thấy vậy là biết sẽ không có được đáp án rồi từ nhỏ diệp lăng tiêu luôn đáp ứng mọi yêu cầu của nàng nhưng trong những lần từ chối vô cùng ít ỏi như vậy nàng có làm loạn như nào cũng vô dụng nếu diệp lăng tiêu đã không thể nói chắc chắn là có lý do của ông ta hoặc là nói ra rồi ngược lại lại càng không hay bất luận là phúc hay họa khương vọng không để diệp thanh vũ tiếp tục hỏi giò nữa cất giọng nói vậy thì đợi nó tới xem nó thế nào diệp lăng tiêu cười ha ha có khí phách diệp thanh vũ để ý ánh mắt của khương vọng như có như không nhìn về phía hai bên sườn dãy núi kỳ sương nhiều lần trong lòng biết hắn khó tránh khỏi việc có chút để ý chuyện ở trang quốc vì vậy nàng chủ động chuyển câu hỏi cha người vừa nói quân đội hai nước trang ung đang rằng co rốt cuộc là tình huống gì sẽ đánh nhau chứ Đầu ra dễ dàng đánh nhau như vậy. Diệp Lăng Tiêu đột nhiên trừng mắt nhìn qua Khương Vọng một cái, rồi mới tiếp tục hỏa nhã nói với nữ nhi nhà mình, là do thợ săn của hai bên xảy ra tranh chấp, trong lúc đi săn ở dãy núi Kỳ Sương, nhất thời ẩm y lớn nên dẫn vài thợ săn đến ẩu đà đấu đá nhau. Thợ săn bên Ung Quốc kia chịu thiệt, vì vậy đội quân biên giới mới nhúng tay vào, Trang Quốc ở bên này cũng theo đó mà huy động quân đội. Suy cho cùng thì chẳng qua cũng chỉ là chuyện nhỏ tranh đoạt sản vật trong rừng. Hai bên đều rất kiềm chế, không ồ ạt tăng quân nhưng mà hiện tại việc đội quân biên giới trang quốc bên này dám rằng co với đội quân biên giới ung quốc bên đó lại thực sự khiến người khác bất ngờ trang cao tiện và đỗ như hối đều rất tài ba khương vọng đột nhiên bị trừng thì lại chẳng hiểu gì cả nhưng cũng không dám có ý kiến gì nhưng việc diệp lăng tiêu khen ngợi trang cao tiện và đỗ như hối lại khiến tâm tư hắn có chút phức tạp thì ra là thế diệp thanh vũ gật đầu tỏ ý đã hiểu rõ đi thôi quay về lăng tiêu cát Diệp Lăng Tiêu vung ống tay áo lên, tầng mây tụ lại dưới chân, lúc này mới thuận mắt liếc đấu miễn một cái, tiểu tử đấu ra, có muốn tới Lăng Tiêu các ta làm khách không? Chân nhân đương thời có thể nhìn thấu gốc rễ của hắn là điều vô cùng bình thường. Đấu miễn cũng không bất ngờ, vội vàng hành lễ nói, làm phiền Diệp chân nhân hỏi rồi. Chỉ là đấu miễn còn phải về xử lý vài việc, mà lúc này người cũng đầy bụi bặm không tiện cho lắm, vẫn là sau này tới cửa quấy giày sau. Diệp lăng tiêu cũng không để bụng, chỉ là vì nữ nhi của ông ta có được vân triện thần thông rồi tâm tình tốt nên mới thuận miệng mời hắn nếu không thì ra thế của đấu miễn có cao quý như thế nào đi nữa thì một tiểu bối cũng không đáng để ông ta chào hỏi thế là ông ta lại đi xem khương vọng khương vọng cũng nói diệp các chủ có thể về trước cùng với lệnh thiên kim khương vọng cũng có một chuyện phải làm ánh mắt diệp lăng tiêu đảo qua đảo lại liền biết có lẽ bọn họ muốn giải quyết giao dịch được tiến hành trong trì vân sơn ông ta chỉ cười cũng không nhiều lời du vân dưới chân liền đưa ông ta và diệp thanh vũ bồng bềnh bay xa du vân bay vừa nhanh vừa ổn định mặc dù gió bên ngoài mây vù vù nhưng ngay cả một sợi tóc diệp thanh vũ cũng chưa khuấy động được khương vọng này như thế nào trong du vân đang bay nhanh diệp lăng tiêu bỗng hỏi đương nhiên khương đạo hữu là nhân vật cực kỳ ưu tú diệp thanh vũ đang trả lời được một nửa thì ngờ vực nói sao đột nhiên lại hỏi chuyện này diệp lăng tiêu cũng không nói gì khác chỉ bỗng nhiên than thở một câu mọi cái khác đều được, chỉ đáng tiếc, trên vai hắn quá nặng. Sau khi cha con Diệp Lăng Tiêu rời đi, hai người ở lại đều im lặng. Đấu miễn nhìn xung quanh, có một loại cảm giác buồn bã khó tả, chỉ Vân Sơn sẽ không mở ra nữa đúng không? Phải. Khương Vọng gật đầu. Đồng thời nói trong lòng, trừ khi Vân Đỉnh Tiên Cung hồi phục. Đi thôi, đi thành quốc. Đấu miễn thở dài, Diệp chân Nhân nói thời gian đã qua được vài ngày rồi, cũng không biết bây giờ là ngày mấy tháng mấy. Hai người trực tiếp bay về phía thành quốc lúc đi ngang qua chỗ quân đội biên giới trang quốc đóng quân ở phía nam dãy núi kỳ sương khương vọng còn đặc biệt để ý một chút quả thực là không có cường giả nào cả số lượng binh sĩ cũng không nhiều chính loại tranh chấp trong phạm vi nhỏ này có thể khiến người ta dễ dàng thấy được sự tự tin của các nước trước kia hắn là người trang quốc nên hắn biết rõ trước đó trang quốc yếu thế như thế nào càng không cần nói đến việc tần quốc công khai phục kích tả quang liệt trên địa bàn của trang quốc lúc trang quốc đối mặt với ung quốc, Trang quốc sẽ luôn chịu tổn thất trong những cuộc tranh chấp biên giới, sẽ thường phải nhận lỗi một cách vô lý, dù có lý cũng phải nhẫn nhịn. Thành Phong Lâm dựa vào dãy núi Kỳ Sương, vì vậy người dân trong chấn đường xá sống nhờ vào nghề săn bắn. Khương Vọng vô cùng hiểu rõ chuyện này. Bây giờ xem ra, Trang quốc thực sự mạnh hơn rồi. Chẳng qua là, những người dân Thành Phong Lâm đã từng mong ước điều này, kia lại không có cách nào nhìn thấy hôm nay. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Ly Cà Phê nhé đấu miễn làm việc vô cùng dứt khoát vừa đến chú địa tông môn linh không điện ở thành quốc hắn liền lập tức triệu tập thân tín bán lấy tiền mặt và chuyển giao tài sản có liên quan tới mình mà toàn bộ quá trình đều ra hiệu thi lệnh trước mặt khương vọng rất biết cách phòng ngừa những nghi ngờ vô căn cứ thực ra khương vọng cũng chẳng hề để ý hắn có mưu tính hay không vì căn bản mục đích không phải vì linh không điện đương nhiên công việc ngoài mặt vẫn phải làm đến nơi đến trốn nếu không thì một khi khiến cho đấu miễn có ý nghĩ mới với vân đỉnh tiên cung thì sẽ khó tránh khỏi phiền phức cấu trúc cao tầng của linh không điện gồm một vị điện chủ hai vị hộ pháp và năm vị trưởng lão trong đó hai người hộ pháp đều là thân tín đấu miễn mang từ sở quốc tới giúp hắn quản lý linh không điện cũng sẽ đi cùng hắn điện chủ thì chính là bản thân đấu miễn nhưng còn năm vị trưởng lão kia đều là nguyên lão ban đầu của linh không điện trung cầm chính là một trong năm trưởng lão đã chết ở trì vân sơn còn về điện chủ và hộ pháp trước kia của đấu miễn đương nhiên là sẽ sớm được sắp xếp trong đại điện, những người có tiếng nói trong linh không điện đều đã tề tự đông đủ, hai hộ pháp và tứ trưởng lão đều ở đây, còn có các đường chủ đà chủ và tu sĩ phụ trách các công chuyện cụ thể khác nhau. Khương Vọng tự nhiên ngồi trên bảo tọa của điện chủ, quan sát những thế lực hắn muốn thu nhận. Đấu miễn ngồi ở một bên, lên tiếng giới thiệu, vị đại nhân độc cô vô địch này, sau này chính là điện chủ của linh không điện. Vị trí quan trọng từ trước đến nay luôn có người có đức tại vị, ta nên thoái vị nhường người hiền. Trong điện lập tức náo động, bắt đầu thì thầm mấy người linh không điện này đang bàn tán gì lo lắng gì khương vọng đại khái đều có thể tưởng tượng được nhưng hắn không hề quan tâm vì từ trước đến nay hắn chưa bao giờ có ý nghĩa dừng lại ở chỗ này cố gắng cai quản hắn muốn tiếp nhận nơi này chỉ vì hắn muốn xem xem nó giúp được gì cho việc hồi phục của vân đỉnh tiên cung đấu miễn rất tuân thủ giao ước nhíu mày nói sau này các ngươi đối đãi với độc cô điện chủ phải giống như đối đãi với ta đã nghe thấy chưa hai vị hộ pháp đều là thân tín của đấu miễn đương nhiên họ không có dị nghị mấy người trưởng lão thì lại ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta nhất thời đều không nói gì có lẽ vẫn đang do dự vì sự việc xảy ra đột ngột nên đây cũng là chuyện hợp lý đúng lúc này khương vọng thốt lên không phải là giống như đối đãi với đấu miễn sau này bổn tọa là điện chủ duy nhất đấu miễn là bằng hữu của chúng ta nhưng xét cho cùng linh không điện chỉ có thể có một ý của bổn tọa hắn nhìn xuống mọi người từ bảo tọa của điện chủ ai có ý kiến khác lúc này một nam tử mặt dài có đôi mắt tam giác diện mạo không được đẹp lắm trên da hàng đầu mặt mũi oai phong lẫm liệt như một nghĩa sĩ sắp bị xử tử như một dũng sĩ dũng cảm khiêu chiến với bóng đêm khi quyền lực được giao nhận phần lớn đều phải đổ máu tay khương vọng đã đặt lên kiếm sẵn sàng lập uy nam tử có đôi mắt tam giác này bước bước lớn tới đột nhiên quỳ gối động tác dứt khoát khiến người khác kinh ngạc cảm thán cả người quỳ dạp trên mặt đất ngũ thể đập xuống thuộc hạ ra cát tuấn Bái kiến Độc Cô điện chủ. Nguyện vì điện chủ rơi đầu, đổ máu, không ngại hy sinh, quyết tiến không lùi. Cả điện không một tiếng động, không có ai là kẻ ngốc cả, ngay cả Đấu Miễn cũng đang lót đường cho vị Độc Cô vô địch này, vậy thì tất nhiên thực lực và thế lực của Độc Cô vô địch sẽ không yếu hơn Đấu Miễn. Sự do dự của những người khác chỉ là đang suy nghĩ về tương lai sau khi nhậm chức của tân điện chủ. Dù sao thì việc đổi thủ lĩnh nhiều lần với một thế lực mà nói sẽ thường là chuyện khiến người khác bất an có thể nói là tiền đồ trong tương lai đều mơ đồ. Không có người nào sẽ ngu xuẩn đến mức đi gây hấn với tân điện chủ vào lúc này, nhưng cũng không có mấy người có thể đổi thái độ nhanh như vậy. Dù sao thì điện chủ tiền nhiệm đấu miễn, đại nhân xuất thân danh môn vẫn còn đang ngồi bên cạnh. Ngoài miệng thì hắn ủng hộ, nhưng ai biết trong lòng nghĩ như thế nào. Nếu quy phục quá nhanh, rất có khả năng sẽ đắc tội với đấu miễn. Vào lúc hầu hết mọi người còn đang cân nhắc lợi và hại, thì ra các tuấn này lại vô cùng nổi bật. Khương vọng rời tay khỏi đôi kiếm một cách rất tự nhiên mặt nở nụ cười, mau đứng dậy đi. Gia Cát Tuấn cung kính vái ba lại rồi, mới đứng dậy, đến lúc đối diện với Khương Vọng vẫn khom lưng, có thể nói là vô cùng nịnh nọt. Khương Vọng tỏ ra hết sức thân cận, ta thấy người Tuấn tú lịch sự, ăn nói lưu loát, không biết là đang giữ chức gì nhỉ. Gia Cát Tuấn chắp tay trả lời, thuộc hạ bất tài, hiện đang là đường chủ thanh phong đường thuộc linh không điện. Hắn ta biết tân điện chủ có lẽ vẫn chưa biết thanh phong, đường làm công việc gì nên đã vô cùng thân thiết chủ động giải thích, Thanh Phong đường chủ có trách nhiệm giữ gìn uy nghiêm thể diện của Linh Không Điện, chuyên nghênh đón và tiễn đưa, chặn những người có ý đồ quấy rối ở bên ngoài, chọn ra những bằng hữu lương thiện thực sự thành tâm và thiện trí, bảo vệ và giúp đỡ cho sự phát triển của Linh Không Điện. Khương Vọng ngẫm nghĩ một chút, phát hiện chức vị mà Gia Cát Tuấn nói này hình như là người gác cổng, chính là làm nhiệm vụ trông cửa. Linh Không Điện cũng thật là thú vị, còn tập hợp cả những người gác cổng trông coi sản nghiệp lại thành một đường khẩu. Chẳng trách hắn lại thấy đường khẩu dưới Trứng Linh Không Điện có hơn 33 cái. Nói là lịch sử truyền thừa lại cũng được, hay nói là không cách nào quên được vinh quang ngày trước cũng được, với Khương Vọng mà nói thì đây chỉ là việc quan chức thừa thái điển hình. Chẳng trách trong những người ở Linh Không Điện, gia cát tuấn này cũng chỉ đứng ở hàng sau, địa vị rõ ràng là không cao. Quản lý tất cả người gác cổng, năng lực này, đại khái cũng khó mà có được. Nhưng những chuyện này cũng không quan trọng mấy, hiện giờ Khương Vọng chỉ nhìn thái độ, rất tốt. Khương Vọng nhẹ nhàng nói, Gia Cát Tuấn, bây giờ ngươi sẽ là trưởng lão của Linh Không Điện. Hắn quay đầu hỏi đấu miễn, ta nhớ Linh Không Điện có 5 vị trí trưởng lão, hiện đúng lúc đang chống một chỗ, đúng không? Đấu miễn gật đầu. Gia Cát Tuấn cực kỳ vui mừng, cười toe toét đến độ lộ một miệng răng sâu, không ngừng hành lễ, tại điện chủ, tại điện chủ. Điện chủ thật có mắt nhìn, chọn đúng người. Ta tin rằng Linh Không Điện nhất định có thể phát triển rực dưới sự lãnh đạo của điện chủ, sớm muộn cũng sẽ trở thành tông môn đứng đầu nước điện chủ không thể một lão nhân hạc phát đồng nhan vô cùng khí phách trên điện vội vàng thốt lên khương vọng nhuyến mày nhưng cũng chỉ nghe ông ta tiếp tục nói trưởng lão là chức vị quan trọng của điện há có thể dễ dàng đưa cho người khác như vậy làm thuộc hạ ta có thể nghe theo bất kỳ quyết định gì của điện chủ đại nhân nhưng thân làm trưởng lão thì lại không thể không khuyên can cùng là quy phục nhưng vị trưởng lão này lại cao hơn ra các tuấn một tầng đầu tiên vừa mở miệng là liền khẳng định địa vị của khương vọng sau đó mới nói đến vấn đề vừa tỏ ra phục tùng vừa bày tỏ được ý kiến của bản thân trông đáng kính hơn ra các tuấn rất nhiều giống như một lão thần chính trực tận tâm tận tụy nhất thời khương vọng còn cho rằng có phải mình đã quản lý ở linh không điện vài chục năm rồi hay không sùng thần có trực thần cũng có thật sự không giống như kiểu lần đầu tiên tới đây khương vọng bày ra ánh mắt hứng thú ngươi là ai đang giữ chức gì trưởng lão tóc bạc rất biết cách giữ chừng mực giữa cung kính và ngay thẳng hành lễ rồi mới khoa trương nói chịu điện chủ hỏi đến thuộc hạ ngụy bá phương đang giữ vị trí trưởng lão thứ tịch của linh không điện bây giờ ngươi sẽ là thủ tịch khương vọng nói ngụy bá phương lớn tiếng nói mệnh lệnh của điện chủ đương nhiên lão hủ sẽ tuân theo nhưng vẫn xin điện chủ xem xét kỹ lưỡng nếu ngày nào đó ta làm không tốt xin điện chủ hãy trừ khử lão hủ ngay lập tức để chấn chỉnh quy củ của linh không điện đến lúc này thủ tịch trưởng lão ban đầu không ngồi yên được nữa rồi đang muốn nói gì đó thì Khương Vọng đã vung tay lên, việc điều chỉnh chức vị của điện cũ dừng lại ở đây, những người còn lại vẫn giữ nguyên chức vị. Nếu có bất mãn thì có thể tự rời đi. Hắn dùng ánh mắt không được phép nghi ngờ dò xét một vòng rồi mới nói, Ngụy trưởng lão và Gia cát trưởng lão ở lại, những người khác giải tán. Cầm quyền là một kiến thức vô cùng uyên thâm, Khương Vọng đã học qua một chút cùng Trọng Huyền Thắng, cũng đã từng áp dụng vào thực tế ở tại Thanh Dương trấn, nhưng lại không hề cho rằng bản thân có mấy phần tài giỏi. Cái gọi là thân hiền thần gia tiểu nhân. Nói ra thì ai cũng biết, nhưng cái thực sự bày ra trước mắt là chút trực thần, trung thần, nịnh thần, sủng thần kia, người rất khó biết ai là thật ai là giả. Khương Vọng bổ nhiệm và miễn nhiệm chức vụ một cách qua loa như vậy, đương nhiên là làm ẩu làm càn, rất bất lợi cho việc phát triển lâu dài của Linh Không Điện. Nhưng hắn vốn dĩ cũng không nghĩ tới việc phát triển Linh Không Điện, hiện tại chẳng qua chỉ là muốn nhanh chóng thiết lập quyền uy, tìm mấy nguyên lão nghe lời mà thôi, hiện tại đã đạt được mục đích một cách tốt đẹp hắn không định tiếp tục nhìn màn biểu diễn của người khác nữa không có tinh thần đi nhận định và cân đối quyền lực kia nhanh chóng giải quyết bày rõ một con đường trước rồi nói tiếp thân phận điện chủ này có đấu miễn xác nhận nên nhất thời cũng không có vấn đề gì dù tu sĩ của linh không điện có bất mãn như thế nào đi chăng nữa cũng chỉ có thể nghe lệnh mà lui xuống lưu lại trong điện ngoài khương vọng và đấu miễn ra cũng chỉ có hai hộ pháp trung thành với đấu miễn cùng với hai vị trưởng lão ngụy bá phương và gia cát tuấn thấy Khương Vọng đã tạm thời nắm được tình hình, đấu miễn liền đứng dậy, việc tới đây rồi, ta liền trở về đất sở trước. Khương Vọng cho hắn cả một ngày để thu hồi lại những đầu tư trước đó, nhưng hắn chỉ cần dùng nửa ngày đã xử lý xong, đủ để thấy trước đó hắn nắm giữ linh không điện vô cùng chặt chẽ. Khương Vọng tất nhiên là còn lâu mới đạt được đến thủ đoạn cầm quyền này. Nghe thấy những lời này, Khương Vọng cũng không khách sáo gì, chỉ trực tiếp lấy ra thiên giã đao, hai tay dâng về, vật quy nguyên chủ. Đấu miễn im lặng một chút, nhận lấy bội đao của chính mình rồi liền xoay người rời đi. Hai người hộ pháp cũng im lặng đi theo sau hắn. Thế lực mà bản thân vất vả gây dựng lại đổi chủ một cách đơn giản như vậy. Nhất là hiện tại lại có hai tên ngụy bá phương và gia cát tuấn, này trung thành và tận tâm với tân chủ, hắn cũng khó tránh khỏi việc không quá dễ chịu trong lòng. Nhưng về tổng thể, lần giao dịch được định ra trên chỉ vân sơn này, hai bên đều rất tuân theo quy củ, không có mưu mô gì. Sau này có thể sẽ có tranh chấp khí thế, nhưng cũng sẽ không có thâm cừu đại hận gì hai vị trưởng lão nhìn đấu miễn dẫn người rời khỏi linh không điện rồi khương vọng mới từ từ lên tiếng ngụy bá phương và gia cát tuấn đều nhanh chóng chuẩn bị tinh thần nghiêm túc lắng nghe điện chủ tân nhiệm chỉ bảo muốn biết kế hoạch lớn đối với tương lai của linh không điện của tân điện chủ từ đó tìm đúng vị trí cho tương lai của bản thân ở linh không điện nhưng lại chỉ nghe thấy hắn hỏi bí khố của linh không điện chúng ta nằm ở đâu khởi bẩm điện chủ bí khố của điện cũ nằm ở phụng điện có cảnh vệ của điện canh giữ chìa khóa chính là nhẫn linh không của ngài nếu điện chủ có hứng thú thuộc hạ có thể dẫn đường ngụy bá phương còn đang ngây người thì gia cát tuấn đã tranh trước dù sao thì ông ta vẫn muốn giữ hình tượng một trực thần vậy nên có lúc khó tránh khỏi rè rặt hơn nữa yêu cầu đầu tiên sau khi nhậm chức của độc cô điện chủ cũng thực khiến người khác do dự nhưng gia cát tuấn lại lợn chết không sợ nước sôi chỉ cần có thể làm cho điện chủ vui vẻ là không kiêng rè gì cả nhẫn linh không là chiếc nhẫn đại diện cho thân phận của điện chủ linh không điện ngoài tác dụng chữ vật ra thì không có năng lực đặc thù nào khác mà không gian chữ vật cũng không lớn thậm chí còn không bằng hộp chữ vật bình thường đại khái là lịch sử của nó có chút lâu đời cùng với ý nghĩa thân phận biểu tượng của chính nó đấu miễn đã chuyển giao cho hắn chuyện được đọc bởi kênh haleji audio bên trong nhẫn đương nhiên trống rỗng đấu miễn đã đem những đồ vật có giá trị đi hết rồi khương vọng ngắm nghía chiếc nhẫn màu đen trong tay Hai chữ linh không được khắc phía trong nhẫn, hắn vô cùng hài lòng với sự thức thời của Gia Cát Tuấn, vì vậy liền nói, dẫn ta đi xem thử. Đến bây giờ, Khương Vọng có thể coi là đã chính thức tiếp quản Linh Không Điện, nhưng Vân Đỉnh Tiên Cung trong Ngũ Phủ Hải vẫn không có phản ứng. Hắn đoán rằng có lẽ thứ quan trọng là một tín vật hoặc kiểu truyền thừa nào đó trong Linh Không Điện, vì vậy mới nghĩ ra cách đi bí khố trước. Gia Cát Tuấn vô cùng cao hứng dẫn đường ở phía trước, Khương Vọng lại nói, "Ngụy thủ tịch cũng đi cùng đi." Ngụy Bá Phương còn đang ảo não vì, để tuột mất cơ hội liền lập tức lấy lại tinh thần, mệnh lệnh của điện chủ, thuộc hạ tự khắc tuân theo. Toàn bộ linh không điện, ngay cả một cường giả ngoại lâu cảnh cũng không có. Có lẽ điện chủ và hộ pháp trước đó là cường giả ngoại lâu cảnh, nhưng đều đã bị đấu miễn tiêu diệt rồi. Trưởng lão và hộ pháp hiện tại đều là tu vi nội phủ cảnh, hai vị hộ pháp hơi mạnh một chút đã rời đi cùng đấu miễn. Còn những người còn ở lại này, Khương Vọng thấy họ còn không mạnh bằng trung cầm đã chết ở Trì Vân Sơn vị trưởng lão tân nhiệm ra cát tuấn, này lại còn mới chỉ có tu vi đỉnh phong đằng long. Thế lực tông môn như vậy, thực lực đương nhiên là hơn những thành vực bình thường, nhưng nếu so với lăng tiêu các cũng có ngọn nguồn với vân đỉnh tiên cung, thì khoảng cách cũng quá lớn rồi. Chẳng trách lại không có tính tự chủ ở một quốc gia nhỏ như thành quốc, còn bị đấu miễn thu phục một cách dễ dàng. Thế lực như linh không điện này đương nhiên là có giá trị kinh doanh, nhưng nó lại ở nơi như thành quốc. Đối với khương vọng mà nói thì thật sự cũng thiếu không gian phát triển. Tuy nói như vậy, nhưng điều đó cũng không hề cản trở việc khương vọng thử thu phục lòng người thuần phục thuộc hạ vào lúc này hiểu rõ thế sự đều là vì tu nghiệp phụng điện là một trong ba tòa điện phủ quan trọng của linh không điện ngoài nghị sự điện mà bọn họ vừa hồi nãy còn có một điện là truyền công điện điện này dùng để thờ cúng hương hỏa của điện chủ tiền nhiệm đồng thời cũng dùng để làm bí khố không hề xảy ra chuyện điện vệ không biết tân điện chủ giữ vững cương vị không cho khương vọng đi vào trong cái mặt già của ngụy bá phương cũng đã đủ dùng ở linh không điện rồi mà trên tay khương vọng lại còn mang nhẫn linh không vậy nên không có ai mù mà đi ngăn cản hắn ba người tiến vào trong phụng điện trước chính điện dựng bài vị của những điện chủ tiền nhiệm của linh không điện nó được thờ cúng ở nơi cao trang trọng và uy nghiêm một lư hương lớn đang tỏa ra khói xanh lượn lờ trước những bài vị này khương vọng làm bộ thắp một nén nhang nói đùa có phải là cũng nên dựng bài vị của đấu miễn hay không ngụy bá phương và gia cát tuấn nhìn nhau đều không dám nói gì bọn họ còn chưa rõ tính cách của tân điện chủ không biết hắn có muốn giết đấu miễn hay không, không biết hắn đang nghiêm túc hay đùa giỡn. Bọn họ đã tận mắt nhìn thấy khương vọng trả lại thiên giã đao cho đấu miễn, một cảnh đó đủ nói rõ, đường đường là tu sĩ nội phủ thần thông xuất thân hào môn đấu thị đấu miễn, lại yếu thế trước khương vọng, thậm chí chuyện thoái vị nhường người hiền này cũng là bị ép. Chỉ là, chuyện khương vọng có thể sẽ thật sự dám giết đấu miễn, ngay cả nghĩ bọn họ cũng không dám nghĩ. Thuộc hạ mới thu nhận nhát gan như vậy khiến khương vọng bỗng cảm thấy nhạt nhẽo hắn chuyển chủ đề bí khố ở đâu lần này ngụy bá phương đã cướp lời trước chính là ở sau điện chỉ có mình điện chủ có thể vào ngài vào rồi sẽ biết ông ta giơ tay hướng đến vết nhẫn trên tường đặt nhẫn linh không vào đúng chỗ này là mở được hậu điện nhẫn linh không đang đeo ở ngón trỏ của tay trái khương vọng dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve vì đã có bài học bị lâm chính nhân lừa vào trận pháp nên hắn nhìn hai vị trưởng lão do chính mình bổ nhiệm cười như không cười bên trong sẽ không có bẫy gì đâu nhỉ sao có thể chứ Thuộc hạ sao dám hai lòng với điện chủ? Gia Cát Tuấn lập tức bày tỏ lòng trung thành. Mặc dù dựa vào thân phận trước đó của hắn ta, hắn ta đại khái cũng không hề biết bên trong bí khố có cái gì. Còn Ngụy Bá Phương thì tiến lên một bước lễ phép nói, nếu điện chủ khoan dung cho tội mạo muội của thuộc hạ, thuộc hạ sẵn lòng đi vào cùng điện chủ, dò đường cho điện chủ. Cái lão già quen nịnh hót này, Gia Cát Tuấn chửi như tát nước trong lòng, trách bản thân tại sao lại không nghĩ đến cách bày tỏ lòng trung thành, kéo gần mối quan hệ kiểu này nghe mà xem. Mạo hiểm dò đường vì chủ thượng, như này là trong lòng ngay thẳng biết bao nhiêu, trung thành và tận tâm biết bao nhiêu đây. Vấn đề là bọn họ đều biết, bên trong phụng điện không hề có nguy hiểm gì. Từ trước đến nay, cũng chưa từng nghe nói có vị điện chủ nào xảy ra chuyện ở bí khố. Lần bày tỏ này là được lãi không thiện cảm, chỉ có lợi chứ không có hại. Khương vọng liếc bọn họ một lúc rồi cười nói, thủ tịch trưởng lão trung thành đáng khen. Bổn tọa chỉ đùa các ngươi chút thôi. Chờ ở đây đi, bổn tọa đi chút rồi quay lại. Gia Cát Tuấn là trưởng lão đến hôm nay hắn mới đề bạn, trước đó, không ai có thể đoán được hắn sẽ trọng dụng cả Ngụy Bá Phương và Gia Cát Tuấn, vậy thì hai người này lại càng không thể có thông đồng gì trước rồi. Nhìn vào biểu hiện của hai người này, bên trong phụng điện hẳn là an toàn. Mà ngộ nhỡ vân đỉnh tiên cung có phản ứng đặc biệt gì, hắn cũng không muốn để bọn họ nhìn thấy. Nói là trọng dụng, hai người này có chỗ nào có thể thật sự tín nhiệm chứ? Vì vậy cuối cùng Khương Vọng vẫn quyết định tự mình đi hậu điện. Đi ngang qua bàn thờ lớn để thờ cúng bài vị, của các vị điện chủ tiền nhiệm của linh không điện khương vọng giơ tay trái treo nhẫn linh không ra để nhẫn khớp vào dấu vết trên tường ầm ầm bức tường dày màu xám đen mở ra khương vọng bước vào bức tường lại khép lại lần nữa nói thật thì từ chuyện đi đến linh không điện đến chuyện tiến vào bí khố trong cả quá trình đó khương vọng có chút thất vọng cái gọi là bí khố của linh không điện lại chẳng hề bí ẩn ra sao có vẻ như bất cứ người nào tới giết điện chủ cướp nhẫn linh không cũng đều có thể dễ dàng tiến vào khi đi vào trong hậu điện, cảm giác thất vọng này lại càng mãnh liệt. Xuất hiện trong tầm nhìn, cố nhiên là một tòa điện phủ nguy nga rực rỡ. Các loại giá đỡ hoa lệ mơ hồ nói ra sự giàu sang đã từng có. Đáng tiếc là đa số bên trên giá đỡ đều trống không, cũng có thấy chút đồ vật được lưu giữ nhưng đều ảm đạm tối tăm, không thấy có gì quý giá. Nhưng thực ra đây cũng là chuyện có thể dự đoán trước. Nhiều năm trước, Linh Không Điện đã bị Trang thừa cản đánh tan nát, lực lượng còn sót lại chạy đến ở nhờ tại Thành Quốc, xem như là kéo dài hơi tàn gom góp tĩnh dưỡng nhiều năm nhưng cũng không có gì khởi sắc lại còn bị đấu miễn thu phục không lâu trước đó vậy nên cho dù lúc đầu có bảo vật gì trong bí khố thì cũng không thể giữ lại được nếu khương vọng biết vân dù ông cũng từng lèn vào linh không điện để mưu đồ vậy thì càng không có gì để thất vọng chỗ này sớm đã vỡ tan vỡ nát đối với bảo vật trong bí khố khương vọng vốn không quá mong đợi cái khiến hắn phiền não là nếu trong linh không điện không có tín vật phù hợp nào hoặc có thể nói là đồ vật đó đã thất truyền từ rất lâu rồi vậy thì vân đỉnh tiên cung của hắn phải làm thế nào chẳng lẽ manh mối mà bạch vân đồng tử buột miệng nói ra không phải là manh mối thực sự hắn vừa nghĩ tới bạch vân đồng tử vân đỉnh tiên cung trong ngũ phủ hải liền có động tĩnh khương vọng vừa há miệng nôn bạch vân đồng tử to sấp xỉ nửa đầu ngón tay chân liền đạp du vân từ từ bay ra bạch vân đồng tử hiện tại nhỏ xíu chân đạp du vân phiêu đãng bay trong điện ngươi đã phát hiện ra điều gì khương vọng hỏi ta cũng không biết bạch vân đồng tử nửa tỉnh nửa mơ xoay tròn như rủi bọ mất đầu cảm thấy giống như có gì đó nhưng ta lại không biết là gì khương vọng cũng không thúc giục cực kỳ kiên nhẫn nhìn hắn ta sự tồn tại hiện tại của bạch vân đồng tử có chút kỳ lạ giống như là một kiểu dung hợp nào đó của thân thể kiếp trước và thân thể chuyển thế nhưng lại hoàn toàn mất đi ký ức nhưng chuyện quan hệ của hắn ta và vân đỉnh tiên cung là thâm căn cố đế là chuyện không cần nghi ngờ hắn hắn ta của hiện tại ngang với thân phận quản gia của vân đỉnh tiên cung so với việc bản thân toàn tìm lung tung mà không có manh mối thì hắn càng tin là bạch vân đồng tử sẽ có thể phát hiện điều gì đó bên trong bí khố cũng có một lư hương lớn giống y hệt lư hương trước bàn thờ của tiền điện chỉ là không có ai thờ cúng hương hỏa bên trong đã sớm tắt chỉ tích một lớp tàn hương dày nhưng cũng không có người dọn dẹp khương vọng cũng chỉ liếc qua một cái chứ không có ý định xem kỹ sau khi bạch vân đồng tử bay một hồi tại điện chủ cuối cùng lại bay qua trước lư hương này vẻ mặt của hắn ta vẫn mù mờ như cũ giống như một đứa trẻ ngây ngô nhưng lại bắt đầu hành động theo bản năng bấm động năm ngón tay tập hợp vân khí trong chốc lát đã tạo ra ba cây hương bằng mây thả rơi vào trong lư hương sau đó vân hương bắt đầu cháy nó có trạng thái cháy nhưng lại chưa thấy ảnh lửa ngược lại lại giống như là một dạng biến đổi vân khí vấn vít biến ảo lượn lờ giữa không trung trong trạng thái như ẩn như hiện đó cuối cùng lại tạo thành hình dạng của một tòa điện phủ giống như một loại ấn ký nào đó đã bị đánh thức từ trong đoạn thời gian đã mất đi tòa điện phủ hư ảo khói mây lượn lờ kia lại càng ngày càng rõ càng ngày càng thật biển đổi thành sự thật hư ảo hóa thực lịch sử phủ đầy bụi đã lâu bị đánh thức một tòa điện đường nho nhỏ đẹp đẽ vọt ra từ trong vân khí cũng chỉ to bằng một nắm đấm nhưng từ cây cột đến mái cong không có cái nào không rõ ràng tất cả đều vô cùng chi tiết hiện rõ hết mức có thể ngay trước mắt bạch vân đồng tử bắt đầu cao hứng sau khi bay đến chỗ tòa tiểu điện này thì vươn hai tay ra ra sức địa đẩy nó. Vậy mà mặt hắn ta đã đỏ hết cả lên rồi, nhưng tòa tiểu điện cũng chỉ nhẹ nhàng xê dịch một chút. Trong lòng Khương Vọng bỗng nghĩ ra điều gì đó, hắn vươn tay ra phía sau tiểu điện, sau đó cong hai ngón tay, nhẹ nhàng chụp lấy. Tiểu điện lập tức bay tới, nó đã xuyên qua một loại kết nối huyền diệu nào đó, bay vào ngũ phủ hải. Nói chính xác hơn thì là bay vào trong phế tích vân đỉnh tiên cung, rơi xuống một xó xỉnh trống không cùng lúc đó linh không nhẫn trong tay khương vọng tự động bay ra đi theo sau nó cũng tiến vào trong ngũ phủ hải chiếc nhẫn này cứ thế bay lên phía trước tiểu điện tự động ngăn tách ở giữa rồi giãn ra biến thành một dải dài đến khi nó khảm lên tiểu điện rồi thì người khác mới nhìn ra vậy mà nó lại là một bức hoành thượng thư linh không vân khí bắt đầu di chuyển linh quang xoay qua cho đến lúc này tòa tiểu điện này mới thực sự trùng sinh từ phế tích hòa vào thành cùng một thể với vân đỉnh tiên cung thì ra đây chính là linh không điện hoặc có thể nói là đây mới là linh không điện chân chính tông môn linh không điện này bao nhiêu năm qua khối di sản lớn được thừa hưởng hóa ra lại là một tòa điện phủ trong vân đỉnh tiên cung điện phủ chân chính bạch vân đồng tử đã hớn hở vui mừng bay trở về ngũ phủ hải bay vào trong linh không điện khương vọng cũng không nén nổi tò mò trực tiếp lấy thần hồn để đi đến linh không điện vân đỉnh tiên cung là một quần thể cung điện vô cùng to lớn nhưng đương nhiên hiện tại đều là phế tích trong một mảnh phế tích đó, chỉ có mình linh không điện rực rỡ tươi mới, tinh xảo khí phái, nhưng lại không khiến người khác có cảm giác khó chịu. Bởi vì nó vốn đã thuộc về nơi này. Khương vọng dương mắt nhìn bức hoành kia, cất bước tiến vào trong điện. Điều khiến hắn thất vọng là, bên trong linh không điện lại không hề giấu vô số bảo vật, thần công bí pháp như hắn đã tưởng tượng. Bên ngoài, là một đại điện tinh tế nguy nga, vậy mà bày trí bên trong lại cực kỳ đơn giản, hầu như cái gì cũng không có, hoặc có lẽ mọi thứ cũng đã bị tiêu hủy trong đại nạn năm đó. Nhưng cái khiến Khương Vọng vui mừng kinh ngạc là, hắn cảm nhận được một lượng nguyên khí vô cùng dồi dào trong linh không điện, vừa mới tọa lạc xuống này. Loại nguyên khí này không hề đi qua hắn, linh không điện đang dùng một cách thức nào đó, mà hiện tại hắn không thể lý giải để kết nối với hư không vô định, sau đó không ngừng nuốt hít lượng nguyên khí khổng lồ. Nguyên khí dồi dào liên tiếp bị nuốt tới đó, trong lúc đang bơi qua bơi lại, ở phế tích đã chuyển một năng lượng mới cho mảnh phế tích tĩnh lặng đã lâu này. Nói cách khác, sự tồn tại của linh không điện đang chậm chậm khôi phục lại vân đỉnh tiên cung. Hiệu quả trực quan nhất chính là nếu như Khương Vọng đồng ý, nếu hắn dẫn toàn bộ chỗ nguyên khí này hướng vào mình, chảy đến ngũ phủ hải, thì hắn sẽ có thể gia tăng tốc độ tu hành của bản thân. Chỉ cần nhìn Bạch Vân Đồng Tử đang lười nhác nằm trên nền gạch, mặt đầy thỏa mãn, là có thể biết nguyên khí dồi dào có thể dưỡng con người đến mức nào. Bình thường chỉ có bảo địa của tông môn, chỗ pháp trận tụ lại hoặc có phúc duyên thì mới có được nguyên khí dồi dào. Vậy mà Linh không điện, sau bao nhiêu năm phủ đầy bụi lại vẫn có thể tự mình làm được điều này không hổ là kiến trúc tiên cung đến lúc này khương vọng mới hiểu được mấu chốt của việc phục hồi vân đính tiên cung tại sao là linh không điện thanh vân đình lăng tiêu cát từ tình huống của linh không điện thì có thể thấy có lẽ thanh vân đình và lăng tiêu cát cũng có tàn tích của vân đỉnh tiên cung năm đó chúng vốn dĩ chính là hạt giống mà vân đỉnh tiên cung lưu lại trước khi tan biến chính là để dành cho việc một ngày nào đó sẽ có thể sống lại Khương Vọng rời khỏi phế tích của Vân Đỉnh Tiên Cung, thần hồn bay qua Thông Thiên Cung. Gần như lúc nào thần hồn của hắn cũng đều tọa chấn trong Thông Thiên Cung, thứ nhất là vì đây là chỗ ở ban đầu thần hồn, thứ hai chính là để đề phòng Khương Yểm. Nếu như hắn không tự nguyện nhìn chằm chằm Thông Thiên Cung mọi lúc mọi nơi, thì hắn tin chắc rằng Khương Yểm sẽ rất nguyện ý giúp hắn làm điều đó. Vào lúc này, giọng nói của Khương Yểm lại văng vẳng vang lên, "Kế thừa Vân Đỉnh Tiên Cung chưa hẳn đã là chuyện tốt đối với ngươi, tốt nhất là ngươi nên đề cao cảnh giác." tính mạng của chúng ta chỉ có một, vì vậy không được phép sơ ý, lời nhắc nhở thế này quả thực hiếm có. Vào thời điểm nhìn thấy thủ sơn linh ở Chỉ Vân Sơn, Khương Yểm còn dụ dỗ hắn tranh đoạt truyền thừa, sau đó lại im lặng một mạch. Hiện tại hắn đã chính thức có được truyền thừa của Vân Đỉnh Tiên Cung rồi, Khương Yểm lại nhảy ra bảo hắn cẩn thận. Nếu Khương Yểm là một bằng hữu tốt vô cùng thành thực và trung thành, thì lại điều đó có vẻ hợp lý. Khương Vọng hỏi ngược lại, không phải ngươi không biết gì sao? Khương Yếm im lặng một hồi rồi mới trả lời, thời cận cổ tối tăm như thế nào, ngươi hoàn toàn không biết rõ. Ngươi biết rất rõ, không ngại thì nói ta nghe một chút. Đó là một thời đại không ai dám nhớ lại, ngay cả trong ký ức của bạch cốt tôn thần, quãng thời gian đó cũng vô cùng đen tối. Là sợ hãi, khi ta ở trong tâm tình còn sót lại, của bạch cốt tôn thần đã cảm nhận được ngày sợ hãi thời đại đó. Khương Yểm lầm bầm vài câu rồi chuyển chủ đề, người nhất định phải chú ý vân đỉnh tiên cung và tất cả những thứ liên quan, đến vân đỉnh tiên cung đều phải cân nhắc kỹ lưỡng không được dễ dàng đồng ý điều này thì căn bản không cần gã nhắc nhở bản thân khương vọng vốn sẽ cân nhắc nhiều hơn nhưng đối với lời khuyên nhủ này của khương yểm hắn cũng chỉ đáp lại ta không phải loại người thông minh tuyệt đỉnh kia không có cách nào nhìn thấy âm mưu ngay lập tức cũng không thể dễ dàng phát hiện cạm bẫy lý do để ta dành sự tin tưởng rất đơn giản chỉ cần ngươi không có gì để đe dọa đến năng lực của ta vậy thì ta có thể thử tin tưởng ngươi hắn cười cười sự sống chết của bạch vân đồng tử đều nằm trong suy nghĩ của ta vân đỉnh tiên cung cũng không còn vật sống nào khác ta cảm thấy không có chỗ nào cần cảnh giác cả ngoài mặt thì nói là bạch vân đồng tử nhưng thực ra lại là nhắm thẳng vào khương yểm hắn muốn nói cho khương yểm biết rằng nếu muốn có được sự tin tưởng thì phải từ bỏ năng lực chống cự với sự tồn tại như này của khương yểm rõ ràng là gã không thể tán thành điều này dù gã có biết rõ nhân phẩm coi trọng lời hứa của khương vọng đến mức nào đi chăng nữa thì cũng sẽ không lấy bản thân ra đánh cược sau một hồi im lặng cuối cùng gã cũng nở nụ cười ngươi chính là ta ta chính là ngươi ngươi sẽ tin sau khi đi ra từ bí khố ra cát tuấn và ngụy bá phương thành thành thật thật chờ ở trước điện bọn họ đều là người thông minh đều biết rõ địa vị hiện tại của mình đến từ ai một khi mất đi sự giúp đỡ của khương vọng thì người bị bọn họ chiếm mất vị trí sẽ lập tức không bỏ qua cho họ khương vọng vốn định càn quét bí khố không để lại gì nhưng bí khố của linh không điện thực sự không còn lại nhiều lắm đều là một ít pháp khí chẳng ra gì cầm đi bán lấy tiền cũng rất khó có giá cả tốt sau khi hắn có được linh không điện thật sự thì càng không để ý lắm đến mấy thứ này nên cuối cùng hắn quyết định để hết lại xem như thể diện của điện chủ dẫn đường đến truyền công điện bổn tọa muốn xem thử bí thuật công pháp của bổn điện khương vọng chuyển sự chú ý lên bí truyền công pháp của linh không điện một tông môn truyền thừa đã lâu cũng nên có chút bí pháp để áp đáy hòm tất nhiên điện chủ nắm giữ công pháp bổn tông là chuyện đương nhiên ngụy bá phương càng không có lý do từ chối theo cái nhìn của ông ta và gia cát tuấn thì có lẽ điện chủ tân nhiệm hơi tham tiền một chút nhưng đây cũng chưa chắc không phải chuyện tốt hắn quý trọng tài sản thì mới quý trọng linh không điện suy nghĩ từ góc độ này cũng có thể thông hiểu được hành động đầu tiên sau khi điện chủ tân nhiệm cầm quyền là đi tìm hiểu tài sản của mình cho dù không thông hiểu ông ta cũng cưỡng ép để mình hiểu ít nhất cũng phải làm bộ như hiểu ông ta lại dẫn đường ở phía trước, đoàn người chuyển tới truyền công điện. Phòng giữ ở truyền công điện nghiêm ngặt hơn ở phụng điện một chút, nhưng cũng không ngăn cản điện chủ nhà mình. Khương Vọng dễ dàng tiến vào bí khố công pháp, đoạt lấy tiền lời của hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em ly Cà Phê nhé. Những công pháp bí thuật ở những trình độ bất đồng trong linh không điện đều được ghi vào ba cuốn ngọc giản, đệ tử ở các cấp bậc khác nhau tu hành công pháp khác nhau. Sau khi dùng ấn quyết bí truyền của linh không điện cởi bỏ cấm chế, dùng thần niệm chạm vào là có thể tra được đấu miễn có thể mang theo trung cầm lên chỉ vân sơn tham dự thì khả năng khống chế của hắn đối với linh không điện càng toàn diện hơn khương vọng những công pháp bí thuật của linh không điện đã không tồn tại bí mật đối với điện chủ tiền nhiệm là đấu miễn bộ phận tinh hoa trong đó đã có khắc lại trong đấu thị cả rồi khương vọng càng không có lý do quý trọng không đưa ra sau khi hiểu đại khái một lượt thì hắn trực tiếp cống hiến toàn bộ cho diễn đạo đài nói thế nào linh không điện cũng là tông môn truyền thừa xa xăm tuy rằng từng có rất nhiều lần tai họa ngập đầu nhưng công pháp bí thuật đủ tư cách được bảo tồn trong truyền công điện cũng rực rỡ môn màu đáng tiếc sau khi đưa vào diễn đạo đài cống hiến đoạt được cũng không nhiều lắm giải rác gần trăm loại công pháp hơn một ngàn môn đạo thuật cuối cùng căn cơ của một tông môn chỉ đổi được hai ngàn một trăm điểm pháp suy xét đến sự ưu ái của diễn đạo đài đối với sáng tạo độc đáo có lẽ những đạo thuật này đã bị người ta cống hiến qua vì thế tiền lời mới thấp như vậy có khả năng nhất chính là đấu miễn lấy sự to lớn của đấu thị đại sở, có người có được thái hư huyễn cảnh cũng là chuyện hết sức bình thường. Nếu là như thế, thật ra đấu miễn cũng không quá thiệt thòi trong cuộc giao dịch này. Hắn sớm đã ép khô giá trị của Linh không điện một lần, hiện tại qua tay đưa cho Khương Vọng để mua mạng. Bất mãn hắn thể hiện ra ở Chỉ Vân Sơn trước đó càng như, biểu diễn để tránh Khương Vọng lòng tham không đáy ra giá cắt cổ mà thôi. Nếu không phải Khương Vọng tìm ra Linh không điện thật sự ở bí khố phụng điện, thì nói không chừng giao dịch này còn không bằng 100 vạn viên đạo nguyên thạch kia. Nói tóm lại, hai bên đều có mưu đồ riêng, có dấu diếm riêng, cũng xem như đạt thành mục đích. Khương Vọng vốn đã tích lũy 2.300 điểm Pháp ở Thái Hư huyễn cảnh, cách giới hạn thăng cấp chỉ kém 700 điểm. Hiện tại có một bút tiền thu này, lập tức đẩy mạnh diễn đạo đài tới tầng thứ 3, còn có dư ra 1.200 điểm Pháp. Ngoài ra vì hiệu quả vinh danh Thái Hư đệ nhất Đằng Long nên tầng 3 diễn đạo đài, có được hiệu quả của tầng 4. Còn nếu muốn thật sự tấn cấp tầng thứ 3 lên tầng thứ 4, thì cần đến tận 10 vạn điểm Pháp. Hiện tại, nếu Khương Vọng muốn giải phong ấn thì cũng cần đến 3 vạn điểm pháp mới được. Có thể nói, trong khoảng thời gian ngắn thì gần như không nhìn thấy khả năng thăng cấp, cũng không biết lúc trước Tả Quang Liệt đẩy diễn đạo đài, đến trình độ khủng bố như vậy bằng cách nào. Khương Vọng không coi trọng môn công pháp nào của Linh Không Điện, không nói đến chuyện không có công pháp nối thẳng lên tuyệt đỉnh, mà cả công pháp Thần Lâm cũng không có, như bị người ta nhổ sạch gốc dễ đi. Hoàn toàn không tồn tại công pháp cường đại của thời đại Vân Đỉnh Tiên Cung gì cả nhưng việc này cũng có thể hiểu được nếu linh không điện thực sự có loại công pháp cấp bậc này thì cũng khó giữ được đến bây giờ đã sớm bị người ta cướp sạch không còn so với cái đó hệ thống đạo thuật của linh không điện tương đối phức tạp lấy vân pháp làm chủ trong đó cũng có một vài cái nổi bật nhưng khương vọng cũng không có tâm tu hành thứ nhất là tham nhiều nhai không nhuyễn hắn chuyên chú vào hai hệ đạo pháp hỏa mộc đã hình thành hệ thống chiến đấu của bản thân thứ hai là xuất phát từ lý do tương tự đấu thị đã hiểu tận gốc dễ toàn bộ những đạo pháp đó lấy căn cơ của đấu thị thì có thể dễ dàng sáng tạo ra vô số loại pháp môn phá giải lấy thiên phú và trình độ của khương vọng tiêu phí quá nhiều tâm huyết ở những đạo pháp kia là hành động mất nhiều hơn được khương vọng luôn rất tỉnh táo trước vấn đề tu hành gom đại khái lợi nhuận của linh không điện lại một chút xem như chuyến này của khương vọng cũng có kết quả linh không điện giờ phút này đang tồn tại trong phế tích của vân đỉnh tiên cung chính là thu hoạch mà hắn cần nhất còn về những thứ khác dù có nhiều hay ít thì cũng chỉ như vật được tặng kèm không cần phải quá chấp nhất ôm tâm lý như vậy sau khi trở ra từ bí khố công pháp khương vọng nói vài câu có lệ với hai đại tâm phúc của hắn sau đó bỗng nhìn về phía ngụy bá phương ngụy trưởng lão nếu để ngươi khống chế linh không điện ngươi cảm thấy thế nào có tự tin làm tốt được không ngụy bá phương lập tức hoảng sợ chỉ trời chỉ đất mà thề thiên địa chứng giám nhật nguyệt tỏ bày thuộc hạ trung thành và tận tâm với điện chủ tuyệt đối không có ý đi quá giới hạn mặc kệ là diễn hay là thật sự khương vọng cũng rất tán thành thái độ này hắn lập tức hơi mỉm cười dùng vẻ mặt hòa hoãn mà nói ý bổn tọa là nói nếu để ngươi lấy vị trí thủ tịch trưởng lão đại diện cho chức điện chủ thì sao đương nhiên linh không điện thuộc về bổn tọa nhưng bổn tọa có chuyện càng quan trọng cần xử lý ngoài ra ta say mê với tu hành chỉ sợ không có quá nhiều thời gian phụ trách sự vụ của tông môn nếu muốn tìm một người tới phụ trách những việc này Ngụy trưởng lão ngươi là nguyên lão của bổn điện, rất hiểu biết bổn điện, lại được mọi người tin tưởng sâu sắc, thật sự là lựa chọn hàng đầu. Hắn nói rất rõ ràng, Ngụy Bá Phương cũng biết câu này không phải đang thử, ông ta thoáng suy nghĩ rồi lập tức nói, nhân vật như ngài nhất định là muốn đánh sâu vào tuyệt đỉnh siêu phàm. Tất nhiên chân long không thể ở lâu trong vũng nước cạn như linh không điện được. Lão nhân này thuận tay tung một đòn nịch bợ trước, sau đó vẻ mặt thật khẩn thiết, nếu giao toàn bộ việc vặt của tông môn cho thuộc hạ, thuộc hạ nhất định sẽ tận tâm tận lực làm đúng theo phương lược mà điện chủ đã định tuyệt đối không lệch đi tất cả mọi chuyện lấy ý tưởng của điện chủ đại nhân làm trung tâm bảo vệ cơ nghiệp này vì điện chủ ông ta nhanh chóng nắm chắc trọng điểm hơn nữa hết sức tỉnh táo biết khương vọng muốn cái gì không muốn cái gì sau đó đưa ra hứa hẹn của bản thân đương nhiên mức độ đáng tin tới đâu thì chỉ có bản thân ông ta mới biết khương vọng vốn định như sơn phỉ quá cảnh vớt một mớ rồi đi gom hết những thứ đáng giá đi để lại linh không điện tự sinh tự diệt nhưng linh không điện quá khó coi ngược lại làm hắn sửa lại chủ ý bởi vì đa số giá trị của linh không điện đều không thể di chuyển vớt một mớ rồi bỏ đi cũng hoàn toàn không có lời dù sao đã lấy được thu hoạch mong muốn khương vọng quyết định tiện tay hạ xuống một quân cờ để thăm dò để linh không điện tự phát triển một thời gian nhìn xem có được kết quả gì thành công được thì tốt không thể thì cũng không có tổn thất quá lớn gì bản thân hắn chắc chắn sẽ không ở lâu tại thành quốc vậy thì chuyện xây dựng linh không điện cần người khác làm theo ý chí của hắn là được rồi hiện tại trong linh không điện trừ ngụy bá phương và gia cát tuấn ra thì hắn không có lựa chọn nào khác tuy rằng gia cát tuấn cũng được đề bạt lên chức vụ trưởng lão nhưng trung quy hắn ta chỉ có tu vi đằng long cảnh hoàn toàn không có khả năng đàn áp những người còn lại nếu hắn ta leo lên trước đó thì chết cũng không biết chết như thế nào bởi vậy chức vị đại diện cho điện chủ chỉ có thể là ngụy bá phương đảm nhận thu phục gia cát tuấn trước dùng hắn ta là một quân cờ giám sát chế hành đại diện bản nhân hắn ở lại linh không điện. Gia Cát trưởng lão, Khương Vọng đã tính toán xong, lập tức quay qua hỏi, người có nguyện nhậm chức giám sát, lúc bổn tọa không có mặt, người sẽ khống chế hướng đi của tông môn vì bổn tọa không? Gia Cát Tuấn thật cẩn thận mà liếc nhìn Ngụy Bá Phương một cái, nói trắng ra thì chức vụ này chính là vì để kiềm chế Ngụy Bá Phương, nhưng hắn ta cũng không có tự tin có thể giám sát được Ngụy Bá Phương. Nhưng, chuột dạ thì chột dạ, hắn ta cũng hiểu rõ quyền lực địa vị hiện tại của mình đến từ nơi nào trung thành, hoặc có thể nói là cố gắng biểu hiện ra trung thành, là ưu thế duy nhất của hắn ta, cũng là lựa chọn duy nhất. Thuộc hạ nguyện y máu chảy đầu rơi vì điện chủ. Hắn ta cung kính trả lời, chẳng qua bổn tông đã có trưởng lão phụ trách giám sát, chính là tam tịch trưởng lão. Linh không điện có tổng cộng 5 trưởng lão, trung cầm chết nên bị xóa tên, ngụy bá phương từ thứ tịch tiến lên thủ tịch. Gia Cát, Tuấn vừa trở thành trưởng lão, thực lực lại có tranh lệch, tất nhiên ngồi ở ghế cuối cùng, khương vọng mang đầy thâm ý mà nhìn hắn ta một cái hiện tại ngươi chính là tam tịch trưởng lão rồi gia cát tuấn vội vàng bái nguyện quên mình phục vụ cho điện chủ khương vọng xua xua tay ta không nhìn các ngươi nói cái gì chỉ nhìn các ngươi làm cái gì tầm mắt của hắn đảo qua trên người ngụy bá phương lại trở lại gia cát tuấn đưa qua đi một ngọc thiêm ta ban thưởng bộ linh diệt quyền này cho ngươi mong ngươi sớm ngày gõ mở nội phủ nếu ngươi thật sự gia tăng thực lực lên tương xứng với thân phận thì người khác không còn lời gì để nói nữa linh diệt quyển là một trong ba bộ công pháp có thể nối thẳng lên ngoại lâu do truyền công điện lưu trữ không phải là thứ gia cát tuấn đằng long cảnh có khả năng tiếp xúc có thể nói sau khi tu thành bộ công pháp này hắn mới có thể xem như trưởng lão danh xứng với thực gia cát tuấn tiếp nhận linh diệt quyển cặp mắt tam giác gian trá kia lập tức chảy ra nước mắt hắn ta nức nở nói sinh ta là cha mẹ người hiểu ta là điện chủ cả đời gia cát tuấn này bị người ta xem thường chỉ có điện chủ thiệt tình đối đãi từ nay về sau mạng này thuộc về điện chủ Khương Vọng cũng không biết mấy giọt nước mắt này của hắn ta có mấy phần chân thành, nhưng hắn cũng không để ý. Ngược lại còn lấy ra một cái đai ngọc rồi đưa cho Ngụy Bá Phương, ta thấy y quan của Ngụy trưởng lão đơn giản, nghĩ là người mộc mạc, không biết pháp khí này có hợp tâm ý ngươi hay không. Tất nhiên Ngụy Bá Phương lại tung ra một loạt những câu nói mang ơn đội nghĩa. Sau khi Ngụy Bá Phương đưa ra hứa hẹn, Khương Vọng vẫn chưa lập tức đáp ứng vị trí cho ông ta, mà là an bài cho ra các tuấn trước. Đây là cảnh cáo nho nhỏ dành cho Ngụy Bá Phương, để ông ta biết quyền lực địa vị của mình là do ai ban thưởng về sau gia cát tuấn chính là đôi mắt của hắn nhưng đồng thời cũng cùng chung vinh quang với ngụy bá phương ngụy bá phương không chỉ không thể chống lại gia cát tuấn ngược lại còn phải ủng hộ phải giúp gia cát tuấn dựng quyền uy lên một loạt an bài này có thể thành công hay không có hữu hiệu hay không cần thời gian để kiểm nghiệm bản thân khương vọng cũng không nắm chắc bao nhiêu ngụy bá phương và gia cát tuấn đều không phải nhân vật dễ dàng khống chế nhưng đây cũng chỉ là một nước cờ tiện tay đánh ra mà thôi bất kể linh diệt quyền hay là pháp khí đai ngọc đều là thứ của linh không điện khương vọng vốn cũng không quá để ý chỉ muốn mượn hoa hiến phật hắn cũng không đau lòng gì lỡ như có thể đạt được thu hoạch thành quốc chính là nước láng giềng của trang quốc nếu thật sự có thể khống chế chặt chẽ một thế lực ở chỗ này thì tương lai rất có triển vọng tông phái có rất nhiều thủ đoạn dùng để khống chế đệ tử môn nhân cũng không hoàn toàn là dùng tình cảm gắn bó trong đó thứ tương đối quan trọng chính là công pháp tông môn dựng lên chế độ căn cứ vào cống hiến tích lũy mà thả ra từng bộ phận truyền thừa vậy thì đệ tử rất khó rời đi tông môn thậm chí là học được càng nhiều thì càng khó rời đi lúc này khương vọng trực tiếp ném ra linh diệt quyển tự nhiên biểu hiện ra một loại đại khí bổn tọa say mê tu hành sẽ thường xuyên bế quan thành quốc không có nơi thích hợp nào cho nên bổn tọa không ở đây nhiều khương vọng công đạo đơn giản một câu tiền đề sau đó đi thẳng vào vấn đề sau này ngụy trưởng lão giữ chức vụ thay mặt điện chủ tất cả sự vụ đều có thể tự quyết bổn tọa chỉ có một yêu cầu âm thầm mà phát triển đừng nuôi tâm tư tranh hùng gì ra các trưởng lão giám sát chuyện không hợp pháp trong tông có thể xử lý thì xử lý không thể thì ghi nhớ trước chờ bổn tọa trở về xử lý nhìn nhìn hai tâm phúc này xác nhận bọn họ nghe rõ lời hắn nói khương vọng mới tiếp tục nếu gặp phải tình huống khẩn cấp mà các ngươi khó có thể tự quyết có thể đi đến lăng tiêu các tìm một người tên là diệp thanh vũ nàng sẽ thông báo cho bổn tọa. Ngụy Bá Phương và Gia Cát Tuấn cùng dùng mình một cái, biết điện chủ mới này đang để lộ một bí mật. Đó là ủng hộ, cũng là uy hiếp, họ lập tức cúi đầu hành lễ, cả hai đều biểu đạt ý trung thành. Hắn cố ý kéo tấm da hổ lăng tiêu các này ra, đại khái có thể chấn áp bọn họ thêm một ít thời gian. Khương Vọng cũng coi như đã cố hết sức ăn bài chuyện của Linh không điện, sau này như thế nào thì phải xem tạo hóa là chủ yếu. Sau đó hắn lại cùng Ngụy Bá Phương, gia cát tuấn thảo luận một chút phương lược phát triển của linh không điện. Khương vọng dốc hết sức chủ trương thể chế tinh giản, cho dù linh không điện đã từng huy hoàng bao nhiêu, nhưng hiện tại không cần thiết ông khư khư lấy lịch sử. Chuyện thứ nhất chính là phải xóa hoặc sáp nhập mấy chục đường khẩu ban đầu lại, tinh giản đến chỉ còn 9. Đây sẽ là công tác trường kỳ kế tiếp của Ngụy Bá Phương, cũng là cơ hội rất tốt để ông ta thẩm thấu quyền lực của mình. Khương vọng cũng không để ý Ngụy Bá Phương nắm giữ quyền lực, chỉ cần ông ta có thể phát huy tác dụng trong thời gian mấy ngày kế tiếp hắn lấy quyền lực điện chủ để chống đỡ ngụy bá phương và gia cát tuấn làm việc cho bọn họ ủng hộ cực lớn để bọn họ thích ứng với thân phận mới trong thời gian ngắn nhất mấy vị trưởng lão còn lại của linh không điện đều hết sức lý trí ít nhất dưới tình huống khương vọng tọa chấn thì tất cả đều an phận thủ thường không khiến cho sự cố máu bắn trên điện phát sinh còn về sau lúc hắn đi rồi sẽ thế nào phải xem thủ đoạn của bọn ngụy bá phương và gia cát tuấn về chuyện nội bộ của linh không điện có thay đổi quyền lực thật ra không khiến cho bên ngoài gợn sóng quá nhiều. Người không đắc tội nổi với đấu thị thì càng không dám đắc tội kẻ đuổi đấu thị đi, tuy rằng đây chỉ là một hiểu lầm. Gia hổ dùng tốt là được, cũng không mấy ai đi tìm lão hổ để đòi lời giải thích. Sau khi tọa trấn hai ngày ở Linh Không Điện, Khương Vọng tuyên bố phải bế quan tu hành, sau đó rời đi thành quốc. Thời gian đã tới ngày 23 tháng Chạp năm 1918 đạo lịch. Lúc ấy bọn họ chỉ đợi một ngày ở Chỉ Vân Sơn, nhưng bên ngoài đã qua hơn 10 ngày, lúc rời khỏi Trì Vân Sơn, đúng là ngày 21 tháng Chạp. Xuất phát từ tâm tình nào đó mà chính hắn cũng nói không rõ, lúc Khương Vọng trở về Lăng Tiêu Cát, hắn cố ý ngừng lại một hồi ở dãy núi Kỳ Sương. Hắn chú ý thấy biên quân Trang Quốc đã rút lui, trước đó biên quân hai nước Trang và Ung luôn rằng co ở dãy núi Kỳ Sương, gần như là mặt đối mặt tranh phong đối đầu. Hiện tại chỉ nhìn thấy cờ xí của biên quân Ung Quốc còn đang kiêu căng ngạo mạn phía bắc dãy núi Kỳ Sương. Đây vốn là kết quả có thể dự đoán được, tuy rằng thực lực của trang quốc tăng cao nhưng còn kém với căn cơ của ông quốc khó có thể thật sự tranh chấp nhưng trong lòng khương vọng vẫn có chút không thoải mái trong hai ngày tọa trấn linh không điện ở thành quốc hắn đã biết vì sao mâu thuẫn lần này giữa biên cảnh hai quốc gia trang ung phát sinh thành vực sơn dương của quận thanh hà là thành vực càng gần dãy núi kỳ sương hơn cả thành phong lâm sơn nam thủy bắc là dương xem tên đoán nghĩa thành sơn dương nằm ở phía nam dãy núi kỳ sương mà đối diện dãy núi kỳ sương vị trí tương ứng của phía Ung Quốc chính là huyện Nhạc Sơn của phủ Lĩnh Bắc. Ung Quốc có chế độ huyện phủ, có thể nói như vậy, về cơ bản phủ có thể tương ứng với quận, huyện thì tương ứng với thành. Đương nhiên, cách nói này cũng không hoàn toàn chính xác. Toàn bộ Lĩnh Bắc nha phủ có tất cả 7 huyện, huyện Nhạc Sơn là huyện đầu tiên. Đầu đuôi mọi chuyện nói ra cũng không phức tạp. Thành Sơn Dương có hai huynh đệ họ Dương, săn thú để sinh sống. Bọn họ săn một con bạch ngạch hổ ở dãy núi Kỳ Sương, trong lúc trốn chạy thì con bạch ngạch hổ này rớt vào bẫy dập của thợ săn họ Trương huyện Nhạc Sơn. Lúc huynh đệ Dương Thị kéo lão hổ trở về thì đúng lúc bị Trương thợ săn gặp được. Hai bên vì vấn đề quyền sở hữu của Bạch Ngạch Hổ mà xảy ra tranh chấp, hai huynh đệ đánh Trương thợ săn đến gần chết, nhưng không đợi rời khỏi dãy núi Kỳ Sương thì đã bị thợ săn khác của huyện Nhạc Sơn ngăn cản. Trong lúc tranh đấu, ca ca trong hai huynh đệ bị đánh chết ngay đương trường. Đệ đệ chạy về dưới chân núi, tụ tập một đám thợ săn chung một chấn trở về báo thù. Cứ như vậy, mọi chuyện càng ngày càng lớn làm bùng nổ vụ ẩu đấu tụ tập mấy trăm thợ săn ở dãy núi Kỳ Sương. Cuối cùng trận ẩu đấu này là các thợ săn thành vực Sơn Dương chiếm thượng phong, nhưng lúc này, biên quân Ung Quốc xuất hiện. Thợ săn của thành Sơn Dương bị giết chết 5 người ngay tại chỗ, bắt làm tù binh hơn 200. Thợ săn chạy tứ tán trở về thành khóc lóc kể lể, vì thế biên quân Trang Quốc dốc toàn bộ lực lượng đến. Kết quả can thiệp là phía Ung Quốc phóng thích tù binh, nhưng lại không chịu giao ra hung thủ giết chết thợ săn của thành Sơn Dương. Đổi lại là trước kia, Biên quân Trang Quốc sẽ nhẫn nhịn, nhưng hiện giờ thực lực quốc gia đã tăng trưởng, biên quân Trang Quốc đã không vừa lòng với kết quả này. Bởi vậy biên quân hai nước triển khai cuộc rằng có dài đến 10 ngày, ở dãy núi Kỳ Sương. Thành Quốc cũng không thân thiện gì với cả Trang và Ung, họ đứng tương đối trung lập. Bởi vậy câu chuyện này còn có một phiên bản khác đang truyền bá, đó chính là Trương Thợ săn huyện Nhạc Sơn vì một con bạch ngạch hổ, mà mai phục mấy chục ngày, thật vất vả chờ được nó rơi vào bẫy dập, lại bị huynh đệ Dương Thị Thành Sơn Dương của Trang Quốc nhặt của hồi hắn quá tức giận nên đi cãi lý lại bị đánh đến gần chết thợ săn khác của huyện nhạc sơn nhìn không được nên đứng ra vì hắn bởi vậy gây nên một loạt chuyện kế tiếp tóm lại ông nói ông có lý bà nói bà cũng có lý chuyện tới hiện giờ đã rất khó phán đoán khách quan đúng hay sai mỗi người đều chỉ đứng ở góc độ của mình cuối cùng vẫn phải dựa vào thực lực để nói chuyện hiện giờ biên quân trang quốc lui lại đã chứng minh vấn đề giữa trang quốc và ung quốc còn tồn tại tranh lệch tranh lệch này không phải chỉ một năm hai năm là có thể xóa bỏ Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đã là ngày 23 tháng Chạp, chỉ còn mấy ngày nữa là sắp ăn Tết. Khương Vọng Tính ăn xong chủ tịch lại trở về Tề Quốc, hắn nói chuyện vài lần với Trọng Huyền Thắng ở Thái Hư Huyễn Cảnh, gần đây tu hành rất ra sức, làm ăn cũng gió êm sóng lặng, tình thế của Đức Thịnh Thương hội cũng rất tốt. Gần đây trong thành Lâm Chi có một cửa hàng mới xuất hiện, nó thống hợp rất nhiều tiểu thương hội, tốc độ quật khởi rất nhanh, chủ nhân cũng cực kỳ thần bí. Nghe nói hứa chán cao tranh giành tình cảm với người ta ở quần đảo gần biển kết quả đánh nhau bị thương với đối thủ lý long xuyên vì chống lưng cho bằng hữu mà suốt đêm rời khỏi lâm chi gần nhất cao chết lên đời địa vị gia chủ tương lai đã được xác nhận bởi vì đối thủ cạnh tranh lớn nhất của hắn ta ngu ngốc dám lớn lối trước mặt đả canh nhân hình như yến phủ bị an bài liên hôn đại khái chỉ là một ít việc vặt như vậy tóm lại trọng huyền thắng tỏ vẻ tất cả đều tốt không có vấn đề gì nhưng khương vọng vẫn có thể cảm nhận được nóng vội trong lòng hắn ta khi trọng huyền tuân rời khỏi tắc hạ học cung chính là thời điểm bọn họ chính diện quyết đấu, mà Trọng Huyền thắng không còn lý do gì để trốn tránh. Nỗi lòng chợt tắt, cuối cùng Khương Vọng nhìn thoáng qua dãy núi Kỳ Sương, sau đó muốn quay lại lăng tiêu cát. Đánh không được. Một giọng nói già nua vang lên ở sau lưng. Nghe như chỉ nói chuyện phiếm, lại làm lòng người căng thẳng. Là ai dễ dàng tiếp cận khoảng cách nguy hiểm như thế? Tay Khương Vọng đặt lên chuôi kiếm, không biến sắc mà xoay người lại. Vì thế hắn nhìn thấy một lão giả tóc đen, Người này khoác áo bào trắng trên thân, cao cao gầy gầy. Gương mặt có nét giả nua, nhưng tóc đen như mực. Trước đây Khương Vọng chưa bao giờ gặp giáp mặt, nhưng sớm đã nhớ kỹ khắc sâu. Đỗ Như Hối. Nhìn thấy Khương Vọng xoay người lại, Đỗ Như Hối rất bình tĩnh. Vẫn tiếp tục nói, hai nước trang ung có sâu xa, đồng khí liên chi. Ngẫu nhiên có một ít tiểu cọ sát thôi, đánh không được. Ngươi cảm thấy thế nào? Khương Vọng từng tưởng tượng hình ảnh mình nhìn thấy Đỗ Như Hối vô số lần. Nhưng không có tình huống nào như hiện tại cả, không hề chuẩn bị gì mà gặp phải, gần kề như vậy, đột ngột như vậy. Hắn cố gắng khiến mình càng bình tĩnh, càng rừng rưng, mạnh mẽ chấn áp sóng to gió lớn trong lòng, hỏi ngược lại, lão trượng đang hỏi ta sao? Đỗ như hối cười cười, nụ cười của ông ta thật ấm áp, thân thiết y như trưởng bối trong nhà, trừ ngươi và ta ra thì nơi này còn có người khác sao? Nếu là hỏi ta, ta không biết. Khương vọng lắc đầu, hai nước trăng ung có đánh nhau hay không, ta cũng không quan tâm, so với chuyện đó ta càng quan tâm yêu thú ở dãy núi kỳ sương càng quan tâm khai mạch đan phải không đỗ như hối nhìn hắn ta thấy tu vi của ngươi không tầm thường lại đình trú ở chỗ này thật lâu còn tưởng ngươi rất quan tâm đến mâu thuẫn giữa trang và ung nữa chứ lão trượng nói đùa ta chỉ tùy tiện nhìn thôi đỗ như hối nói chuyện phiếm hai câu đột nhiên nói ngươi đại diện cho ai tới xem kỹ tình thế nơi đây khương vọng bày ra vẻ mặt đau khổ lão trượng ta thật sự không hiểu ngài muốn hỏi cái gì ngài xem ta còn trẻ như vậy, nói là hài tử cũng không quá, có thể đại diện cho ai. Vậy ta đổi câu hỏi. Đỗ như hối không dao động, tiếp tục nhìn chằm chằm vào hắn, tiểu huynh đệ từ đâu tới đây. Khương vọng biết đây là điểm mấu chốt của lần hỏi chuyện này. Đừng nhìn hiện tại lão nhân này ấm áp như thế, ôn hòa như thế, một khi bị ông ta phán định là uy hiếp của trang quốc, thì ra tay tuyệt đối không lưu tình. Lăng tiêu cát. Khương vọng tiếc chữ như vàng. Đứng trước mặt người như đỗ như hối, dưới tình huống không thể không đáp lại thì hắn nên ít nói ít sai. Đỗ như hối hơi ngưỡng đầu một chút, hình như nghĩ tới cái gì. Khương vọng chú ý thấy, đỗ như hối buông bàn tay để ở sau lưng ra. Nhưng nói không chừng hành động này là cố ý để hắn chú ý mà thôi. Chỉ Vân Sơn. Đỗ như hối hỏi. Có lẽ rất nhiều người biết đến chỉ Vân Sơn, nhưng không mấy ai biết trên núi có cái gì. Ở trước mặt tồn tại như đỗ như hối, chắc hẳn liên hệ giữa chỉ Vân Sơn và bí ẩn của lăng tiêu cát, cũng không phải bí mật tâm niệm của khương vọng xoay chuyển nghiêm túc nói thật sự có liên quan đến chuyện này đôi mắt hắn thật trong trẻo ôn hòa lại kiên định thoạt nhìn rất đáng tin tưởng hắn không để lộ ra chút thù hận nào cả hình như thật sự rất xa lạ với đỗ như hối đỗ như hối cười như không cười lại nói tiếp lão phu thật sự rất tò mò nhiều năm như vậy bí mật mà diệp lăng tiêu canh phòng nghiêm ngặt rốt cuộc là cái gì chỉ sợ tại hạ không tiện nói khương vọng khom người hành lễ nói thỉnh ngài thứ lỗi không sao, giữa bí mật là phẩm chất ưu tú. Đỗ Như Hối rất có khí độ, lão phu và Diệp Lăng Tiêu đã nhiều năm không gặp, đúng lúc muốn đi Lăng Tiêu Các một chuyến, không ngại đồng hành chứ? Khương vọng biết, Đỗ Như Hối là muốn xem hắn có thật sự đến từ Lăng Tiêu Các hay không, nói là đồng hành, thật ra là áp giải. Nếu hắn bị chứng minh là không có liên quan đến Lăng Tiêu Các, thì có lẽ núi xanh minh mang phía dưới phải chôn xương trắng ngay lập tức. Trong lòng hắn đã khẩn trương tới cực điểm trên mặt lại bình thản như cũ, lệnh của trưởng giả, không dám từ. Hình như ngươi có chút khẩn trương. Đỗ như hối hỏi. Khương vọng cười khổ một tiếng, ở trước mặt cường giả như ngài, ta rất khó không khẩn trương. Đỗ như hối không tỏ ý kiến, đã lâu chưa đến lăng tiêu cát, thỉnh tiểu huynh đệ dẫn đường đằng trước. Khương vọng thở phào nhẹ nhõm một hơi, xoay người bay nhanh. Ở trước mặt đỗ như hối, hắn tuyệt đối không có cơ hội chạy trốn. Càng không có đường phản kháng hiện tại hắn chỉ may mắn mình không phải tùy tiện nói đại một nơi nào đó ra hắn đến từ lăng tiêu các cũng không tính là nói dối bay từ dãy núi kỳ sương trở về vân quốc dọc đường đi đỗ như hối ngẫu nhiên cũng nói mấy câu nhưng không phải trọng điểm gì giống như một lão nhân bình thường cô độc đang tùy tiện tìm người nói chuyện phiếm mà thôi khương vọng không dám phán đoán càng không dám sơ xuất hắn nắm chắc phương châm tiết chữ như vàng có thể không nói nhiều thì tuyệt đối không nói có thể ậm ở thì ậm ở cho qua cứ gian nan như vậy mà chịu đựng được đến bão tuyết sơn. Thủ đô của Vân Quốc Vân Thành Mỹ lệ tọa lạc ngay trên ngọn núi này. Đại khái là vì có đỗ như hối đi cùng, bọn họ còn chưa tới gần thì đã thấy biển mây cuộn trào, Diệp Lăng tiêu bước trên mây xuống. Ông ta nhìn lướt qua khương vọng, sau đó nhìn về phía đỗ như hối, đường đường là quốc tướng triều đình trang quốc, sao lại rảnh rỗi đến tiểu tông này bái phòng. Đỗ như hối lại cười nói, nghe nói lăng tiêu các chủ đã phá động chân, tiểu lão nhân đặc biệt tới để chúc mừng hai bên đều có biểu hiện rất lễ phép, tầng bốc lẫn nhau. Nếu thật sự đến vì chuyện này, tin tức của ngươi thật sự quá không nhạy đấy. Diệp Lăng Tiêu cười nói, Trang Quốc thế yếu lực nhỏ, tất nhiên không nhanh nhạy bằng đại tông như Lăng Tiêu các rồi. Đỗ như hối liếc nhìn khương vọng một cái, lời nói có chữ ẩn ý, các người biết rõ quốc sự của Trang Quốc ta như lòng bàn tay. Ồ, lời này có nghĩa là sao? Trừ vui mừng thì không còn ý khác. Đỗ như hối tươi cười đầy mặt, môn nhân có thiên phú thật tốt của quý tông đây, cũng được phái ra chú ý quốc sự của trang quốc, thật là khiến tiểu lão nhân cảm thấy vinh hạnh. Diệp Lăng Tiêu liếc nhìn Khương Vọng một cái, đại khái đã hiểu là chuyện gì xảy ra, ông ta cũng hoàn toàn không vạch trần, chỉ nói: "Thế nào, người của Lăng Tiêu các ta không được phép đi ngang qua trang quốc sao?" Tất nhiên không phải. Đỗ Như Hối lắc đầu, có câu nói này của Diệp Lăng Tiêu thì ông ta không cần xem Khương Vọng như tặc nữa, càng không đến mức đắc tội Diệp Lăng Tiêu vì chuyện này ông ta biết tính tình của diệp lăng tiêu trực tiếp lược qua chuyện này chỉ thở dài nhiều năm không gặp trung quy ngươi và ta vẫn trở nên xa lạ diệp lăng tiêu cười lạnh ngoài chuyện vội vàng trừ ma vệ đạo ra ngươi còn không quên dẫn đường cho âu dương liệt tới quấy nhiễu ta phá cảnh đỗ lão chúng ta có thể không xa lạ sao đỗ như hối thở dài nếu lão phu nói mình toàn không biết chuyện này có lẽ ngươi cũng không chịu tin có một số việc không phải có chịu hay không mà là có thể hay không diệp lăng tiêu nhìn ông ta còn nhớ những lời này chứ có vẻ giữa hai đại nhân vật có chuyện xưa, Khương vọng nhắm chặt miệng lại, bình tĩnh đứng nhìn, không nói một lời. Đỗ Như Hối trầm mặc một lát, mặc kệ nói thế nào, ngươi có thể phá được động chân, ta thật sự vui mừng cho ngươi. Nhìn ông ta rõ ràng là Kim Khu Ngọc Tủy, bất phôi chi thân, nhưng dáng vẻ lại khó giấu nét già nua, Diệp Lăng Tiêu thu lại chút khí chất bén nhọn, nói, Trang Quốc làm chỉ hoãn ngươi. Hai người đều mặc đồ trắng, Đỗ Như Hối áo bào trắng, Diệp Lăng Tiêu bạch y, một người khó giấu già nua vẻ mặt mệt mỏi, một người phong thần tuấn lãng, phiêu nhiên xuất trần. Nhưng đỗ như hối lại cười thật thản nhiên, trang tử không phải cá, làm sao biết cá có vui không? Diệp lăng tiêu cong tay bắn ra, không biết từ nơi nào, một con cá đã nhảy lên, bay vút đến trời cao rồi đáp thẳng xuống trước mặt ông ta, vậy cá bị bóc ra, nội tạng biến mất. Ông ta quay đầu nói với Khương Vọng, có thể có chút nhãn lực được không hả? Lúc này Khương Vọng mới thoát ra từ trạng thái xem diễn, ý thức được mình cũng là một thành viên trên sân khấu, hắn thức thời mà bắn ra một ngọn lửa bình thường thận trọng nướng nướng con cá đã được làm sạch sẽ này diệp lăng tiêu lại nhìn về phía đỗ như hối tươi cười chân thành hơn nhiều ta không phải con cá này nhưng ta nghĩ giờ phút này chắc chắn nó không vui vẻ gì ngươi cảm thấy thế nào đối với lời khiêu khích quái ác của diệp lăng tiêu đỗ như hối không hề tức giận chỉ nói ta tự hưởng thụ niềm vui này hai đại nhân vật buông lời sắc bén với nhau trên trời cao khương vọng cũng chen vào không lọt may mà được diệp lăng tiêu hỗ trợ che lấp hắn mới không bị bại lộ càng nhiều cho nên hắn có ý muốn bộc lộ tài năng trước mặt diệp lăng tiêu coi như báo đáp hắn hầu hạ con cá này thật sự dụng tâm không bao lâu sau cá đã nướng khét trên đám mây hết sức im ắng mùi khét phiêu đãng lợn lở giống một con cá bơi qua bơi lại ở chóc mũi mấy vị tu sĩ siêu phàm có vài phần nghịch ngợm có vài phần khiêu khích mặt diệp lăng tiêu không có cảm xúc nếu ngươi có việc thì về trong các trước đi lông mày ông ta giật giật nói bổ sung mang theo cá nướng của ngươi đi luôn đỗ như hối cười ha ha diệp các chủ có thể cá không vui vẻ nhưng ta đoán ngươi cũng không vui được bao nhiêu làm mất mặt chỗ dựa dẫm khương vọng chỉ có thể nắm con cá nướng đen như mực kia ủ rột mà rời đi tất cả mọi chuyện ở vân thành vẫn tiếp diễn như thường hầu hết mọi người không biết có cường giả tới bái phòng thế giới của người tu hành và người thường luôn tách rời khỏi nhau đỗ như hối là quốc tướng trang quốc trăm công ngàn việc diệp lăng tiêu làm lăng tiêu các chủ cũng là chỗ dựa sau lưng toàn bộ vân quốc có một vài câu nói giữa hai người khương vọng không tiện đứng nghe hắn cũng rất thức thời hai cường giả quen biết cũ không nói chuyện quá lâu đại khái sau khi mỗi bên đều có lập trường riêng có lẽ họ đã từng có giao tình nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể phai nhạt khương vọng đợi một lúc trên không vân thành đã thấy được diệp lăng tiêu phiêu nhiên đi đây hắn vội vàng nghênh đón đi nói lời cảm tạ cảm tạ vừa rồi các chủ giúp ta che lấp diệp lăng tiêu không nói gì chỉ lặng lặng nhìn hắn một hồi. Nhìn đến khương vọng có chút thấp thỏm. Đỗ như hối cho rằng ngươi là người mà bản các chủ phái đi trang quốc, tra xét tình huống, cảm thấy lăng tiêu các này có suy nghĩ nhằm vào tình thế của Tây Cảnh. Diệp lăng tiêu khoanh tay mà đứng, ta cho rằng ngươi là một người thông minh. Ông ta đang hỏi vì sao khương vọng không khôn ngoan như thế, dưới tình huống thực lực còn kém xa mà lại đến trang quốc để bại lộ bản thân. Khương vọng không giải thích, chỉ nói, ta rất xin lỗi vì đã tạo thành phiền toái cho lăng tiêu các diệp lăng tiêu xua xua tay ta không cần thiết nói dối lừa ngươi khiến ngươi mang ơn đội nghĩa chuyện này không coi như phiền phức gì đỗ như hối còn không đến mức trêu chọc ta chỉ vì chút việc nhỏ này khương vọng rất muốn nghe mục đích thật sự đỗ như hối tới tìm diệp lăng tiêu nhưng diệp lăng tiêu dừng một chút sau đó chuyển đề tài chỉ là chắc ngươi phải biết có một số việc không thể cứu vãn ông ta hiếm thấy mà châm trước lời nói một chút có một số việc chưa chắc có thể làm được khương vọng nghe hiểu ông ta đang nói cái gì hắn nhẹ nhàng đáp lại, trung quy phải có một lời giải thích. những người khác đều không còn, ta không thể chờ an an đi đòi lấy. nếu hắn lòng đầy căm vẫn cảm xúc kích động, diệp lăng tiêu sẽ cảm thấy dễ giải quyết, nhưng ngặt nổi hắn đáp lại mềm nhẹ như thế, giọng nói bình tĩnh như thế, diệp lăng tiêu biết quyết ý kia không thể đổi thay. nhìn xuống vân thành bao la hùng vĩ, ngọn núi cao lớn dưới chân, diệp lăng tiêu nói, khi tổ sư sáng lập phái của ta du ngoạn trên ngọn núi này, đã cảm thán rằng túng ôm mây bay, như ôm sương tuyết cho nên lấy tên là Bão Tuyết Sơn. Khương vọng không biết vì sao ông ta đột nhiên nói đến chuyện này, chỉ có thể phụ họa mà khen, vừa có tiên khí, lại có đại khí. Vân Quốc thành lập không phải ý của Lăng Tiêu Các ta. Một đám người thường không còn đường để đi, phụ thuộc vào Lăng Tiêu Các để sinh hoạt, họ tụ tập ở bên nhau, dần dần hình thành quy mô. Người lại dần đông, yêu cầu tổ chức, vì thế hình thành thể chế. Diệp Lăng Tiêu chậm rãi nói, nhưng mà Lăng Tiêu Các ta cũng không có lòng tranh bá, cái ta cầu cũng chỉ là lên cao nhìn xa ôm ấp sương tuyết, chỉ có tu hành mà thôi. Tuy rằng không sợ phiền phức, nhưng cũng không muốn trêu chọc phiền phức. Trung quy thì đạo đồ dài lâu, những gút mắt nhân quả đó ảnh hưởng đến chuyện thăng tiến. Trầm mặc một lát, Khương Vọng gật đầu một cái, ta hoàn toàn có thể lý giải khổ tâm và lo lắng của các chủ đại nhân. Quấy dày lâu như vậy cũng không nên, ta sẽ không trêu chọc phiền toái cho lăng tiêu các. Ta sẽ đón An An đi, mang đến Tây Quốc sắp xếp. Cũng không cần như thế, diệp lăng tiêu lắc đầu khương an an là đệ tử thân truyền của lăng tiêu cát ta cũng rất thích con bé không có lý nào đuổi nó đi cả chỉ là hôm nay thấy đỗ như hối tới cửa ta thân là chủ nhân của lăng tiêu cát không thể không nhắc nhở ngươi một câu nếu ngươi không bỏ súng được thù hận nếu sau này gặp chuyện gì lăng tiêu cát sẽ không đứng ra vì ngươi câu này là trực tiếp nói cho khương vọng biết đừng cậy vào quan hệ với khương an an và diệp thanh vũ lăng tiêu cát cũng không phải thế lực để khương vọng dựa vào khương vọng nhìn vào đôi mắt ông ta nghiêm túc nói, "Diệp các chủ, thỉnh ngài yên tâm, ta chưa bao giờ nghĩ tới chuyện, nhờ lăng tiêu các đứng ra vì mình. Con đường phía trước là núi cao vạn trượng cũng được, là vực sâu không đáy cũng thế. Con đường của ta, ta sẽ tự mình đi. Quyết định ta đưa ra, ta sẽ tự gánh vác. Lần này gặp phải đỗ như hối, thật sự là ngoài ý muốn. Ông ta hỏi ta tới từ đâu, ta không thể nói dối trước mặt ông ta, về vấn đề có thể chứng thực ngay lập tức này, ta bảo đảm với ngài." Vẻ mặt Khương vọng thật nghiêm túc sẽ không có lần sau nữa về sau cho dù gặp phải nguy hiểm gì cho dù ta chết trận đương trường cũng sẽ không quay mặt về hướng lăng tiêu cát ta nói lời này không phải lời xúc động phẫn nộ không phải câu oán hận trách móc mà là thông cảm khổ tâm của ngài làm chủ nhân một cát cảm tạ ngài chiếu cố an an trịnh trọng đưa ra hứa hẹn với ngài diệp lăng tiêu nhìn chăm chú vào hắn thật sự không nhìn thấy một chút oán khí nào trong đôi mắt thiếu niên này ngay cả bất mãn cũng không có thiếu niên này thật sự rất tỉnh táo biết thế gian này vốn không có sự ủng hộ đương nhiên phải vậy. Cũng thật sự rất kiêu ngạo. Rất tốt, nam nhi tuy thiếu, chí lớn đủ ngạo. Diệp lăng tiêu nhẹ nhàng gật đầu, ta suy xét vì lăng tiêu cát, cũng không cần ngươi lý giải. Nhưng nghĩ đến ngươi là ca ca của An An, là bằng hữu của Thanh Vũ, cho nên vẫn là giải thích một phen với ngươi. Khương Vọng trả lời, ta hoàn toàn lý giải được dụng tâm lương khổ của các chủ. Có thể lý giải là tốt, không thể lý giải cũng không sao diệp lăng tiêu hơi mỉm cười đi thôi trở về trong các với an an đi có vẻ khương an an không quá cần hắn làm bạn lúc khương vọng tìm được khương an an cô bé đang cưỡi trên lưng một con tuyết hạc quơ chân múa tay tuyết hạc quay cuồng lên xuống cô bé vui sướng vô cùng đại tiểu vương sư tỷ đang ngồi bên cạnh che chở sợ khương an an ngã xuống mạc lương và vị phương sư huynh mặt thật vuông kia thì quay lưng đi trốn trong một góc bận rộn làm gì đó khương vọng đi qua thì nhìn thấy hai người bọn họ đang tay chân lanh lẹ mà mổ bụng một con hạc béo, miệng còn thỉnh thoảng tham thảo. An An cưỡi làm lạc mất tuyết hạc, có phải chúng ta đã từng dùng lý do này một lần hay không? Hình như không có. Không phải chúng ta nói con tuyết hạc lần trước kia là An An, dùng pháo đốt làm sợ quá bay mất sao? Vậy á, hắc hắc. An An có công lớn với tông ta, lần này vẫn chia cái hạc chân cho con bé. Khương vọng, khụ. Mạc Lương và Phương Sư Huynh cuống quýt quay đầu lại. Trước khi quay đầu, Mạc Lương còn ấn ra đạo quyết, bày ra tư thế chiến đấu, trông cực kỳ có tật giật mình. Ca! Vẻ mặt kinh sợ của Mạc Lương lập tức đổi thành mừng rỡ, một tiếng ca này kêu lên hết sức thân thiết thân quen, ngài đã về rồi. Đang muốn đi tìm ngài, có một con tuyết hạc tự nhiên lại ngã chết, chúng ta đang xử lý nó đây, mùi vị cực ngon. Ngài nhất định phải nếm thử. Phản ứng của sư huynh mặt vuông thì tương đối chậm, chỉ cứng đờ mà nhách khoái miệng lên, gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Vậy ta cảm ơn ngươi trước, Khương Vọng thuận tay đưa cá nướng qua, trên đường ta trở về, đúng lúc gặp được một con cá tự nhiên chết đuối, đã nướng xong rồi, cũng mời ngươi nếm thử xem sao. Mạc Lương nhìn con cá nướng đen như mực kia, khóe mắt giật giật, nhưng vẫn cười sán lạn mà lấy qua, cảm ơn ca. Sư đệ tạ Thụy Hiên của chúng ta thích ăn cá nhất. Hắn ta vừa cười vừa nhét con cá nướng vào tay sư huynh mặt vuông. Đứng trước mặt Khương Vọng, sư huynh mặt vuông tên thật là tạ Thụy Hiên chỉ có thể nhận lấy con cá nướng, tiếp tục cười gượng mà gật đầu, đúng, đúng. Ai ra? Bên kia Khương An An nghe thấy động tĩnh, lập tức lộn nhào xuống lưng tuyết hạc. Cô bé dùng đôi chân ngắn nhỏ chạy về hướng bên này, ca, ca đã về rồi. Khương vọng tươi cười thân thiết, ôn nhu mà nhìn cô bé, hôm nay luyện chữ chưa? Muội đang chuẩn bị luyện. Khương An An nhẹ nhàng nhảy đến trước mặt, ôm chặt tay Khương vọng, đáng thương vô cùng mà nhìn hắn, ca, muội đang chuẩn bị luyện đấy. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé lăng tiêu các trụ ở một mình trong một tiểu lâu diệp lăng tiêu tiêu sái xuất trần đang cầm một cây bút cẩn thận mà phát họa diệp thanh vũ thì không chút để ý mà lật một quyển sách cổ trước kệ cha nàng như lơ đãng hỏi ngày đó đỗ như hối đến đây đã nói cái gì với người diệp lăng tiêu ngừng bút quay đầu cười như không cười mà nhìn nữ nhi là con muốn biết hay là tiểu tử kia muốn biết diệp thanh vũ nhăn cái mũi xinh đẹp lại cái gì mà tiểu tử này tiểu tử kia hắn có tên đúng rồi họ khương tên là ca của an an diệp lăng tiêu trợn trắng mắt hắn chỉ có địa vị như vậy trong lòng ta thôi hắn không có tìm con là con tò mò thôi diệp thanh vũ nhét quyển sách ngược về chỗ cũ rồi tiện tay lại rút ra một quyển khác giọng điệu mang theo ý bất mãn các chủ đại nhân của con khương đạo hữu đắc tội người cái gì sao diệp lăng tiêu trừng mắt một cái thế nào vân đỉnh tiên cung mà ta chuẩn bị cho con bị hắn lấy đi ta không gây sự với hắn đã là không tồi còn phải chiều lòng hắn hay sao được rồi được rồi diệp thanh vũ không chút để ý mà lật vài tờ ghét bỏ nói người cũng không để ý nhiều như vậy đừng nghĩ là con không biết đó chính là vân đỉnh tiên cung một trong cửu đại tiên cung thời đại cận cổ sao ta có thể không thèm để ý hả ta phí bao nhiêu tâm tư vì con con có biết không hả nha đầu ngốc này thật là diệp lăng tiêu sốt ruột dậm chân hoàn toàn không còn phong độ của chân nhân sửu thúc đều nói cho con hết rồi diệp thanh vũ chừng ông ta một cái thần thông quả 33 năm mới có một quả, vân triện phải được thiên thời địa lợi nhân hòa. Người coi trọng nhất chính là vân triện, thứ như vân đỉnh tiên cung, phúc duyên mỏng, nhân quả nặng. Diệp lăng tiêu có chút ngứa răng, cái tên xấu xí đó, giấu không được chút chuyện gì hết. Hơn nữa, Diệp thanh vũ nở nụ cười, nụ cười của nàng thừa kế từ Diệp lăng tiêu, đều cực kỳ xinh đẹp, cha của con là nhân vật nào. Sớm đã đi ra con đường của mình, sao lại để ý đến truyền thừa quá hạn kia đừng nói hiện giờ vân đỉnh tiên cung chỉ là một mảnh phế tích cho dù là thời kỳ đỉnh cao người cũng khinh thường ngó tới diệp lăng tiêu lập tức mặt mày hớn hở đừng nói như vậy vẫn sẽ nhìn một hai lần chứ khụ đương nhiên ta muốn lên được cửu tiêu tất nhiên là khinh thường đi tiếp con đường của tiền nhân lão tiểu hài này cũng quá dễ dỗ dành diệp thanh vũ buồn cười nhìn ông ta cho nên á cha đỗi như hối lén lút nói cái gì với người vậy diệp lăng tiêu lập tức ẩn nụ cười đi không thể trả lời Diệp Thanh Vũ cũng lập tức không cười, bực bội đến liên tục lật trang giấy, không nói thì thôi. Ai ra, con nhẹ một chút. Diệp Lăng Tiêu chịu không nổi trước, trong tay con là bản lẻ, rất khó tìm đó. Ao ao rào rào. Diệp Thanh Vũ không nói một lời, chỉ hung hăng lật sách. Diệp Lăng Tiêu thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, thật ra cũng không nói cái gì. Trước đó Trang Quốc thắng được trong cuộc chiến với Mạch Quốc, lại tỏa sáng rực rỡ trong hội đàm tứ phương cử hành ở thành bất thục. Vốn Dĩ quốc thế đang ở ban trưa, rất có uy danh. Nhưng trong trận rằng co với ung quốc mấy ngày trước lại yếu thế hơn, Đỗ Như Hối ngồi không yên, tới thử phản ứng của thế lực chung quanh một chút mà thôi. Chỉ có vậy. Diệp Thanh Vũ có chút nghi ngờ, dù sao hắn biểu đạt ý như vậy với ta thôi. Diệp Lăng Tiêu có chút không hài lòng, cha con sẽ lừa con hay sao? Diệp Thanh Vũ hì hì cười, đương nhiên sẽ không rồi. Nàng thả quyển sách cổ chân quý trong tay lại vào kệ sách, người cứ chậm rãi họa, con đi đây từ từ diệp lăng tiêu quát lớn con coi chỗ của bản các chủ là nơi nào nói đến là đến nói đi thì đi à diệp thanh vũ rất bất đắc dĩ nhưng vẫn phối hợp mà vào diễn lập tức bày ra tư thế hừ hôm nay bổn nữ hiệp nhất định phải đi xem ai ngăn được đây là kịch bản hàng ngày của hai cha con bọn họ diệp lăng tiêu giơ tay nhớ mày nói ta khuyên con giữ khoảng cách với người nọ hắn có tướng chết yểu đây là mượn diễn để ám chỉ Diệp Thanh Vũ thu tư thế, nghiêng đầu nói, con cũng từng học chút tướng thuật, sao lại không nhìn ra? Diệp Lăng Tiêu đột nhiên cảm thấy không thú vị, xoay đầu đi, đạo hạnh của con quá yếu kém. Được rồi. Diệp Thanh Vũ chỉ cảm thấy lão cha nhà mình lại bắt đầu nói bậy nói bạ, không để bụng mà chớp chớp mắt, sau đó bước ra khỏi lâu, trở tay đóng cánh cửa lại, vậy để tiểu nữ tử lui xuống đi tu hành cho giỏi, đạo hạnh sâu lại đến giao lưu với người. Nữ nhi rời đi, tiểu lâu lại khôi phục an tĩnh, lúc nàng còn nhỏ nơi này thường rất náo nhiệt nhưng nữ nhi dần dần lớn lên trổ mã càng ngày càng mỹ lệ nhưng cũng càng ngày càng không nói nhiều với phụ thân nữa nơi này bỗng trở nên an tĩnh diệp lăng tiêu đứng một mình hồi lâu nhìn bức tranh mình chỉ mới phát họa được vài nét ít ỏi suy nghĩ xuất thần qua hồi lâu trung quy ông ta vẫn buông cây bút trong tay xuống không tiếp tục vẽ nữa chỉ có một tiếng thở dài thế gian vô hạn đan thanh thủ nhất phiến thương tâm họa bất thành có người vui mừng có người âu sầu. Khương Vọng lui về từ luận kiếm đài, dưới tình huống không dùng đến thần thông, hắn lại thắng được cuộc chiến. Tuy rằng vẫn chưa chen vào được 100 vị trí nội phủ cảnh, đầu tiên của Thái Hư huyễn cảnh, nhưng đã tích lũy không ít điểm công thắng được, có thể thôi diễn ra một chút đạo pháp. Ba tầng diễn đạo đài mới ra lò đang chờ hắn khai trương. Bên trong phúc địa vẫn là dáng vẻ lúc ban đầu, chưa vì xếp hạng không ngừng giảm xuống mà có bất cứ thay đổi gì. Ngày hắn ở Chỉ Vân Sơn đã bỏ lỡ khiêu chiến phúc địa, Hiện giờ Phúc Địa đã rớt đến xếp hạng Đông Bạch Nguyên thứ 39, mỗi tháng chỉ có vỏn vẹn 430 điểm công. Từ thứ hạng Phúc Địa 36 trở xuống thì mỗi lần sụt xuống một vị trí, mỗi tháng sẽ giảm xuống 10 điểm công, có thể nói con số này cực kỳ bé nhỏ. Khương Vọng càng ngày càng cảm thấy, công mà mỗi tháng Phúc Địa kiếm được chỉ là chuyện nhỏ, hiện tại hắn còn chưa nhìn thấy được chỗ tốt to lớn thật. Sự, hiện tại tu vi của hắn là nội phủ cảnh, chỉ khởi động luận kiếm đài ngũ phẩm mà tinh hà luận kiếm, Sử dụng thôi mà đã cần đến 120 điểm công, thắng bại một trận chiến đã có 240 điểm công. Điểm công mỗi tháng của Phúc Địa đủ làm gì? Căn bản không đáng để những cường giả đó tranh đấu. Đương nhiên, Tiền Đề biết được chân tướng chỉ có thể là thắng lợi. Đến nay hắn còn chưa thắng được bất cứ một trận khiêu chiến Phúc Địa nào, đành phải để lại nghi vấn trong lòng. Hắn đặt hủ mộc quyết hiển hiện lên diễn đạo đài, có vinh danh thái hư đệ nhất đằng long thêm vào, hiệu quả hiện tại của diễn đạo đài cao lên 4 tầng tất nhiên công pháp thôi diễn ra cũng càng hoàn mỹ hơn trước dùng hết tất cả điểm công lần này rốt cuộc thôi diễn hủ mộc quyết từ bậc giáp hạ phẩm tới bậc giáp trung phẩm đã tiến vào ngạch cửa để tu sĩ nội phủ tu hành đã cùng một cấp bậc với bát âm diễm tước và diễm tước hàm hoa càng nghiên cứu đạo thuật này thì càng có thể nhận thấy tiềm lực của nó là linh quang hết sức hiếm thấy chỉ vì giới hạn trong thiên tư của viện trưởng đạo quán vọng giang thành nên không thể đẩy nó lên cảnh giới càng cao dựa vào bản thân khương vọng cũng không được bởi vì hắn không có linh cảm dựng dục hủ mộc quyết, cũng khuyết thiếu tầm mắt đứng ở chỗ càng cao. Lúc này diễn đạo đài đã thể hiện ra tính ưu việt của nó. Có lẽ phải đợi lúc thái hư huyễn cảnh thật sự phổ cập mở rộng, thì mọi người mới có thể coi trọng điểm vĩ đại của nó. Khương vọng không suy tính nhiều, sau khi hoàn toàn quen thuộc với hủ mộc quyết bậc giáp trung phẩm, hắn khắc ấn nó vào nội phủ đầu tiên. Đây là đạo thuật thuấn phát đệ nhất môn trong cấp bậc nội phủ, rất có ý nghĩa đối với hắn. Ung quốc là cường quốc uy tín lâu năm, mấy trăm năm trước kia là cường thế nhất, có một lần kéo lên bắc tranh hùng với kinh quốc, đáng tiếc cuối cùng thất bại, không thể không co đầu rút cổ trở về. Nhất đại hùng chủ dẫn dắt Ung quốc, đi lên đỉnh cao còn bất hạnh chết trận ở kinh địa, điều này trực tiếp khiến cho Ung quốc suy sụp. Khi vị hùng chủ Ung quốc kia thân trinh cũng đang trong độ tuổi trẻ trung khỏe mạnh, tuy rằng đã lập thái tử trước, nhưng vẫn chưa nhượng lại quá nhiều quyền lực. Cho nên chuyện càng tồi tệ đã xảy ra. Bên kia ông ta vừa chết trên chiến trường, bên này thái tử đã trực tiếp mất mạng trong chốn đông cung ngay sau đó đã xảy ra tam vương đoạt vị toàn bộ quốc gia rơi vào một đợt chia cắt ba vị hoàng tử mỗi người ở một nơi công phạt lẫn nhau ngay lúc đó đại tướng trang thừa càn đang mở rộng biên giới ở phương nam còn mượn cơ hội này để chia cắt lãnh thổ trực tiếp thành lập trang quốc ở dãy núi kỳ sương ung quốc vốn một con quái vật khổng lồ bao gồm cả dãy núi kỳ sương và ba dặm thổ địa trang quốc nếu có đủ thời gian thống nhất toàn bộ tây cảnh tây bắc bộ chưa chắc không thể tiếp tục tranh phong với cường quốc thiên hạ lần nữa đáng tiếc bởi vì chiến loạn tam vương đoạt vị và sự phản bội của trang thừa càn nên kế hoạch bá nghiệp vĩ đại hủy trong một sớm như vậy sau đó loạn lạc tam vương được bình ổn ung quốc lại thống nhất lần nữa nhưng bởi vì tình thế quốc tế không xong nên vẫn luôn không thể thu hồi lãnh thổ trang quốc biển đổi sao rời ung quốc hiện giờ sớm không còn như năm đó nhưng trung quy lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa ung quốc vẫn còn lưu giữ hy vọng nhất định ở tây bắc bộ tây cảnh Hiện tại Trang Quốc lập quốc hơn 300 năm, xã tắc sớm đã củng cố, núi sông khó sửa. Phía ông quốc trừ ngẫu nhiên khiêu khích ở biên sự một vài lần ra thì đa số thời điểm, cũng chỉ có thể đứng nhìn. Rốt cuộc bất kể là cái đùi cảnh quốc ở xa xa mà Trang Quốc đã ôm được, hay là kinh quốc làm gián đoạn bá nghiệp của ông quốc, đều không hy vọng nhìn thấy một Ung quốc cấp bá chủ xuất hiện. Phủ lĩnh Bắc, huyện Thương Lâm, một ngọn núi nhỏ phong cảnh tuyệt đẹp. Một nhóm cao đồ của kiếm phái thanh diễm tạm nghỉ ở nơi đây. Đại sư huynh Tư Đồ Kiếm đang giảng thuật bí văn trong giang hồ, tài ăn nói của hắn rất cao, kể chuyện rất khúc chiết xuất sắc. Các ngươi có biết cái gì là nhân ma? Các sư đệ sư muội đều tập trung tinh thần lắng nghe. Khóe mắt Tư Đồ Kiếm đảo qua tiểu sư muội xinh đẹp nhất, thấy sắc mặt nàng trắng bệch, có chút sợ hãi lại có chút chờ mong, hắn không khỏi càng hăng hái. Các ngươi nhìn chữ ma này đi. Tư Đồ Kiếm rút thanh kiếm ra viết một chữ trên đất, động tác tiêu sái lưu sướng, giọng nói trầm thấp: chính là quỷ mà không phải ma, là quỷ muốn mạng người. Mà ma trong đám người, càng cực ác tàn bạo, quỷ trong loài quỷ. Lại nói đến chính đại nhân ma. Tư đồ kiếm giảng một hồi thì chợt hỏi, các người biết nhân ma thứ chính là ai không? Ta biết. Tiểu sư muội nhút nhát sợ sệt mà nói, thôn tâm nhân ma hùng vấn, đã bị Trúc Duy ngã giết chết. Tư đồ kiếm nhíu nhíu mày. Đối với dạng thiên kiêu của Trang Quốc có thanh danh lan truyền đến Ung Quốc, như Trúc Duy Ngã, hắn thân là tu sĩ Ung Quốc nên đương nhiên sẽ không có thiện cảm, nhưng cũng chưa nói là không phục, cũng không tới phiên hắn không phục. Hùng vấn là thứ gì? Từ đổ kiếm khịch mũi coi thường, hắn căn bản hữu danh vô thực. Tiểu sư muội xoắn góc áo của mình, nhưng ta nghe nói, hắn ăn tim của người ta đó. Mấy chữ ăn tim người này vừa xuất hiện, thì đám sư đệ sư muội chưa từng nhìn thấy máu ở đây, đều có chút khẩn trương. Hắn không đủ ác, cũng không đủ mạnh, chết dưới thương của Trúc Duy Ngã cũng không có gì để nói từ đồ kiếm tùy tiện có lệ một câu, sau đó nói vòng lại, nhân ma thứ 9 ta muốn nói đến không phải hắn, mà là hận tâm nhân ma. Hận tâm nhân ma. Một sư đệ nhịn không được lên tiếng hỏi, hắn cũng ăn tim người ta sao? Từ đổ kiếm bất mãn mà trừng mắt nhìn gã một cái, thật là không hiểu chuyện gì cả, ta đường đường là đại sư huynh kiếm phái thanh diễm, nào có công phu trả lời câu hỏi của ngươi nam nhân thúi nhà ngươi. Ngươi chờ các sư muội hỏi đi. Nhưng vấn đề đã hỏi ra miệng, ánh mắt dò hỏi của các sư muội cũng bắn lại đây. Nặng bên này nhẹ bên kia tuy là điều đương nhiên, lại không thể làm quá lộ liễu. Tư đồ kiếm vẫn miễn cưỡng trả lời, hắn không ăn tim người. Nhưng mà... Tư đồ kiếm lại xoay chuyển câu chuyện, hắn sẽ bảo ngươi trả lời một câu hỏi trước, sau đó lại đào tim người ta ra, phán đoán độ thật giả của câu trả lời. Nói từ ý nghĩa nào đó, hắn còn hung ác hơn hùng vấn nhiều. Bởi vì hùng vấn thích ăn tim người, giết người moi tim còn xem như có lý do. Hận tâm nhân ma thì chỉ đơn thuần muốn tra tấn người ta thôi. Các sư đệ sư muội đồng thời hít hà một hơi, run rẩy vì loại người đáng sợ này. Tư Đồ Kiếm im hơi lặng tiếng mà xê dịch về hướng tiểu sư muội bên cạnh, thực vừa lòng vì các sư đệ sư muội chưa hiểu việc đời nơm nớp lo sợ, đây là hiệu quả hắn muốn. Nhưng khóe mắt hắn bỗng quét đến, có một người động cũng chưa động một cái. Ai to gan như vậy chứ? Tư Đồ Kiếm không chút để ý mà nhìn qua, lại sợ hãi cả kinh, bởi vì hắn căn bản không quen biết người này giữa đám sư đệ sư muội ngồi dưới đất nghe chuyện xưa, không biết khi nào đã có thêm một người, hắn lại ngây ngô không phát giác. Hơn nữa, trước khi hắn nhìn thấy người nọ, những sư đệ sư muội run run rẩy rẩy đó cũng không ai phát hiện. Ngươi là ai? Tư Đồ Kiếm đột nhiên nắm chặt trường kiếm, lạnh giọng đặt câu hỏi. Đừng khẩn trương, tiếp tục kể đi. Người nọ nói. Ta hỏi ngươi là ai? Tư Đồ Kiếm hô lên. Sao hắn có thể không khẩn trương? Kiếm khí trên trường kiếm bừng bừng phấn chấn kiếm quyết mà sư môn truyền dạy bắt đầu khởi động từ trong ra ngoài, nhưng lại không mang cho hắn chút tự tin nào cả. Các sư đệ sư muội sôi nổi đứng ở phía sau hắn, tuy rằng khẩn trương, tuy rằng ngây thơ, nhưng tinh thần phấn chấn ngang nhiên, rút kiếm đứng bên cạnh hắn. Nhưng như vậy vẫn không thể làm hắn sinh ra dũng khí. Hắn nỗ lực quan sát gương mặt người nọ, trên mặt người đó rõ ràng không có che không có chắn, nhưng hắn lại luôn xem nhẹ tất cả chi tiết khác, chỉ nhìn thấy cặp mắt huyết sắc kia. Ta là ai? người có đôi mắt huyết sắc như đang hỏi chính mình nhưng hắn nhanh chóng tìm được đáp án lộ ra tám cái răng chỉnh chỉnh tề tề cười nói không phải vừa rồi các ngươi đang nói về ta hay sao đang lang nụ cười này có một cảm giác huyết tinh dữ tợn phía sau có người sợ tới mức trực tiếp trường kiếm rời tay ngã xuống mặt đất đừng khẩn trương đừng khẩn trương không có chuyện lớn gì đâu hận tâm nhân ma như đang an ủi nhưng sau đó gã chậm rãi đứng lên lại làm sự sợ hãi của mọi người đạt tới cực hạn nhân ma đi chết đi. Một sư đệ cầm kiếm đâm về phía trước, trường kiếm đưa thẳng đến, như một ngọn lửa xanh đang bốc cháy, mũi kiếm là lưỡi lửa. Cũng không biết vì cái gì, lúc này tâm của tư đồ kiếm như trống rỗng, hắn thoát ly những sợ hãi và khẩn trương đó. Hắn còn rảnh rỗi phán đoán kiếm thức của sư đệ. Kiếm này tên là thập lý tương tống. Sư phụ nói luyện đến cao thâm thì ngọn lửa xanh sẽ thiêu đốt đến 10 dặm. Tư thế tung ra kiếm này của sư đệ thật tốc, chỉ là góc độ không đủ lão luyện. Nếu là hắn, suy nghĩ của tư đồ kiếm không tự chủ được mà phát tán hắn bỗng nhìn thấy một bàn tay đột ngột xuất hiện trong tầm nhìn trực tiếp bóp nát đầu của sư đệ trắng đỏ văng tung tóe có một ít còn bắn lên mặt hắn là nóng kế tiếp hắn như nghe thấy tiếng thét chói tai nhưng cũng không phải quá rõ ràng hắn không xác định những sư muội đáng yêu đó có thét lên hay không không xác định những sư đệ dũng cảm đó có thoá mạ hay không chỉ có một câu có lẽ hắn vĩnh viễn cũng không quên ta muốn hỏi các ngươi một câu hình như người có đôi mắt huyết sắc hỏi như vậy, ta là phế vật sao? Tư đồ kiếm rất mơ hồ. Đây hẳn là câu hỏi của hận tâm nhân ma, chỉ là... Đang hỏi ai kia chứ? Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 3918 đạo lịch, cũng tức là ngày 30 Tết. Năm cũ đến đây là kết thúc, đổi sang năm mới. Vẫn còn sáng sớm, toàn bộ Vân Thành đều đã răng đèn kết hoa, vui mừng hớn hở. Mặc dù lăng tiêu các là tông môn siêu phàm nhưng cũng không thể không ăn mừng lăng tiêu bí địa được trang trí đỏ bừng rực rỡ thiếu đi một chút tiên khí lại nhiều hơn một chút nhân khí ca ca đang suy nghĩ gì vậy bàn tay nhỏ bé của khương an an vòng qua côi trước mặt hắn đến lượt ca rồi mấy ngày nay khương vọng cũng không có đi đâu ngoài thời gian tu hành ra thì toàn bộ thời gian rảnh khác đều dùng để chơi đùa cùng tiểu an an giờ phút này ở trước mặt bọn họ đang bày ra một cái bàn cờ hai quân trắng đen phân biệt rõ ràng huynh muội hai người ngồi đối diện nhau, dáng vẻ thật sự là giống y như khuôn đúc. Nhưng mà, Khương Vọng suy nghĩ, cuối cùng quyết định hạ xuống một đốm đen, phẩy xuống tiếp một nét cuối cùng của chữ Khương kia. "Ca?" Khương An An vừa dùng cờ trắng bày ra một chữ An của mình vừa quan tâm hỏi, "Ca suy nghĩ lâu như vậy, có phải chưa quen thuộc với chữ này hay không?" Khương Vọng đang có chút tâm sự không thích hợp tán gẫu với tiểu An An, cho nên mới qua loa nói, "Có đôi khi khó trách khỏi cầm bút quên chữ." Khương An An lấy từ trong hộp con sóc ra một sấp bảng chữ mẫu, vui vẻ ra mặt, như vậy là vẫn chưa quen, ở chỗ này của muội có bảng chữ mẫu, ca cầm đi luyện đi. Đừng khách sáo. Ha ha. Khương Vọng mỉm cười xoa xoa cái đầu nhỏ của cô bé, không cần đâu, ca ca mua rất nhiều, đã đủ để luyện chữ rồi, trở về sẽ chia lại một ít cho muội. Hai huynh muội hòa thuận vui vẻ, người nhường ta nhượng, rất là hòa thuận. Lúc này Diệp Thanh Vũ từ đằng sau đi tới, lại chơi cờ à? Khói mắt nàng hàm chứa ý cười, liếc nhìn sơ qua thế cục, hai người thật đúng là kỳ phùng địch thủ. Khương An An nhân cơ hội nhìn lướt qua chủ đề của bảng chữ mẫu, đứng dậy ôm lấy Diệp Thanh Vũ, "Thanh Vũ tỷ tỷ, tỷ tới tìm chúng ta chơi đúng không?" "Đúng vậy." Diệp Thanh Vũ dịu dàng đáp, "Bây giờ không phải là giao thừa sao? Tiểu Vương sư tỷ của muội còn chuẩn bị thêm lồng đèn phượng hoàng vào buổi tối nữa đấy. Muội có muốn đi qua đó nhìn xem trước một chút hay không?" "Được đó." Khương An An đồng ý rất quyết đoán, rất có khí chất mạnh mẽ vang dội buông diệp thanh vũ ra che đầu lập tức xông ra bên ngoài đứng lại khương vọng vội vã la lên khương an an không tình nguyện dừng bước quay đầu lại sao vậy khương vọng cầm một chồng bảng chữ mẫu mà tiểu an an tiện tay nhét ở dưới bàn cờ lên duỗi tay về phía trước trên mặt nở nụ cười thân thiết sao muội lại sơ ý như thế chứ ngay cả bảng chữ mẫu mà cũng quên cầm theo ôi khương an an chậm chạp lề mề đi tới thu hồi bảng chữ mẫu để lại vào hộp con sóc bĩu môi chạy đi Diệp Thanh Vũ nhìn một màn này cảm thấy buồn cười, chỉ cảm thấy cả hai huynh muội đều rất thú vị. Khương Vọng tiện tay rót một chung trà, làm một cái động tác tay mời dùng, hỏi thẳng, Diệp Đạo Hữu có chuyện gì muốn nói với ta sao? Sau khi hai người trở về từ Trì Vân Sơn, quan hệ đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều, lúc nói chuyện cũng không quá mức cố kỵ. Nàng cố ý đẩy Tiểu An An đi đương nhiên là có nguyên nhân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vẻ mặt của Diệp Thanh Vũ trở nên hơi nghiêm túc, vừa mới nhận được tin tức, mâu thuẫn giữa hai nước trang và ung đột nhiên trở nên gay gắt đồng thời vào dạng sáng ngày hôm nay đã nổ ra đại chiến bây giờ đại quân của trang quốc đã vượt qua dãy núi kỳ sương vừa mới đánh tan quân đội biên phòng đóng ở phía bắc dãy núi kỳ sương đánh vào địa phận ung quốc tiến quân vào phủ lĩnh bắc trên mặt khương vọng không hề có cảm xúc gì nhưng bên trong trung trà đột nhiên dấy lên những gợn sóng nước cho thấy trong lòng của hắn chắc chắn không hề bình tĩnh chuyện này quá đột ngột hắn cầm trung trà nói thời gian rất đột ngột Tối nay chính là giao thừa, tất cả mọi người đều đang chuẩn bị nghênh đón năm mới, bầu không khí khắp nơi đều là vui mừng. Trang Quốc lại vào ngày này mà phát động chiến tranh. Mục tiêu rất đột ngột, Trang yếu ung mạnh, đây là sự thật mà người sáng suốt nào cũng có thể nhìn ra được. Ung Quốc suy yếu ra sao, đó chính là con rết trăm chân, chết mà không ngã. Mặc dù Trang Quốc liên tục thay đổi qua từng ngày, nhưng dù sao nội tình vẫn không đủ như cũ. Hơn nữa trước đây ở trong thành bất thục, ba nước Trang, Lạc, Ung cũng đã định ra giao ước không xuất trinh vào lúc này lại bị một bên tương đối yếu thế là Trang Quốc bất ngờ hủy bỏ. Ngay cả Diệp Thanh Vũ cũng đọc được tin tức. Toàn bộ ngọn nguồn câu chuyện đều là do tranh chấp giữa thợ săn của hai nước, ở dãy núi Kỳ Sương. Thợ săn sử dụng binh khí đánh nhau, dẫn tới rằng co của quân đội biên phòng giữa hai nước hơn 10 ngày. Quân đội biên phòng của ông quốc chống đối không giao ra tên hung thủ sát hại thợ săn trong lãnh thổ thành Sơn Dương. Quân đội biên phòng của Trang Quốc lòng đầy căm phẫn, đã vài lần suýt chút nữa xảy ra xung đột lớn quân đội nước ung quen thói cường ngạnh quân đội nước trang bên này cũng đang từ từ vực dậy tự tin quân đội biên phòng của hai nước không ai nhường ai vì để tránh cho xung đột quy mô lớn hơn xảy ra phía triều đình trang quốc buộc phải lệnh cho quân đội biên phòng của nước mình lui lại nghe nói đám quân đội biên phòng kia chính là khóc lóc rời đi vừa là do quân lệnh hạ xuống không thể không rút lui vừa ở dọc đường rơi nước mắt đỉnh điểm câu chuyện bùng nổ khi có một binh sĩ tên là trần thạch khai tự mình vi phạm quân lệnh trên đường rút lui đào ngũ chỉ để lại một phong di thư người kia một mình một thanh chiến đao quay lại dãy núi kỳ sương đơn độc yêu cầu giao ra tên hung thủ đã sát hại thợ săn của trang quốc sau khi bị từ chối hắn ta đã một mình xông vào trận hình quân đội biên phòng của nước ung cuối cùng đương nhiên là chết trận ở trước biên giới rồi trên di thư của hắn ta chỉ có một hàng chữ siêu siêu vẹo vẹo người trong trang quốc không thể chết vô ích sau khi di thư của trần thạch khai bị phát hiện cả đội ngũ biên quân này đều dừng lại cũng không chịu lùi lại phía sau thêm bước nào nữa. Tinh thần quần chúng mãnh liệt dâng trào, lần lượt từng người đều yêu cầu tham gia chiến đầu. Tướng lĩnh quân đội biên phòng dùng roi quất cũng không thể khiến cho binh sĩ lui lại, cuối cùng ngay cả bản thân hắn ta cũng khóc lên, rơi huyết lệ dâng thư khiêu chiến. Thư viết, nguyện làm gương cho binh sĩ, là người đầu tiên chết ở trước trận địa hai quân. Cả đội ngũ quân đội biên phòng có 357 người, mỗi một người đều đưa ra thỉnh cầu, nghe đầu trang cao tiện nghe được việc này ở trên triều đình vỗ nát long ỉ viết xuống lòng dân đã thỉnh lòng quân tất ứng mối thù nối tiếp nhau mấy đời sớm ngày báo xong thế là khởi binh phạt ung dốc hết lực lượng toàn quốc chiến đấu lúc lăng tiêu các nhận được tin tức đại quân trang quốc đã vượt qua dãy núi kỳ sương đánh vào phủ lĩnh bắc của ông quốc quá đột ngột khương vọng tiếp tục lặp lại lần nữa giống như chỉ có lặp lại như thế mới có thể áp chế được tâm trạng đang kích động của hắn Thù hận giữa Trang quốc và Ung quốc vẫn phải ngược dòng tìm hiểu tới thời kỳ khai quốc. Cả quá trình thành lập Trang quốc cũng chính là quá trình đối kháng với Ung quốc. Thù hận giữa hai nước có lẽ vĩnh viễn cũng không thể xóa hết được. Nhưng trận quốc chiến này vẫn là quá bất ngờ. Diệp Thanh Vũ hơi lo lắng nhìn hắn, huynh tốt nhất nên ở chỗ này ăn Tết cùng với An An. Chiến sự giữa hai nước Trang Ung cũng không có cách nào lan tới Vân quốc được. Vân quốc là đất nước trên mây, toàn bộ quốc gia đều xây dựng ở trên đỉnh núi về mặt địa hình ở trên đỉnh cũng không có cọ sát gì với các quốc gia khác từ xưa đến nay vân quốc luôn duy trì thế trung lập chưa từng mở rộng bờ cõi thương đội của vân quốc trải khắp thiên hạ luôn giữ quan hệ tốt đẹp với rất nhiều quốc gia cho dù trang quốc và ung quốc có đánh nhau ra sao cũng không thể ảnh hưởng tới vân quốc được hơn nữa diệp lăng tiêu đã thành tự động chân cho dù là trang quốc hay là ung quốc cũng không ngu đến nổi đang đại chiến ở bên ngoài lại còn tìm thêm cho bản thân một chân nhân đương thời làm kẻ địch Diệp Thanh Vũ biết rất rõ những chuyện Khương Vọng đã trải qua, nàng lo lắng sau khi Khương Vọng biết được tin tức sẽ tham dự vào chiến sự giữa hai nước Trang, Ung. Một nội phủ thần thông đương nhiên cường đại, nhưng ở trong cái loại chiến tranh quốc gia này, ngay cả thần lâm tu sĩ còn có nguy cơ ngã xuống, càng đừng nói đến nội phủ. Nếu như tự ý dây dừa trong đó, rất có thể sẽ xảy ra chuyện. Ta biết, Khương Vọng theo bản năng vốt ve trung trà, hoa văn đồ sứ tiếp xúc với da thịt tạo ra một loại cảm thụ phức tạp. Hắn tiếp tục lặp lại, ta biết không chỉ có cửu giang huyền giáp lần này ngay cả bạch vũ quân bảo vệ xung quanh thành tân an thủ đô trang quốc cũng xuất động trang cao tiện tự mình cầm ấn soái thống lĩnh ba quân đại tướng quân hoàng phủ đoan minh là quân tiên phong tướng quốc đỗ như hối đi theo làm quân sư quân đội phó tướng đồng a trấn thủ thành tân an quản lý hậu phương diệp thanh vũ cảm khái nói lần này trang quốc có thể nói là dốc hết sức chiến một trận tuyệt đối không phải là tiểu đả tiểu nháo mà là tranh đấu sống chết một mất một còn với ung quốc thanh hà thủy phủ có động tĩnh gì không khương vọng hỏi diệp thanh vũ nhíu mày cái này thật sự không biết còn chưa có nhận được tin tức nhưng khương vọng lại rõ ràng không có khả năng có lựa chọn khác được nếu như trang cao tiện đã quyết ý dốc hết sức chiến đấu thanh hà thủy phủ đương nhiên sẽ tiếp tục chiến đấu với lan hà nếu như thanh hà thủy phủ có lựa chọn khác thì chắc chắn sẽ bị san bằng trước khi trận đại chiến bắt dầu dựa vào hiểu biết của khương vọng lần này trang quốc thế nào cũng thủy bộ cùng tiến chiến tuyến chính là vượt qua dãy núi kỳ sương xé rách phòng tuyến biên giới quốc gia tiến thẳng vào nội địa ung quốc mà thông qua đường thủy từ thanh giang đánh lan hà cũng là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra chỉ là thanh hà thủy phủ lúc trước vốn luôn xa cách từ chối không hợp tác nhưng bây giờ lại ra sức liều chết chiến đấu vậy thì ở giữa đã xảy ra chuyện gì trang cao tiện đã trở thành chân nhân có quá nhiều cách để áp chế thanh hà thủy phủ tập hình ti thì sao khương vọng lại hỏi cái vị quý ti thủ quý huyền của tập hình ti quận thanh hà kia trước đó đã lưu lại ấn tượng rất sâu cho hắn tạm thời chưa có nhiều tin tức tình báo hơn nhưng có lẽ bọn họ cũng phải dốc hết toàn bộ lực lượng diệp thanh vũ lắc đầu trận chiến lần này mặc dù trang cao tiện rất có khí thế diệt ung nhưng thực lực hai nước tranh lệch rõ ràng trang quốc không thể nào có giữ lại được hiển nhiên nàng cũng không thể hiểu nổi quyết định của trang cao tiện không chỉ có mỗi mình nàng không hiểu ngay cả diệp lăng tiêu cả các thế lực lớn nhỏ của biên giới phía tây cho dù là chính bản thân Ung quốc trước đó, cũng không hề cho rằng sẽ bị Trang quốc trinh phạt. Trang cao tiện giận giữ khởi binh, không khỏi khiến cho người ta cảm thấy liều lĩnh. Khương Vọng vẫn luôn biết rằng quân nhân Trang quốc chưa bao giờ thiếu võ dũng. Lúc thành vực phong lâm bị diệt, thành vệ quân từ phương đại hồ trở xuống, nghiêm tướng, hai thiên tướng, năm phó tướng tất cả đều chết trận, trong đó còn có triệu lãng và ngụy nghiễm hai người mà Khương Vọng cực kỳ quen thuộc. Cho dù là những kẻ ngày thường tay chân không sạch sẽ như tập hình ti kia, từ chấp ti đan trà trở xuống, cũng hoặc là chết trong trận tai nạn hoặc là chết trong tay yêu nhân bạch cốt đạo, có thể nói là ai ai cũng tử chiến. Ngay cả bản thân thành chủ ngụy khứ tật cũng chiến tử trên không trung ở phủ thành chủ. Nhưng dù những quân nhân kia của thành vực phong lâm chết đi, cũng vẫn chẳng thể thay đổi được điều gì. Đột nhiên nghe thấy quân đội biên phòng Trang Quốc rơi huyết lệ khiêu chiến, Khương Vọng cũng không tránh được bị kích động, nhưng hắn tỉnh táo suy nghĩ lại một chút, chuyện này có không ít chỗ kỳ lạ ở trong trận quốc chiến mà Trang Quốc ngang nhiên khởi xướng này, Khương Vọng đánh hơi được mùi tương tự như sự kiện lãnh thổ thành phong lâm. Giống như có một bàn tay vô hình nào đó đang âm thầm thúc đẩy mọi thứ. Ngày 21 tháng Chạp, đám người Khương Vọng đã kết thúc tranh đoạt Vân Đỉnh Tiên Cung. Lúc rời khỏi Chỉ Vân Sơn, quân đội biên phòng của nước Trang và nước Ung vẫn còn đang rằng co tại dãy núi Kỳ Sương. Mệnh lệnh rút lui hẳn là vào ngày 22 tháng Chạp mới tới. Đến ngày 23 tháng Chạp, Quân đội biên phòng Trang Quốc đã mạnh mẽ ra lệch rút lui sạch sẽ. Ngày đó Khương Vọng chỉ có thể thấy được lá cờ của quân đội biên phòng Ung quốc, không hề thấy bóng dáng của quân đội biên phòng Trang quốc. Chắc chắn vào lúc đó, bên phía Ung quốc cũng cho rằng Trang quốc thấy sợ, chịu thua. Mà cũng vào chính ngày đó, hắn lại gặp được Đỗ Như Hối ở trên không trung dãy núi Kỳ Sương. Đỗ Như Hối còn cảnh cáo hắn, không thể đánh được. Hơn nữa còn một đường tiễn hắn trở về Lăng Tiêu Cát, tự mình câu thông với Diệp Lăng Tiêu. Nói cái gì mà vì muốn thăm dò thái độ của các thế lực xung quanh, sợ các bên khác thấy lần này, Trang Quốc yếu thế sẽ nảy sinh ý tưởng không tốt gì đó. Nếu như Diệp Lăng Tiêu không có lừa Diệp Thanh Vũ mà nói, vậy thì ông ta đúng là đã bị đỗ như hối lừa bịp. Đỗ như hối đúng là muốn thăm dò các thế lực xung quanh, nhưng e rằng chỉ là thăm dò xem liệu các thế lực xung quanh có ảnh hưởng gì tới trận quốc chiến này hay không. Quân đội biên phòng Trang Quốc lập tức thoát khỏi rằng co vào ngày 22 tháng Chạp, tỏ thái độ muốn dàn xếp ổn thỏa mà ngày phát động trận quốc chiến này lại nhằm vào ngày 29 tháng chạp. Trước đó không hề có một chút gợn sóng, vừa động đã giống như sấm chớp lôi đình làm cho cả bầu trời sợ hãi. Nếu như nói triều đình Trang Quốc không có chuẩn bị từ sớm, Khương Vọng tuyệt đối không tin. Bình Thư có nói, người cầm quân không thể vì giận mà khởi binh, càng không thể vì giận mà công khai chiến đấu. Người cầm quân như Trang Cao Tiện cũng không phải vì giận mà khởi binh. Trước kia lúc hắn ta kế vị không bao lâu đã từng xuất binh phạt ung, vào lúc ấy đã bị rất nhiều người xem là biểu hiện không thành thục trong chính trị. Nhưng sự thật đã chứng minh, chính là trận chiến lần ấy đã đánh bại sự phô trương thanh thế của Ung Quốc, đè lại Ung Quốc đang ngó ngoài ngóc đầu dậy, biên cảnh Trang, Ung vì vậy cũng yên ổn qua nhiều năm. Trang Quốc lại có thể bình ổn phát triển. Về sau lúc hắn ta trốn ở trong thâm cung dưỡng thương, cho dù Ung Quốc có khiêu khích ra sao, không phải hắn ta cũng chưa từng đáp lại đó sao. Người tần mượn cảnh mai phục giết chết tả quang liệt, tu sĩ tần sợ ở trong lãnh thổ Trang Quốc tùy ý đại chiến, trên dưới triều đình Trang Quốc đều chưa từng lên tiếng, không phải như vậy sao? Nếu như không phải bản thân Khương Vọng đã từng có kinh nghiệm về chuyện này, sợ rằng ngay cả nghe cũng chưa từng nghe nói đến. Khương Vọng nhận thấy, bây giờ Trang Cao tiện ngự giá thân trinh khởi xướng trận quốc chiến này, chỉ sợ đã có mưu đồ từ sớm. Chẳng những không phải là giận giữ khởi binh mà ngược lại còn cực kỳ hợp với. Binh pháp, lợi ích phù hợp thì hành động, lợi ích không phù hợp thì dừng lại có thể có lợi ích thì chiến, không có mưu cầu lợi ích thì nhẫn nhịn. Từ việc quân đội biên phòng Trang Quốc rút lui vào ngày 22 tháng Chạp, đến việc triều đình Trang Quốc phát động chiến tranh quốc gia, vào ngày 29 tháng Chạp, thời gian ở giữa này ước chừng có khoảng 7 ngày. Đêm giao thừa đúng vào ngày 29 tháng Chạp năm 3918 đạo lịch tịch ngư, chọn vào ngày này chắc chắn không phải là trùng hợp. Ngày này vừa vặn là ngày không bị suy xét tới, nhân dân hai nước Trang, ung đều phải chuẩn bị lễ mừng năm mới. Ngày này có lẽ là rất an bình. Cho nên mới nằm ngoài dự liệu của mọi người nhất. Một gã binh sĩ tự sát xông trận, vào lúc ấy không hề nhắc lên gợn sóng gì, về sau lại đột nhiên dẫn nổ ý kiến và thái độ của công chúng. Trần Thạch Khai tự sát xông vào trận địa, vậy mà còn lưu lại di thư, di thư lưu lại thế mà còn không có ngay lập tức bị tịch thu, ngược lại nhanh như vậy đã truyền ra khắp quân đội. Từ di thư của binh sĩ quân đội biên phòng đến tướng lĩnh quân đội biên phòng rơi huyết lệ dâng thư, ý kiến và thái độ của công chúng rõ ràng đã từ từ nổi lên. Đỗ Như Hối rất giỏi điều khiển lòng dân, phải nói là lòng dân như nước, chỉ có Hà Bá tự xưng là ông ta mới có thể trị vì. Việc này không thể nghi ngờ chính là bút tích của Đỗ Như Hối. Trang cao tiện lấy nhỏ giò lớn, mưu đồ ung quốc, Đỗ Như Hối thì vì hắn ta mà thống nhất lòng quân lòng dân, khiến cho ba quân đều có thể sử dụng được. Thật đúng là vua có tài trí mưu lược kiệt xuất, tướng có năng lực, quân thần tiếp ứng lẫn nhau. Khương Vọng cũng không nói ra những suy đoán ở trong lòng với Diệp Thanh Vũ, ở phần lớn thời điểm, hắn đều có thói quen tự mình gánh vác. Diệp Thanh Vũ nhìn bàn tay cứ liên tục vuốt ve chung trà theo bản năng của Khương Vọng, nhẹ giọng nói, đi ra ngoài dạo chơi đi, bây giờ một năm đã qua rồi, lồng đèn phượng hoàng rất đẹp đó. Bây giờ đã qua một năm rồi sao? Đúng vậy, hôm nay đã là ngày 30 Tết. Vào buổi tối ngày này năm ngoái, hắn và Khương An An vẫn còn ở chung nơi núi hoang. Lúc đó trời đất tuy lớn cũng chỉ có hai huynh muội bọn họ sống nương tựa lẫn nhau, ngày đó hắn còn vì an an mà thả pháo hoa cả đêm còn bây giờ hắn và an an đều có bạn bè mới của riêng mình bọn họ đều ở trong lăng tiêu bí địa mở tiệc yên ổn thái bình không cần phải bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ bị bắt kịp ở trong bầu không khí vui vẻ tốt lành này nghinh đón năm mới đêm nay đêm nào năm nay năm nào khương vọng buông chung trả ra khóe miệng cong lên hay lồng đèn phượng hoàng là sản phẩm đặc biệt của vân quốc cấu tạo phức tạp thể tích khá lớn cánh hoa như lông chim phượng hoàng lúc đốt lửa lên có bóng dáng phượng hoàng bay ở vách đèn cho nên mới được đặt cho cái tên này vào giao thừa hàng năm hội hoa đăng của vân thành đều thu hút rất nhiều người tới đây xem không chỉ có người địa phương của vân quốc mà thậm chí còn có người của những quốc gia khác hội hoa đăng không chỉ có cảnh đẹp mà còn có giao dịch báu vật quý hiếm mặc dù quy mô giao dịch kém vân hà thương tập nhưng cũng có rất nhiều thứ gì đó ngày thường không thể thấy được cho dù là người tu hành hay là người bình thường đều có thói quen mua sắm một ít đồ vật yêu thích của bản thân vào ngày này, dùng để nghênh đón năm mới. Lúc Vân Hà Thương Tập bắt đầu tiến hành vào ngày 16 tháng Chạp, bọn họ vẫn còn đang ở trong Trì Vân Sơn, Diệp Thanh Vũ còn nói không thể lại bỏ lỡ hội hoa đăng. Tiểu Vương sư tỷ với gương mặt tròn là cao thủ đan lồng đèn phượng hoàng, trong cả cái Lăng Tiêu Bí Địa này, lồng đèn phượng hoàng do nàng làm là đẹp nhất. Hôm nay Khương An An vẫn luôn quấn quýt lượn vòng xung quanh nàng. Trên Vân Đài chính giữa Lăng Tiêu Bí Địa đã bày ra mấy chục cái lồng đèn phượng hoàng đã hoàn tất chỉ còn chờ châm lửa lên trên là có thể bay lên trời cao. Mười ngón tay của tiểu vương sư tỷ xuyên qua bay múa ở trước một cái bán thành phẩm, điều khiển sợi tơ nửa trong suốt, động tác linh hoạt. Khương An An rời một cái ghế gỗ nhỏ ngồi ở bên cạnh, mắt to mở ra vụt sáng nhấp nháy, nhìn đến say mê. Tiểu vương sư tỷ, hoa văn phượng hoàng của tỷ dệt rất đẹp nha. Khương An An hâm mộ nói. Tiểu vương sư tỷ cười đắc ý, đó là lẽ đương nhiên, từ nhỏ sư tỷ đã thích lồng đèn phượng hoàng rồi nàng vừa nói vừa rút tay ra ngoài, nhẹ nhàng véo gương mặt nhỏ nhắn của Khương An An một chút. Ánh mắt vừa thoáng rời đi lập tức đón nhận cặp mắt trong suốt kia của Khương Vọng, trong lòng đột nhiên khựng lại. Khương Đại ca đang nhìn ta, Khương Đại ca đang nhìn ta kìa. Trong lòng nàng âm thành hô tô, ánh mắt của huynh ấy còn rất chăm chú nữa. Huynh ấy đang cười với ta. Trong lòng nàng sóng lớn cuồn cuộn, trên mặt lại hết sức thận trọng, chỉ hơi nhúc nhích cái cầm tròn một chút, bày ra ba phần dịu dàng thờ ơ rồi lại quay đầu đi cưỡng ép chấn định để dệt hoa văn phượng hoàng. Có điều bên tai trong nháy mắt, đã hoàn toàn đỏ ửng. Lúc đó ở bên dưới vân đài đổ sộ, chúng đệ tử của lăng tiêu các đang lui tới, vì chuẩn bị cho hội hoa đăng vào ban đêm. Khương Vọng đang đứng ở bên trong đám người, lặng lặng nhìn về phía bên này. Khương Vọng đón lấy tầm mắt của tiểu vương sư tỷ, hết sức lễ phép cười cười, coi như chào hỏi. Hắn đương nhiên là đang nhìn An An rồi. Tiểu An An nhìn hoa văn phượng hoàng một hồi lại nghiêng đầu tìm kiếm ca ca, nhìn thấy khương vọng lập tức mỉm cười ngọt ngào rồi lại kiên định quay trở lại xem lồng đèn phượng hoàng cô bé rất tò mò ánh đèn của lồng đèn phượng hoàng này vì sao lại có thể hóa ra phượng hoàng tiểu vương sư tỷ nói tối nay nàng muốn thả 999 cái lồng đèn phượng hoàng bay ở trên bầu trời đêm còn xinh đẹp rực rỡ hơn cả những vì sao nữa cô bé rất thích ngắm sao cũng không biết cảnh vật còn đẹp hơn cả sao là gì cho nên cô bé rất chờ mong dù sao trẻ con luôn mê muội những thứ mà nó thích cô bé nhìn cực kỳ chăm chú, còn chưa có phát hiện ra bóng dáng Kaka đã biến mất ở trong đám người. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Cà Phê nhé. Giao thừa đạo lịch 3918, biên giới phía Tây cũng không bình yên. Đối với người trong Ung Quốc bị kẻ thù bên ngoài đánh vào quốc thổ mà nói, cũng là như thế. Toàn bộ Ung Quốc, từ quốc chủ bách quan tới bách tính bình dân, chưa có người nào từng tưởng tượng qua sẽ có một ngày bị trang quốc nhỏ yếu đánh, tới cửa. Rất nhiều người trong Ung quốc đều kiên định cho rằng, Trang quốc chính là một nhánh nhỏ của quốc gia mình tách ra ngoài, sớm muộn gì cũng sẽ bị thu hồi trở về. Lúc nào sẽ thu về thì phải nhìn xem khi nào triều đình Ung quốc hạ quyết định. Dù trên thực tế Trang quốc đã thành lập hơn 300 năm, nhưng rất nhiều người Ung quốc vẫn không thừa nhận một nước lớn như Trang quốc là một quốc gia độc lập. Cho nên lúc Trang quốc ngang nhiên khởi xướng quốc chiến, rất nhiều người đều không tin là thật, cứ cho là lời đồn đại. Nhưng trên thực tế vào dạng sáng ngày 29 tháng Chạp này, quân đội tiên phong của Trang Quốc đã đánh bại quân đội biên phòng của Ung Quốc đóng ở dãy núi Kỳ Sương, đánh vào phủ lĩnh Bắc. Vào ban đêm, cũng tức là đêm giao thừa của năm 3918 đạo lịch, Trang Quốc đã phá tan toàn bộ mạng lưới phòng ngự của phủ lĩnh Bắc, đại quân tiến vào phủ Nghi Dương. Có thể nói thế như trẻ tre. Anh quốc công Bắc Cung Ngọc của Ung Quốc cầm ấn soái xuất trinh, có xu thế muốn đón đầu ra sức đánh một trận với quân đội Trang Quốc, đánh quân đội Trang Quốc chạy về phía nam dãy núi Kỳ Sương lại ở nửa đường lãnh quân chuyển hướng. Bởi vì đại quân Lạc Quốc đã đến, cùng hợp binh với Thanh Giang Thủy Phủ của Trang Quốc khiến cho Lan Hà Thủy Phủ lâm vào nguy cơ. Trang Quốc vậy mà đã sớm âm thầm đạt thành hiệp nghị với Lạc Quốc, thậm chí còn thuyết phục Thanh Giang Thủy Phủ và Thủy quân Lạc Quốc tiếng xấu rõ ràng ở trong thủy tộc liên thủ. Càng đáng sợ hơn chính là lãnh thổ phía Bắc, cũng chính là kinh quốc mà trước giờ Ung Quốc vẫn luôn cảnh giác nhất cũng có động tác. Xích mã vệ tên tuổi xếp hạng thứ bảy trong thập đại kỵ binh thiên hạ đã đến. Quân trang quốc đánh tan phủ Lĩnh Bắc, nơi chiếm địa thế quan trọng của ông quốc, giống như tuyên cáo một loại tín hiệu nào đó trong lúc nhất thời toàn tuyến bộc phát đại chiến. Kinh Lạc dồn dập xuất binh. Trước đó một ngày, ông quốc vẫn là nước lớn uy tín lâu năm ở biên giới phía tây, là tồn tại từng lên phía bắc tranh bá với kinh quốc. Mặc dù bây giờ không thể sánh bằng những nước tần, kinh này nhưng uy thế lấn át những quốc gia nhỏ như trang, Trần cũng là chuyện bình thường. Nhưng chỉ trong một ngày ngắn ngủi, thế cục đột nhiên biến đổi, lại còn gặp phải nguy cơ lật nước. Trong lúc này, Thái Thượng Hoàng Hàn Ân của ông quốc phá quan bước ra, tự mình mặc áo giáp, một mình ra khỏi phủ thiên mệnh, muốn dùng vua tiếp vua, chiến đấu với trang cao tiện ở phủ nghi dương. Ai cũng biết bây giờ quốc chủ hàn ngôn của ông quốc hữu danh vô thực, chỉ là một kẻ bù nhìn. Quyền lực tối cao của cả ông quốc từ đầu, đến cuối vẫn luôn nằm trong tay Thái Thượng Hoàng Hàn Ân. Mà tướng quốc của ông quốc tề mậu hiền lại tự mình chấn giữ phủ tĩnh an, nghênh đón quân tiên phong của kinh quốc đang lao đến phủ tĩnh an là thị trấn quân sự quan trọng ở phía bắc ung quốc cho tới bây giờ đều chỉ xây dựng phòng tuyến giả định theo kinh quốc mặc dù xích mã vệ nổi danh thiên hạ nhưng tề mậu hiền dựa vào quân đội hùng hậu và thành lũy kiên cố của phủ tĩnh an cũng hoàn toàn đủ sức chiến một trận nội tình ung quốc thâm hậu tướng quốc tề mậu hiền ở phía bắc chống đỡ xích mã vệ anh quốc công bắc cùng ngọc gấp rút tiếp viện lan hà thủy phủ quyết chiến với lạc quốc và thủy quân của thanh hà thủy phủ ở phía tây cho dù là kinh quốc hay là lạc quốc đều chỉ phái ra một đội quân, chỉ có trang quốc là dốc toàn bộ quốc lực chiến đấu. Mấu chốt thắng bại của trận quốc chiến này liền rơi vào phủ nghi dương. Thái, thượng hoàng hàn ân của ông quốc là nhân vật cùng thời với thái tổ trang thừa càn của trang quốc. Hơn 300 năm trước, một đời hùng chủ hàn chu của ông quốc chết trận nơi xa trường, thái tử cũng đột nhiên chết ở Đông Cung, ngay sau đó chính là Tam Vương đoạt vị. Trong lúc Tam Vương bộc phát đại chiến, Ung quốc vốn đang nguyên khí đại thương càng do đó, mà bị loạn lạc tàn phá đến không chịu nổi. Nhưng cuối cùng người leo lên hoàng vị lại không phải là bất kỳ vị nào trong Tam Vương. Nghe nói thần dân Ung Quốc còn cảm thấy Tam Vương công phạt lẫn nhau, không để ý tới dân sinh, làm cho Ung Quốc đại loạn, cho rằng bọn họ đều không phải là minh chủ, cho nên mới quay sang ủng hộ lập đệ đệ của Hàn Chu lên kế thừa đại vị, cũng chính là Hàn Ân. Hàn Ân ngồi lên long ỉ ở phủ thiên mệnh, tự mình lãnh binh, trong thời gian một năm ngắn ngủi đã lần lượt đánh bại ba vương, hoàn toàn nắm trong tay quyền lực chính trị và quân sự của ông Quốc củng cố thế cục bấp bênh của ông quốc, lại còn đánh lùi sự xâm lăng của kinh quốc. Hàn Ân được coi là minh quân ngăn cơn sóng dữ, thanh thế đuổi sát một đời hùng chủ Hàn Chu. Rồi sau đó lại mang theo xu thế xây dựng triều đại thiên hạ, tới phía nam san bằng đất phản loạn. Trận chiến lần ấy, Trang Thừa Càn tự mình chấn giữ dãy núi Kỳ Sương, một bước cũng không chịu nhường, liều chết tiến công ung quốc. Mà Thanh Hà Thủy Phủ ký kết minh ước với Trang Thừa Càn, dưới sự dẫn dắt của Tống Hoành Giang khuynh tộc mà chiến, giết đến Lan Hải nhuộm đỏ, vì Trang Quốc mở ra một con đường. Sau này Trang Quốc gia nhập trở thành một nước phụ thuộc của đạo giáo, nhận được che chở ở mức độ nào đó, trở thành một cây đinh được Cảnh Quốc thu xếp tiến vào biên giới phía Tây. Không thể bình định đất Trang, để cho xã tắc Trang Quốc có thể kéo dài, đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến cho Hàn Ân ở trong lòng rất nhiều người không thể nào vượt qua được Hàn Chu. Dù sao Trang Thừa Càn cũng là tướng dưới trướng của Hàn Chu, lúc Hàn Chu còn sống rất thành thành thật thật, nhẫn nhục chịu khó nhưng Hàn Ân lại không thể đánh bại được Trang Thừa Càn. Có thể nói Trang Quốc chính là cây đinh đóng sâu nhất ở trong lòng của Hàn Ân. Mà lúc này đây, Hàn Ân có nhổ được cây đinh đâm trong thịt găm trong mắt này hay không, hay là Trang Cao Tiện kế thừa ý chí của Thái Tổ, Công Thành, Phạt Cường Ung đều nằm ở trong trận chiến phủ nghi Dương này. Màn đêm buông xuống, Trang sáng cùng ngàn sao treo trên bầu trời, cả vân thành sáng như ban ngày, hoa đăng phượng hoàng lơ lửng bay ngập trời, bóng phượng hoàng uốn lượn in trên vách lồng đèn khắp đường xe hoa diễu phố các loại bảo vật quý hiếm trưng bày trên vân đài các gánh ca hát tạp kỹ đoán câu đố những người giao hàng trên đường đông đúc dòng người qua lại khương an an ngồi bên trong ngọn hoa đăng phượng hoàng lớn nhất trước mắt là bóng ảnh phượng hoàng ngẩng đầu là bầu trời đầy sao cúi đầu là khói lửa nhân gian lúc trước ở trấn phương khê đón giao thừa cũng rất náo nhiệt có món ngon có đèn lồng đỏ có tiếng pháo nổ đêm giao thừa năm ngoái ở núi hoang ca ca cũng đốt pháo hoa cho nàng xem đây là lần đầu tiên cô bé cảm nhận được sự náo nhiệt đến như vậy, như thể đang ở trong một thế giới mộng mơ xinh đẹp rực rỡ ánh sáng, khiến cho cô bé lưu luyến không rời, hoàn toàn quên đi những sầu lo, trong phút chốc cũng quên đi những bảng chữ mẫu chẳng thể viết hết kia. Đối với Khương An An bây giờ, những bảng chữ mẫu đó là mối ưu phiền duy nhất của cô bé. Diệp Thanh Vũ đang ở bên cạnh trông nom, thi thoảng sẽ chỉ cho cô bé xem một vài chỗ thú vị, thi thoảng lại thi triển đạo pháp, Quang Vũ rơi xuống, cùng bá tánh Vân Thành vui vẻ trải qua đêm giao thừa. Khương An An tươi cười rạng rỡ, dù rất bận rộn vẫn hỏi một câu, ca ca của muội đâu? Không biết. Diệp Thanh Vũ cũng cảm thấy khó hiểu, hay là đã đi chuẩn bị quà năm mới cho muội rồi? Ôi chao! Khương An An ôm mặt chờ đợi, muội cũng phải chuẩn bị quà năm mới cho ca ca. Vậy chúng ta chơi thêm chút nữa rồi xuống đó mua cho huynh ấy. Muội nhìn bên kia. Ôi, đẹp quá. Nhưng đứa trẻ ngây thơ không lo nghĩ không vướng bận. Thiếu niên mang bội kiếm bay nhanh trong màn đêm, bay qua thành phong lâm đã trở thành vùng đất chết, bay qua tám trăm dặm thanh giang, bay qua thành vọng giang, hướng về quận hoa lâm. Trang quốc đêm giao thừa chẳng có không khí vui mừng của năm mới, khắp cả nước ngập tràn trong cảm xúc oanh liệt. Trong lòng mọi người đều sụp sôi thù hận đối với nước láng giềng phương Bắc, trận chiến nổ ra ở phủ nghi dương Ung Quốc đã tác động đến trái tim của mỗi một con người Trang quốc. Bọn họ sốt ruột chờ đợi kết quả, tha thiết mong chờ kết cục sau cùng. Lần này, Trang Quốc cử 30 vạn đại quân xuất trinh, ngoại trừ quân đội đang đóng giữ biên cảnh ra, hầu như tất cả lực lượng quân sự đều được điều động. Quân tiền phong vừa công phá phòng tuyến, đại quân phía sau đã bắt kịp theo. Trước đó đã lấy việc xích mích nhỏ với mạch quốc làm. Cái cớ, ở quận Hoa Lâm thay phiên chính đốn huấn luyện quân đội, có lẽ đến tận ngày này mới có thể khiến cho những ai có trí khí nhìn ra được nguyên nhân thật sự. Chiến tranh với Ung Quốc lần này, Trang Cao Tiện tuyệt đối đã ấp ủ kế hoạch từ rất lâu. Còn Mạch Quốc, một trận chiến đã phải cắt nhượng người thành, Trang Quốc sớm đã không coi là đối thủ quan trọng. Nếu không phải triều đình Mạch Quốc đưa ra cái giá khổng lồ, nhận được sự ủng hộ của Tần Quốc thì Mạch Vương cung đã bị Trang Cao Tiện đánh sập từ lâu. Cho nên ngay từ lúc đầu, những xích mích cùng những con tốt thí ở biên cảnh Trang Mạch, hoàn toàn chỉ là kế che mắt chuẩn bị cho lần chinh phạt Ung Quốc lần này. Tuy nói quân đội ở tiền tuyến Trang Mạch đều là thay phiên huấn luyện ở quận Hoa Lâm, nhưng trên thực tế số quân đóng ở quận Hoa Lâm là bao nhiêu? Điều phối bao nhiêu, lộ trình của các bộ quân như thế nào, có bao nhiêu người cùng ngựa đang ở quận Thanh Hà, điều này chỉ có những người cấp cao ở Trang Quốc mới rõ. Trước khi chiến tranh nổ ra, đã lấy danh nghĩa là thay phiên để điều một đội quân lớn đến quận Thanh Hà. Bên này Trang Cao tiện đập vỡ ngay vàng, nổi trận lôi đình. Bên kia toàn bộ quân đội Trang Quốc như mãnh hổ xuống núi. Điều này tuyệt đối không thể nào chuẩn bị ổn thỏa được trong một sớm một chiều. Sự chuẩn bị này, thậm chí có thể nói là từ rất nhiều năm trước đã bắt đầu tiến hành lúc trang cao tiện vẫn còn ở trong thâm cung dưỡng thương. Bằng không chẳng thể nào giải thích được loại cao siêu này. Thành Tân An Trong văn hóa các ánh nến sáng trưng, kẻ vào người ra không ngớt, khi thì thái giám khi thì thị vệ đến truyền báo đủ mọi tin tức. Trong gác xếp sáu dãy bàn, trái phải mỗi bên ba dãy. Những quan viên có tiếng nói ở thành Tân An đều đang có mặt ở đây, ghi chép không lơi tay, hoàn thành từng chuyện từng chuyện công vụ. Đất nước trong thời chiến loạn, công vụ nhiều đến nói khiến người ta sức đầu mẻ chán duy trì chuyện hành quân 30 vạn đại quân, không phải là chuyện đơn giản. Những chuyện quan trọng nhất mới được tổng kết lại, sau đó dâng lên cho người đàn ông trung niên dâu ngắn ngồi ở vị trí tối thượng. Phó tướng đại nhân của Trang Quốc, dáng ngồi thẳng tắp đoan chính, không tùy tiện nói cười, thỉnh thoảng con ngươi chuyển động tựa như muốn nhìn thấu lòng người. Phía sau ông ta là một tu sĩ trẻ tuổi tay ôm trường kiếm. Người trong nội các đều biết vị tu sĩ trẻ tuổi mặt mày sáng sổ này, chính là đệ tử thân truyền của phó tướng đồng, Lê Kiếm Thu, Nghe nói nhiều năm trước ở đạo viện thành phong lâm đã nên duyên thầy trò, rất được phó tướng đại nhân coi trọng. Nên biết rằng đồng A thân là phó tướng, phụ trách các vấn đề về hình sự, có thể nói địa vị cùng quyền lực nắm trong tay không dưới đại ti thủ tập hình tư, cho dù có tính thế nào thì trong cơ cấu quyền lực của Trang Quốc cũng có thể vững vàng đứng trong hàng thứ 10. Lần này Trang Quốc xảy ra quốc chiến, Trang đến lệnh cho đồng A đóng giữ tại thành Tân An, chấn thủ hậu phương, đủ thấy được ông ta được tín nhiệm như thế nào lại càng được nhiều người coi là dấu hiệu của việc sắp được đảm nhận chức quốc tướng địa vị vượt lên cả đại ti thủ tập hình ti nhìn khắp cả các đại thần văn võ của trang quốc có lẽ chỉ xếp dưới quốc tướng đỗ như hối đại tướng quân hoàng phủ đoan minh phải biết rằng đỗ như hối đã vì trang quốc hy sinh quá nhiều vất vả quá nhiều hưởng được những lợi ích từ trang quốc nhưng cũng vì trang quốc mà bị liên lụy rất nhiều giờ đây trang quốc vực dậy mạnh mẽ bậc thần lâm đỉnh cấp ông ta cũng đã đến lúc cởi bỏ trọng trách chuyên tâm tu hành nếu như có thể khám phá động chân, cũng là phước lành cho trang quốc bản thân đỗ như hối, cũng đã nhiều lần tỏ ý muốn đồng A, tiếp tục đảm nhận chức quốc tướng. Được một nhân vật có quyền lực như vậy coi trọng, có thể tưởng tượng được sẽ rất nhiều người đố kỵ với chàng trai tên Lê Kiếm Thu này. Chắc không còn chuyện gì nữa. Mười người ở lại trông coi, những người khác về nghỉ ngơi trước đi. Sau khi thông qua công vụ cuối cùng, đồng A đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài, ta đi tuần tra trong thành. Ông ta biết nếu như ông không đi trước thì chẳng ai dám về nghỉ một vị quan văn lập tức đứng thẳng người nói, sao có thể phiền đến phó tướng đại nhân. Chuyện nhỏ nhặt này, thuộc hạ làm là được rồi. Đồng A xua tay ngăn lại, trận chiến này quyết định vận mệnh trăm năm của đất nước, việc nào cũng là việc nước, ở thời khắc lịch sử này làm tốt bổn phận của mình, chính là cống hiến to lớn cho nước nhà. Có những chuyện ta có thể làm được thì ta sẽ tự làm. Chúng quan viên đã sớm quen với tính cách của vị phó tướng này, biết ông ta đã quyết định thì sẽ không thay đổi, lại ngay thẳng cương trực, không thích xã giao, cũng chẳng ai khuyên thêm nữa. Chỉ có 10 vị quan viên ở lại trông coi, còn lại đều rời đi trước. Tuy nói là nghỉ ngơi, nhưng thật chất họ không thể nghỉ ngơi. Mỗi một vị quan đều còn một đống chuyện cần phải xử lý. Lần này Trang, Cao Tiện thật sự dốc toàn lực vào chiến tranh. Ngay cả Bạch Vũ Quân cũng điều ra tiền tuyến, cả thành tân an trống rỗng không người. Đồng A việc gì cũng tự mình làm lấy, ngay cả sự vụ ở thành cũng đích thân đi tuần tra. Sợ rằng tâm tư của mọi người đều đặt trên xa trường Ung Quốc, bỏ bê nội vụ trong nước đại ti thủ tập hình ti hành tung bí ẩn lúc này đang im lặng chấn giữ tiền tuyến trang mạch đề phòng mạch quốc thừa cơ tiến đánh nếu như mạch quốc dám có lòng gian trá biết khó vẫn làm trên biên giới giáp thành quốc cũng có quân đội chuẩn bị sẵn sàng đồng á bước đi trên con đường rộng rãi thành tân an trong lòng trăm mối ngổn ngang lê kiếm thu đi theo sau rất kiệm lời đa phần toàn là đồng á hỏi một câu thì hắn ta mới trả lời lại một câu con đường chảy dài đến tận phía xa trong một dãy nhà chìm vào bóng đêm đen kịt lại có một hộ gia đình treo lồng đèn đỏ. Ở thành phố Tân An, nơi đang đắm chìm trong không khí của quốc chiến, hai chiếc đèn lồng đỏ chào tạm biệt cái cũ và chào đón cái mới có chút đột ngột. Không hợp lúc để chúc mừng. Đêm nay là giao thừa. Đồng A nói. Trên con đường xương răng lạnh giá, Lê Kiếm thu ừng một tiếng. Ban đêm ở thành Tân An thưa thớt ánh sao, hầu như chỉ có thể nhìn thấy một vài ngôi sao. Trăng cũng không sáng. Đêm nay, rất nhiều hộ gia đình ở Trang Quốc không được đoàn tụ, hầu hết những ngôi nhà đang đóng cửa cài then kia, đều có người đang tắm máu chinh chiến nơi biên cảnh Ung Quốc xa xôi. Bọn họ là cha của những đứa trẻ, là chồng của của người vợ, là con của những đấng thân sinh. Đêm nay họ sẽ không trở về, hoặc có lẽ mãi mãi cũng sẽ không trở về nữa. Yên lặng kéo dài, âm thanh trường ủng đạp trên thềm đá vang lên đều đều mà trầm đục. Hai ngọn lồng đèn đỏ ấy đã xa tít phía sau lưng, cố giữ lấy không khí vui vẻ mà ngày hôm nay nên có có rất nhiều sự cố chấp không đúng lúc, nhà cửa lầu gác ẩn trong màn đêm, lúc nào cũng trầm lặng. Kiếm thu, ngươi theo ta được bao lâu rồi? Đồng A đột nhiên hỏi. Sau khi vào quốc đạo viện thì vẫn luôn đi theo người. Lê Kiếm thu nói. Đồng A không ngoảnh đầu, trầm rãi bước về phía trước. Theo ta lâu như vậy, có một số chuyện ta cũng không có giấu giếm ngươi. Ngươi là người thông minh, chắc đã đoán ra được điều gì đó. Đúng chứ? Lê Kiếm Thu chậm chậm bước theo sau, không nói tiếng nào. Im lặng chính là thừa nhận gương mặt cương nghị của đồng á thấp thoáng trong bóng tối giống như những tảng đá ngầm trầm lặng trong làn sóng đêm có hận ta không ông ta hỏi nhưng ông ta thậm chí còn chẳng ngoảnh đầu lại nhìn vẻ mặt của lê kiếm thu bởi vì trong chuyện này ông ta đã sớm đã có câu trả lời bước chân của lê kiếm thu ngưng lại một lát nhưng rồi vẫn tiếp tục theo sau bước chân đã nặng nề hơn rất nhiều đã từng hắn ta nói đã từng muốn giết chết ta chưa Hỏi câu này xong Đồng A lập tức lắc đầu, tự hỏi tự trả lời, ngươi không giết được ta, lại nói thêm, ngươi cũng chẳng có cách nào giết ta. Ông ta rất chắc chắn, cũng rất ung dung mà đi phía trước, hoàn toàn không cho rằng phía sau sẽ có gì nguy hiểm. Không thể giết ta và cũng chẳng có cách nào giết ta, hai ý nghĩa khác nhau. Lê Kiếm Thu hiểu. Hắn ta không nói, nhưng bàn tay cầm kiếm đã siết chặt hơn. Bởi nếu đem tình yêu và hận thù của mình ra so sánh, tình yêu mà ngươi dành cho nước nhà càng lớn hơn. Đồng A chẳng biết vì sao lại thở dài, nói, đây là lý do mà ta lựa chọn ngươi. Bội kiếm của Lê Kiếm Thu, gọi là đào chi. Cành đào sẽ nở vào mùa xuân. Đêm nay đã là đêm cuối cùng của mùa đông khắc nghiệt, ngày mai sẽ là tân xuân. Ngày mai là tân xuân sao? Hắn ta thế mà lại có chút lưỡng lự. Cầm đào chi, cảm nhận hơi thở của thanh kiếm, mới cảm nhận được bản thân thật sự tồn tại. Thành phong lâm trong quá khứ tựa như một cơn ác mộng, thường hay xuất hiện vào những lúc đêm vắng không người hắn ta vẫn thường cảm thấy bản thân chưa hề tỉnh lại mà vẫn đang sống trong một giấc mộng giả dối chỉ có đào chi mới khiến hắn ta chạm đến được chân thật có lẽ vậy lê kiếm thu nắm chặt đào chi nói có lẽ ta rất ngu ngốc không biết đâu là đúng đâu là sai có lẽ linh hồn của ta không được tỉnh táo chỉ có thể mặc cho người ta thao túng giọng điệu của hắn ta nghe ra rất buồn bã đồng a không bình luận đúng sai cũng không cho hắn ta biết là đúng hay sai chỉ hỏi có biết tại sao sư phụ không giấu giếm người chân tướng mà lại cho ngươi biết chuyện này hay không? Lê Kiếm thu rũ mắt nói, không biết. Con người đồng á xưa nay cương trực liêm khiết, hành sự ngay thẳng, quý trọng danh dự. Tuy từ lâu đã nhận hắn ta làm đồ đệ thân truyền, luôn dẫn theo bên cạnh, nhưng vẫn thường tự xưng là bổn tướng, bổn quan, trước giờ chưa từng xưng hô sư phụ thân thiết như vậy. Lê Kiếm Thu có chút không thích ứng kịp. Đồng Á vẫn đi về phía trước, vẫn giống như những khi làm nhiệm vụ bình thường, luôn luôn làm việc, luôn luôn bước đi. Ông ta đi theo quỹ đạo vốn có của cuộc đời mình, vững vàng kiên trì và tự chủ ông ta nói ta không quan tâm ngươi có hận ta hay không trong lúc ta không có lợi ích gì cho nước nhà ta cũng không ngại để ngươi giết ta chuyện được đọc bởi kênh haleji audio bệ hạ và quốc tướng đều xem trúc duy ngã là tương lai đặt kỳ vọng rất lớn vào hắn nhưng theo ta thấy trúc duy ngã quá trọng cái tôi chỉ có ngươi biết hy sinh hy sinh là một phẩm chất thiêng liêng là cơ sở để đạt được thành tựu to lớn kiếm thu chuyện lúc trước có thể ta đúng có lẽ ta sai, nhưng nếu như có một ngày cả trang quốc chìm vào bóng tối, ngươi chính là ngòi lửa mà ta giữ gìn cho mảnh đất này. Lê Kiếm Thu siết chặt kiếm, không biết nên đáp lại thế nào. Đồng A cũng không đợi hắn ta trả lời, hoặc có lẽ cũng có mong chờ nhưng lại không chờ đợi quá lâu. Có một việc gấp cần ngươi xử lý. Đồng A lấy, trong ngực ra một tấm lệnh bài hình chữ vuông màu đen đưa cho Lê Kiếm Thu, bây giờ đi đến tiền tuyến trang, mạch đưa lệnh bài này cho đại ti thủ. Hắn ta sẽ biết nên làm gì lê kiếm thu nhận lấy lệnh bài vẫn chưa tiếp thu được những lời ông ta vừa nói trước đó lại nghe thấy đồng a thúc giục quân tình khẩn cấp mau đi thế là lê kiếm thu từ trên mặt đất đứng lên xoay người trên không trung bay về hướng tiền tuyến trang mạch không bao lâu liền biến mất vào trong màn đêm vô tận đồng a đứng một mình trên con đường trống trải không bước tiếp lên phía trước con đường phía trước còn rất dài nhưng ông ta lại dừng ở đây ra đây đi ông ta nói mây đen lặng lẽ kéo đến che khuất mặt trăng đường phố tối dần. Xung quanh càng lúc càng u ám, càng lúc càng ảm đạm. Người thiếu niên cầm kiếm từ góc đường đi đến, cởi bỏ lớp nặc y, yên lặng đứng nhìn bóng lưng của đồng. Chẳng hay là người ở nơi nào. Đồng A xoay người lại, cách con đường dài nhìn dáng vẻ người thiếu niên kia là ngươi. Ông ta đã phát hiện có người âm thầm theo dõi từ sớm, nhưng lại không tìm được người đó ở đâu. Một đối thủ xuất quỷ nhập thần như vậy, nếu như không đặt mục tiêu lên người ông ta, có thể sẽ gây thiệt hại nặng nề hơn cho thành tân an cho nên ông ta mới một mình đứng ra, cho kẻ đó cơ hội để gây chú ý cho đối thủ đang ẩn trong bóng tối. Ông ta phải tự tay giải quyết kẻ địch, lấy danh nghĩa phó tướng tự mình đảm đương nguy hiểm. Bởi vì thành Tân An, bây giờ quả thực rỗng tuếch ông ta tự tin về năng lực của mình, nhưng cũng dự tính trước việc không may chết trận. Người mà Trang Quốc có thể tin tưởng được lúc này, ngoài ông ta ra, chỉ có đại ti thủ tập hình ti. Nhìn thấy tấm lệnh bài hình vuông màu đen kia, đại ti thủ tập hình ti hẳn sẽ biết nên làm thế nào trong quá trình này ông ta không hề cho lê kiếm thu bất kỳ ám hiệu nào vì một khi đã đưa ra ám hiệu lê kiếm thu sẽ bị coi là biến số rất có thể sẽ bị giết ngay lập tức ông ta biết kẻ địch vẫn luôn núp trong bóng tối theo dõi sát sao từng hành động của mình ông ta vốn có thể sử dụng lê kiếm thu để chiếm tiên cơ nhưng ông ta không muốn làm như vậy ít nhất không muốn làm như vậy vì bản thân mình ông ta tưởng rằng đối thủ đến từ ung quốc hoặc là mạch quốc thậm chí là cả Lạc Quốc, Thanh Giang Thủy Phủ cũng không phải là không có khả năng. Không có giao ước nào có thể tin tưởng hoàn toàn được, nhưng ông ta thật sự không ngờ người đến lại là Khương Vọng là Khương Vọng, đệ tử mà chính tay ông ta thu nhận vào đạo viện thành phong lâm. Là thiếu niên bị huynh đệ phản bội, dùng đạo chứng tử đấu để kết thúc ân oán. Là thiếu niên chẳng mắng an nguy của bản thân, dành chọn niềm tin cho ông ta. Là thiếu niên lầm tưởng rằng bản thân là đạo tử bạch cốt đạo, đỏ mắt nói thật với ông ta. Khương vọng, vẫn chưa chết màn đêm nặng nề nặng nề đến nỗi dường như muốn đổ lệch xuống tưởng chừng như cả bầu trời đang chèn ép lên lòng người trên con đường dài hai kẻ từng là sư đồ người ở đầu đừng người ở cuối đường có lẽ là do đêm đã quá khuya hoặc có lẽ là do ban đêm quá yên tĩnh mà con đường dài đăng đẳng này tựa như vực sâu nuốt chửng mọi ánh sáng cùng cảm xúc khiến cho khoảng cách giữa hai người trở nên xa cách như vậy lão sư đã lâu không gặp khương vọng nói khương vọng cũng không biết vì sao mình lại đột nhiên đưa ra quyết định buông bỏ niềm vui tụ họp cùng khương an an ở vân thành buông bỏ sự náo nhiệt tươi mới một mình lao qua ngàn dặm đến thành tân an này ở tử vực phong lâm ở thành cửu giang hắn luôn không ngừng khuyên bảo mình rằng báo thù cần ẩn nhẫn Đồng, đỗ như hối trang cao tiện bọn họ thuộc về tầng cao nhất của trang quốc nắm giữ quyền lực rất lớn tu vi của bản thân rất vững chắc muốn đối phó bọn họ không phải chuyện một sớm một chiều có thể làm được có vô số lý do để ngăn cản hắn đến đây lúc này nhưng chỉ có một lý do duy nhất khiến hắn không thể không đến vì hận. Vì hận thù khắc cốt ghi tâm. Hận thù cứ gặm nhấm trái tim hắn mọi lúc, hắn không cách nào tha thứ, không cách nào buông xuống, không cách nào tiêu tan. Trang cao tiện dốc quốc mà chiến, gây chấn động tây cảnh, thu hút sự chú ý của vô số người nhưng hắn lại. Chỉ thấy đồng á một mình chấn giữ hậu phương trang cao tiện là chân nhân đương thế, còn đỗ như hối có thần thông chỉ xích thiên nhai, lúc nào bọn họ mới không có thời giờ chú ý đến phó tướng của trang quốc chỉ khi có chiến tranh liên quan đến vận mệnh của đất nước, cơ hội như vậy hiếm có trong đời. Khương Vọng đã chọn làm theo trái tim mình. Hắn không chào hỏi ai, không nói với An An, cũng không nói với Diệp Thanh Vũ. Không chỉ vì hắn đã hứa với Diệp Lăng Tiêu sẽ không làm liên lụy đến Lăng Tiêu các nữa. Chuyện trả thù này, hắn vốn độc hành, hắn phải gánh chịu mọi khó khăn và đau đớn một mình. Nhờ có nặc y, hắn có thể tự do đi lại trong văn hoa cát. Sự hận thù cho hắn đủ kiên nhẫn đủ nhẫn nại để chờ cơ hội đợi giây phút đồng a đơn độc một mình lần đầu tiên hắn quan sát đồng a từ góc độ này quan sát người thầy duy nhất mà hắn thừa nhận cho đến bây giờ hắn chờ đông á giải quyết công việc chờ đông á dạy dỗ lê kiếm thu chờ đông á rời khỏi vạn hoa cát doãn quan đã thêm thủ đoạn vào nặc y nên sẽ không bị người ta dễ dàng khám phá ra nhưng trong quá trình di chuyển khó tránh khỏi có sơ hở đồng a có lẽ đã phát hiện ra hắn vào những lúc đó không sao khi đơn độc đối diện Khương Vọng vốn cũng không có ý định che giấu. Hắn không muốn khi giết đồng, đồng A còn không biết tại sao mình chết hay bị ai giết. Bây giờ, trong đêm trừ tịch, trên con phố dài trong màn đêm đen kịt. Sau một năm, cuối cùng hắn cũng được gặp lại đồng. Tòa thành dưới chân này là nơi hắn từng hướng về. Trong vô số đêm dài ở thành đạo viện, hắn đương nhiên đã từng tưởng tượng qua, một ngày kia khi tu hành có thành tựu, nội thì tham gia triều đình xử lý quốc sự, ngoại thì canh giữ một phương, tạo phúc cho bá tánh, tất nhiên hắn đã tưởng tượng khi mình mặc quan phục của trang quốc sẽ trông uy nghiêm lẫm liệt thế nào thời tuổi trẻ khinh cuồng tinh thần phấn chấn kia những thứ đã từng tưởng tượng kia đều đã tan vỡ hết tan vỡ trong cơn ác mộng kia là sự ngây thơ mà vô số lần giật mình thức dậy lúc nửa đêm cũng không bao giờ có thể quay trở lại đây là lần đầu tiên hắn đến thành tân an khác với tình cảnh mà hắn từng tưởng tượng nhưng đây là hiện thực là một phần tàn khốc của cuộc đời khương vọng sớm đã học cách đối mặt với nó vì vậy hắn cầm kiếm tay rất vững vẻ mặt rất bình tĩnh lặng lẽ nhìn chằm chằm vào đồng đồng a vẫn tỏ vẻ bình thản kiên nghị nghiêm túc như thể không có gì có thể lay chuyển được ông ta cũng chẳng có yếu tố nào có thể làm thay đổi được thái độ của ông ta phải đã rất lâu rồi đồng a nói mây ngày càng dày ánh trăng đã khuất đi xa đêm đen mịt mù không một ánh sao sắp mưa rồi khương vọng nghĩ cũng chẳng còn lời nào nữa Khương Vọng biết tại sao mình đến, Đồng A à cũng biết tại sao hắn đến. Cho nên tiến lên. Hai người đứng ở hai đầu phố, chào nhau một tiếng. Sau đó cất bước, đồng thời tiến lên. Không khí bị phá vỡ. Họ bắt đầu chạy. Thân hình di chuyển quá nhanh chỉ nhìn thấy được dư ảnh. Chân dẫm lên gạch lát, tạo ra những vết lõm nhỏ. Bang! 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 Những tiếng vang như chỉ còn âm thanh tồn tại. Sức mạnh bắn ngược cùng sức mạnh tiến lên liên tục trồng chất. Một hơi thở vẫn chưa qua, hai người đã lao vào nhau. Quyền đối quyền, mắt nhìn chằm chằm vào đối phương. Trong mắt đồng, Khương Vọng chẳng nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào, chỉ có sự nghiêm túc. Mà trong mắt Khương Vọng, đồng A chỉ thấy một mối thù huyết hận. Hai người đứng vững giữa con phố dài, từ sau lưng họ, gạch lát đã vỡ ra từng mảnh, hai bên cũng có vết nứt chạy dài. Chỉ có nơi họ đứng là vẫn còn nguyên vẹn. Tam muội chân hỏa vọt ra, lao tới nắm đấm của đồng. Đồng A vung tay, Ngọn lửa không có tắt, thay vào đó ông ta đã bị đốt cháy một nửa nắm tay. Tay trái dựng thẳng thành đao, trực tiếp cắt đứt cánh tay phải của mình. Cánh tay bị nhiễm tam muội chân hỏa vẫn còn lăn trên mặt đất, nhưng cánh tay bị đứt lìa của đồng Á nhanh chóng sinh thịt, giãn nở, trưởng thành và hồi phục. Vừa mới giao phong, cả hai bên đều sử dụng thần thông của mình. Soạt, một đường kiếm quang rực rỡ lóe sáng. Đêm nay vốn không có trăng nhưng nó như trở thành một vầng trăng sáng không phải trăng trên trời mà là trăng ở nhân gian kiếm quang chiếu vào ánh trăng mềm mại vô cùng nhưng không thể nào trốn tránh trước đó khương vọng chưa từng sử dụng một kiếm này nhưng khi nhìn thấy đồng một kiếm này tự nhiên lại hiện lên trong lòng kiếm này tên là tương tư không ai không thưởng trăng không ai không tương tư nhưng thanh kiếm của khương vọng không phải sự tương tư nhập cốt của tình nhân mà là sự hận thù kéo dài vô tận vĩnh viễn giống như vầng trăng sáng cho đến khi chết mới thôi Vô số đêm, hắn nhìn lên vầng trăng sáng, nhưng lại chỉ nhìn thấy yết hầu của đồng. Thù hận lớn lên trong vô số đêm, khiến hắn không thể có được một giây phút bình yên. Lăng Hà, Triệu Nhữ Thành, Triệu Lãng, Ngụy Nghiễm, Hoàng A Trạm, Đường Đôn, tiêu thiết diện những người ở thành phong lâm vốn dĩ, không nên chết. Đối với đồng A mà hắn từng tín nhiệm, từng tôn trọng, ngưỡng mộ, thanh kiếm này là tất cả tình cảm và tất cả ngôn từ của hắn. Lấy đồ thí sư, nghĩ đã quá lâu rồi, từng kính phục bao nhiêu, về sau càng thù hận bấy nhiêu. Đây là tương tư của thanh kiếm trường tương tư này. Khi nhìn thấy thanh kiếm này, Đồng A liền cảm nhận được hết nỗi đau cùng dày vò trong lòng Khương Vọng, không cần phải nói ra, tất cả đều hiện diện trên kiếm này. Khương Vọng không chỉ hận Đồng, mà còn hận chính mình. Hắn căm hận bản thân vì đã tin nhầm người, thất bại trong việc cứu thành phong lâm nơi hắn lớn lên, biến quê hương hắn trở thành nơi chết chóc vĩnh viễn. Hận người, hận chính mình. Những hận thù này đè nặng trong lòng Khương Vọng để cho hắn không vui, lúc nào cũng cau mày, tích uất ức cả đời. Đây là một thanh kiếm cực kỳ tuyệt đẹp, nhưng nó cũng là một thanh kiếm cực kỳ nặng. Đối mặt với thanh kiếm này, Đồng Á vung tay phải lên, rút ra một cây thước sắt. Thước này rất thẳng, trang trọng và uy nghiêm. Một bên màu đen, một bên màu trắng. Có sự phân biệt rõ ràng, giới hạn chặt chẽ. Đây là lưỡng giới thước, được nuôi dưỡng bởi quyền uy hình sự của trang quốc, là danh khí quốc gia. Phân định thiện ác, phân rõ đúng sai, phân biệt đục trong, phán định sống chết thước sắt được dựng lên giống như một lưỡi dao sắc bén chặn đứng kiếm quang giống như vầng trăng sáng kia đồng thời như đang chất vấn tra khảo nội tâm hành hung trên đường có nên không mưu sát kẻ địch có nên không đổ đệ giết thầy có nên không một thước địch kiếm đồng thời năm ngón tay trên bàn tay trái của đông á mở rộng ấn về phía mặt đất suốt con phố dài những chồi cây bật ra khỏi mặt đất đập vỡ cả gạch lát nhanh chóng phát triển trồi lên tất cả các sản phẩm bằng gỗ xe đẩy, giá kệ nằm dài rác trên con phố dài ngoại trừ cửa ra vào, và cửa sổ của các ngôi nhà hai bên được cố tình tránh ra, những vật dụng bằng gỗ còn lại đều bị biến dạng. Cự thụ phá thổ, gai nhọn đâm loạn, chỉ trong chốc lát, trời đất như ngục gian, trong xanh như lồng lộng. Đêm của ông quốc không giống như đêm của trang quốc, con người trên thế giới này đều có những nỗi buồn và niềm vui riêng. Sau khi phủ lĩnh Bắc bị phá hủy, phủ nghi dương là tuyến phòng thủ quan trọng nhất ở phía nam của ông quốc. Tòa Long Quan ở phủ Nghi Dương từng là cửa ải hiểm yếu đầu tiên của ông quốc. Kể từ khi lãnh thổ của ông quốc vượt qua dãy núi Kỳ Sương và mở rộng đến trang địa, cửa ải hiểm yếu này đã mất đi ý nghĩa chiến lược của nó. Sau khi trang thừa càn khai phá đất đai và lập quốc, Tòa Long Quan đã lấy lại được chút giá trị, nhưng nó vẫn không được quá coi trọng. Phần lớn tinh lực phòng thủ biên giới của ông quốc kỳ thực vẫn đặt hết vào tuyến phòng thủ được xây dựng xung quanh dãy núi Kỳ Sương. Chỉ đáng tiếc vào ngày 29 tháng 12 nó đã bị đột kích và tiêu diệt bởi đội quân do đại tướng quân Hoàng Phủ Đoan Minh của trang quốc chỉ huy. Biên phòng phía nam vốn hao phí một lượng lớn nhân lực, vật lực không thể phát huy được giá trị liền bị tan rã. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.